Con người mang thai, dù là phản ứng thai nghén sớm cũng phải một tháng, ốm nghén thì càng phải vài tháng. Bây giờ trong bụng cô là sự kết hợp giữa huyết mạch của con người và thú nhân, sau này sẽ xảy ra chuyện gì, cô hoàn toàn không biết. Đứa bé đến quá đột ngột, áp lực trong lòng Úc Nhiên không hề nhỏ. Vì cô đang mang thai, sau này chúng ta phải cẩn thận hơn, không thể để cô bị thương. Nhìn những vết xước nhỏ trên da cô, Lý Hách nghiêm mặt nói. Úc Nhiên cảm thấy ấm áp trong lòng, vậy thì cứ xem tình hình đã. Cô lấy đồ ăn ra, ăn cùng Lý Hách, sau đó nằm sấp ở cửa hang, quan sát bầy hung thú bên dưới. Bầu trời không sáng lên, mà âm u hơn. Nhìn những đám mây đen đang dần tụ lại trên bầu trời, có vẻ như sắp có một trận mưa lớn. Có lẽ sắp mưa rồi, lũ hung thú bắt đầu bồn chồn. Úc Nhiên đến gần cửa hang nhìn xuống, ánh mắt vô tình chạm phải đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ. Cô lập tức nhận ra đó là con hung thú đã đuổi theo cô. Cô nhìn nó một cách thẳng thắn, thân hình nó rất lớn, to bằng mười mấy con Lý Hách cộng lại, có thể là mục tiêu chiến đấu. Nhóc, cô gọi. Lý Hách lập tức bò đến bên cạnh cô, cùng cô thò đầu ra nhìn xuống phía dưới. Úc Nhiên chỉ vào con hung thú lớn đó, nói, lát nữa rớt con hung thú đó, ban đầu chính là nó bắt cóc tôi. Lý Hách nhìn theo hướng cô chỉ, trừng mắt nhìn con hung thú đó. Tôi nhất định phải cắn chết nó. Nhưng chênh lệch thực lực giữa hai người quá lớn, nếu muốn đánh nhau với nó, chúng ta phải lên kế hoạch cẩn thận. Ừm, tôi nghe cô. Dù phải đối mặt với con hung thú mà cậu ta không thể đánh bại, cậu ta vẫn kiên quyết và không chút do dự nghe theo sự sắp xếp của cô. Úc Nhiên ôm cậu ta vào lòng, suy nghĩ một lúc. Đã sắp mưa rồi, vậy thì cứ để mưa gió đến mãnh liệt hơn, phải sử dụng thẻ tấn công hệ thủy. Có bão tố cản trở và che chắn, sau đó họ phải làm gì mới là quan trọng, làm sao để Lý Hách đánh bại con hung thú lớn đó mới là quan trọng. Úc Nhiên nghĩ ra vài phương án, nói với Lý Hách, hai người bàn bạc một lúc, cuối cùng quyết định kế hoạch hành động. Bây giờ chỉ cần đợi mưa xuống. Bầu trời đầy mây đen, có lẽ cần thêm một chút thời gian nữa mới mưa. Úc Nhiên quay lại hang động, nằm trên cỏ khô nghỉ ngơi. Cô mở không gian hệ thống xem xét, chỉ còn lại một thẻ cường hóa thể chất. Thẻ duy nhất này cô không dùng cho Lý Hách, mà dùng cho chính mình. Sau này cô không thể tránh khỏi việc phải hành động trong bão tố. Cô phải chịu đựng được, nếu không cáo con trong bụng cũng sẽ gặp chuyện. Trong số những thẻ cường hóa, ngoài thẻ cường hóa thể chất đã hết, thẻ cường hóa sức mạnh cũng hết, những thẻ cường hóa khác vẫn còn một ít. Úc Nhiên dùng cho Lý Hách hai thẻ cường hóa năng lượng, một thẻ cường hóa tốc độ, hai thẻ cường hóa phòng thủ và bảo hệ thống luôn chuẩn bị sẵn thẻ hồi phục nhanh. Những chuẩn bị ban đầu chỉ có vậy. Khi những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, Lý Hách nhắc nhở, Úc Nhiên, mưa rồi. Úc Nhiên lập tức đến cửa hang, nhìn những giọt mưa lất phất dần lớn hơn, chỉ trong chốc lát đã trở thành mưa to. Mưa to thế này được đấy. Lý Hách nhìn trời, nói, chỉ là mưa rào thôi, trận mưa này sẽ không kéo dài lâu đâu. Úc Nhiên, chỉ cần mưa một lúc là đủ rồi, đợi mưa nhỏ lại, chúng ta sẽ tiếp tục. Ừm. Vì trời mưa, lũ hung thú vây quanh núi đá bắt đầu bồn chồn đi lại, một số con chú mưa dưới gốc cây lớn, chúng đã hoàn toàn ngừng đâm vào núi đá. Mưa càng lúc càng lớn, Úc Nhiên thấy con hung thú lớn vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cô, nó hoàn toàn không quan tâm đến cơn mưa lớn này. Cô nhìn vị trí của con hung thú lớn, cách chân núi không xa. Nếu tôi rắc bột độc cần nước xuống, nó có trúng độc không? Mưa hơi to, hình như không dễ canh chuẩn. Lý Hách vội vàng nói, cô đừng rắc vội, đừng lãng phí, chi bằng trộn vào thịt. Nói rồi, cậu ta lại nói, đã có hung thú trúng độc rồi, chúng sẽ không ăn thịt nữa đâu. Hệ thống, nếu ký chủ muốn sử dụng thẻ tấn công hệ thủy, có thể trộn bột độc cần nước vào, bột độc sẽ hòa vào nước mưa rơi xuống. Nhưng vì ký chủ cũng ở trong phạm vi mưa, mưa độc sẽ không bao phủ toàn bộ khu vực. Nghe vậy, Úc Nhiên mỉm cười, cuối cùng cũng có tác dụng rồi. Cô lập tức lấy thẻ tấn công hệ thủy và ống trúc đựng bột độc cần nước ra. Mở ống trúc, rắc một ít bột lên thẻ tấn công, giây tiếp theo, bột biến mất, thẻ tấn công cũng từ bão tố biến thành bão tố độc. Phạm vi mưa độc là khu vực trước mặt cô, lấy cô làm trung tâm, phạm vi mưa độc bao phủ khoảng 1/4 phạm vi mưa. Tức là, nếu muốn rời đi, cô phải di chuyển đến những vách núi khác để xuống. Thấy mưa rào nhỏ dần, Úc Nhiên kích hoạt bão tố độc. Thẻ bài biến mất trong lòng bàn tay, trên bầu trời bỗng nhiên nổi lên sấm sét, mưa như chút nước, những giọt mưa lớn đập mạnh vào lá cây, xuyên qua kẽ lá, rơi xuống những con hung thú đang trú mưa bên dưới. Đây là cơn bão do thẻ tấn công tạo ra, chỉ có Úc Nhiên mới nhìn thấy hiệu ứng, cô thấy rõ ràng cơn bão ở đây có màu xanh nhạt. Lý Hách, giúp tôi xem dây leo mà tôi dùng để leo lên lúc trước còn tốt không? Úc Nhiên nói. Nước mưa gần hang động là nước mưa bình thường, mưa độc không đến gần vách núi, không ảnh hưởng đến việc Lý Hách ra vào. Lý Hách đáp lại, lập tức bò ra khỏi hang, cắn dây leo bên cạnh,
leo lên đỉnh vách đá. Những dây leo vẫn còn nguyên ở đó, để đề phòng, cậu ta lại tết thêm vài dây leo, khiến dây leo chắc chắn hơn, cũng nối thêm vài dây leo để tăng chiều dài. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, cậu ta quay lại hang động báo cáo. Úc Nhiên nói, tôi dọn dẹp đồ đạc một chút, cậu canh chừng con hung thú lớn đó, chỉ cần nó có gì bất thường, chúng ta lập tức hành động. Được, cô dọn dẹp đồ đạc trong hang, cuối cùng còn đổ nước ấm vào ống trúc. Chuẩn bị xong xuôi, Úc Nhiên thay bộ quần áo da rắn nhẹ nhàng, không thấm nước, khoác thêm một chiếc áo choàng da thú dày, không thấm nước. Trang bị có hạn, cô cũng không chuẩn bị được gì khác. Đợi khoảng 5, 6 phút, một số con hung thú năng lực yếu bắt đầu co giật, ngã xuống đất. Vài con hung thú lớn lo lắng nhìn những con hung thú lần lượt ngã xuống, có thể nói, trong khu vực mưa độc này, ngoại trừ vài con hung thú năng lực mạnh chưa có phản ứng gì, những con khác đều đã trúng độc. Úc Nhiên, những con hung thú khác đều đã ngã xuống, con hung thú lớn kia hiện tại vẫn chưa có phản ứng gì, Lý Hách nhỏ giọng báo cáo. Úc Nhiên bình tĩnh đáp, càng yếu thì trúng độc càng nhanh, cứ đợi thêm chút nữa. Nói xong, cô nghĩ đến điều gì đó, hỏi hệ thống, thuốc giải độc mà tôi nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ trước đó có thể giải độc của cây độc cần nước không? Sau khi nhận được, cô cũng chưa nghiên cứu kỹ. Hệ thống, có thể, thuốc giải độc có thể giải tất cả các loại độc, có thể giải độc của tất cả các loại côn trùng độc, dã thú độc hoặc thực vật độc trong thế giới thú nhân này. Úc Nhiên, nếu Lý Hách uống thuốc giải độc trước, rồi đi vào khu vực mưa độc thì sao? Hệ thống, có thể sẽ bị trúng độc nhẹ, độc tố đi vào cơ thể sẽ bị thuốc giải độc hóa giải. Hệ thống đề nghị uống 2 viên, có thể hoàn toàn ngăn chặn độc tố xâm nhập vào cơ thể. Cô nhớ thuốc giải độc một hộp có 10 viên nhỏ. Úc Nhiên, thời gian tác dụng của thuốc là bao lâu? Hệ thống, 24 tiếng. Vậy là ổn rồi. Úc Nhiên không hề tiếc, đổ 2 viên thuốc giải độc to bằng hạt đậu vào miệng Lý Hách. Đây là thuốc mà thầy thuốc Tiên Cốc đã cho tôi trước đó, là thuốc được nghiền thành bột rồi vo thành viên nhỏ, có thể giải độc. Cậu uống 2 viên, lát nữa chạy vào khu vực mưa độc sẽ không bị trúng độc, nếu lỡ trúng độc, cảm thấy tứ chi tê dại, khó chịu thì lập tức chạy đến tìm tôi. Lý Hách không chút do dự nuốt thuốc. Xác nhận cậu ta đã uống thuốc giải độc, Úc Nhiên thò đầu ra nhìn xuống phía dưới, lũ hung thú bên dưới đã bị hạ gục. Hung thú ở những khu vực khác không hiểu chuyện gì, chạy đến xem, cũng lần lượt trúng độc. Cơ thể dính mưa độc không sao, quan trọng là nếu hít phải, độc tính sẽ nhanh chóng lan ra. Mưa rất to, như chút nước, rất nhiều con hung thú thè lưỡi ra uống nước, kết quả không cần phải nói. Lại qua 5, 6 phút nữa, vài con hung thú lớn cũng không chịu nổi nữa, chúng lảo đảo, cố gắng chống cự. Úc Nhiên vỗ Lý Hách, cậu ta lập tức hiểu ý, bò ra khỏi hang, leo xuống vách núi phía bên kia, chạy một vòng quanh 3 vách núi đó, dẫn lũ hung thú ở đó chạy đến khu vực mưa độc. Mưa độc chỉ kéo dài 15 phút, còn vài phút nữa là hết, họ phải tận dụng tốt tác dụng của mưa độc. Lý Hách vừa làm loạn, rất nhiều con hung thú đã đi theo cậu ta đến khu vực mưa độc, dù chúng độc cần thời gian, cũng đủ để Úc Nhiên tranh thủ cơ hội chạy trốn. Lũ hung thú bị dẫn đến từ những vị trí khác va chạm với những con hung thú đã trúng độc, đang co giật, đi lại loạng choạng, rất nhiều con va vào nhau, nằm la liệt, tình hình trở nên hỗn loạn, khó kiểm soát. Lũ hung thú cản trở lẫn nhau, tạo cơ hội cho Lý Hách hành động. Mưa rất to, thân hình nhỏ bé của cậu ta lướt qua màn mưa, đến gần con hung thú lớn, đó là con hung thú vẫn chưa từ bỏ ý định với Úc Nhiên. Con hung thú lớn đang dồn hết tâm trí vào Úc Nhiên ở trên vách đá, Úc Nhiên đang lặng lẽ bò ra khỏi hang, leo lên đỉnh vách đá. Nó nhất thời không chú ý, bị Lý Hách cắn mạnh vào cổ, răng nanh cắm sâu vào da thịt, máu bắn tung tóe. Lý Hách hung hãn cắn xé một miếng thịt nhỏ trên cổ nó. Cảm thấy đau đớn, con hung thú lớn mới hoàn hồn, nó tức giận gầm lên một tiếng, giẫm mạnh chân trước xuống đất, hung hăng giẫm lên Lý Hách. Lý Hách lập tức né tránh. Thân hình nhỏ bé nhanh nhẹn né tránh. Úc Nhiên leo lên đỉnh vách đá nhìn xuống, cô không dám chậm trễ, đi đến vách núi đối diện, nhìn số lượng hung thú bên dưới đều đã chạy mất dạng, cô lập tức thả dây leo xuống, leo theo dây leo xuống. Xuống đến mặt đất, mưa đã nhỏ hơn rõ rệt. Hiệu ứng của thẻ bài sắp hết. Theo kế hoạch ban đầu, Úc Nhiên sẽ chạy trốn, lợi dụng cơn bão để tạo khoảng cách với 7 hung thú. Còn Lý Hách sẽ đánh nhau với con hung thú lớn, đánh được thì đánh, không đánh được thì chạy. Hành động của cậu ta cũng là để câu giờ cho Úc Nhiên. Nhưng, kế hoạch không theo kịp sự thay đổi. Úc Nhiên không chạy theo kế hoạch, mà đi đến khu vực mưa độc. Mưa độc đã tạnh, bây giờ là mưa bình thường. Lũ hung thú không biết đồng bọn của mình bị sao, chỉ thấy chúng lần lượt ngã xuống, co giật, những con nặng thì không còn thở nữa. Chúng biết là chúng độc, nhưng không biết chúng độc kiểu gì. Cộng thêm việc Lý Hách đánh lén con hung thú lớn, đó là thủ lĩnh của chúng, một thú con lại làm thủ lĩnh của chúng bị thương, lũ hung thú tức giận, tụ tập lại tấn công Lý Hách.
một số con hung thú không dính mưa độc, một số con dính mưa độc nhưng chưa phát tác. Lúc này có không ít hung thú đang vây công Lý Hách, nhưng cậu ta lại dồn hết sức lực đối phó với con hung thú lớn. Sự chênh lệch về thể hình khiến cậu ta vài lần bị nó hất văng xuống đất khi đang cắn nó, bị va đập vài lần, trên người đầy vết thương. Úc Nhiên đứng sau một gốc cây lớn quan sát, trong tay cô nắm chặt thẻ tấn công cuối cùng, chờ đợi cơ hội tốt nhất. Đột nhiên, con hung thú lớn nhìn chằm chằm vào cô ngẩn người, sau đó vẫy tay. Con hung thú lớn nheo mắt, nó nhanh chóng tránh đòn tấn công của Lý Hách, gầm gừ chạy về phía cô. Theo nó chạy đến, những con hung thú phía sau cũng chạy theo. Lý Hách biến sắc, vội vàng đuổi theo, chạy được vài bước thì thấy Úc Nhiên ra hiệu, cậu ta ngẩn người, do dự một chút rồi rời khỏi bầy hung thú, chạy sang một bên. Ngay lập tức, lũ hung thú chưa kịp đến gần Úc Nhiên đã bị những ngôi sao từ trên trời rơi xuống đập chúng. Những ngôi sao vàng óng ánh lấp lánh hòa lẫn trong nước mưa rơi xuống người chúng, những góc nhọn của ngôi sao đâm thẳng vào cơ thể chúng, máu chảy thành sông. Con hung thú lớn dẫn đầu cũng không khá hơn, những ngôi sao rơi xuống bất ngờ, nó không thể né tránh, hai mắt nó bị đâm mù. Dù bị mù, dù đau đớn đến mức không thể cử động, nó vẫn không thể kiềm chế được sự hấp dẫn của mùi hương tỏa ra từ người Úc Nhiên, đó là mùi hương khiến nó phát điên. Thân hình to lớn của nó ngã xuống đất, dù tứ chi không thể cử động, nó vẫn cố gắng di chuyển về phía Úc Nhiên. Lý Hách tức giận, chạy đến, vừa cắn vừa cào, kết liễu nó, sau đó giải quyết hết những con hung thú còn lại. Úc Nhiên ngẩng đầu nhìn, khắp nơi đều là xác hung thú, theo nước mưa, mặt đất nhuộm đỏ một màu, không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Hệ thống, chúc mừng Lý Hách hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu, thưởng cho ký chủ và Lý Hách mỗi người tăng một lần tất cả các thuộc tính. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, nhận được một lần rút thăm tích lũy, có rút thăm ngay bây giờ không? Úc Nhiên, rút. Chúc mừng ký chủ nhận được 2.500 điểm tích lũy, hiện tại có 3.800 điểm. Úc Nhiên thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi lũ hung thú. Úc Nhiên, chữa trị cho Lý Hách. Hệ thống, sắp xếp ngay. Tất cả các thuộc tính đều được tăng lên, Úc Nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lý Hách cảm thấy cơ thể ấm lên một cách kỳ lạ, cậu ta không nhìn thấy vết thương trên người mình đang lành lại, chỉ cảm thấy máu đã ngừng chảy, cơn đau đang dần biến mất. Cậu ta nghỉ ngơi một lát, rồi chạy đến bên cạnh Úc Nhiên. Chúng ta đi thôi. Úc Nhiên gật đầu, không hề lưu luyến những xác hung thú nằm la liệt trên mặt đất. Thú nhân thường không nhặt những con mồi đã chết ở ngoài tự nhiên, những xác chết đó cuối cùng sẽ trở thành thức ăn cho dã thú. Sau cơn mưa, xác chết đều bị ngâm nước, cũng có những con dã thú kén ăn sẽ không thèm để ý đến xác hung thú, cô không lo độc tố trong cơ thể hung thú sẽ lan ra. Cô và Lý Hách rời đi dưới mưa, mưa rào chỉ là mưa cục bộ, đi một lúc, họ đã ra khỏi khu vực mưa. Úc Nhiên thay tấm da thú đang khoác trên người, rời khỏi khu vực mưa, đi trong khu rừng ngập tràn ánh nắng, hơi ấm bao phủ lấy cơ thể, xua tan đi cái lạnh ẩm ướt. Đến bên một con suối nhỏ, cô tìm một tảng đá ngồi xuống nghỉ ngơi. Không còn bị bầy hung thú truy đuổi, họ không cần phải vội vàng nữa, trong lòng cũng không còn hoảng sợ như trước. Mệt chết đi được, nấu chút gì ăn ở đây đi. Úc Nhiên nói, lấy nồi đá và đá lửa từ không gian ra. Lý Hách đáp lại, đi nhặt củi khô nhóm lửa. Nhóm lửa, bắc nồi, bắt đầu nấu nướng, cứ nấu đại một nồi thập cẩm. Nhưng ông trời không chiều lòng người, đồ ăn vừa chín tới, trên đầu họ mây đen nhanh chóng kéo đến. Úc Nhiên lập tức cất đồ đạc, cùng Lý Hách lên đường. Nhanh tìm chỗ trú mưa thôi, cô thúc giục. So với việc ăn no, bây giờ tìm chỗ trú mưa quan trọng hơn. Có Lý Hách, việc tìm một cái hang cây không phải là vấn đề. Khi họ tìm thấy một cái hang cây khá lớn, mưa như chút nước. Họ trú vào hang cây, Úc Nhiên lấy một tấm da thú che cửa hang, đề phòng nước mưa bắn vào. Trong một cái bát đá nhỏ trong hang cây, viên đá lửa đang tỏa ra ngọn lửa ấm áp, mang lại ánh sáng cho không gian tối tăm. Úc Nhiên trải cỏ khô xuống đất, rồi mới thoải mái ngồi xuống, lấy nồi đá ra ăn. Cô múc cho Lý Hách một bát lớn, nói, tôi không muốn thi chạy với mây đen nữa, hôm nay cứ nghỉ ngơi trong hang cây này đi. Dù sao bầy hung thú cũng đã bị giải quyết, mối nguy hiểm lớn nhất đã được loại bỏ. Lý Hách ngoan ngoãn ngồi đối diện, rừng sau khi mưa rất ẩm ướt, bùn lầy, cô cố gắng đừng hoạt động trong môi trường như vậy. Chúng ta ăn thôi. Ăn no rồi, Úc Nhiên lấy nước mưa ở cửa hang để rửa nồi đá, rửa sạch bát đũa, rồi đổ nước sạch vào nồi, đun sôi. Ăn no, người cũng ấm lên, trong hang cây nhỏ bé ấm áp này, dù bên ngoài mưa rơi tầm tã, trong hang cây gần như kín mít này, Úc Nhiên cảm thấy an toàn lạ thường, không nhịn được mà ngủ thiếp đi. Lý Hách không dám lơ là, luôn chú ý đến mọi động tĩnh bên ngoài trong tiếng mưa rơi. Bên ngoài mưa to như vậy, cũng không có dã thú nào ra ngoài kiếm ăn, chỉ là điều khiến cậu ta buồn bực là trận mưa này kéo dài rất lâu,
không thể gọi là mưa rào nữa. Trận mưa này kéo dài đến tận sáng hôm sau, mưa rơi bao lâu thì Úc Nhiên ngủ bấy lâu. Khi Úc Nhiên tỉnh dậy một cách thoải mái, Lý Hách chậm rãi nói, Úc Nhiên, tình trạng này của cô không phải là hôn mê do cơ thể khó chịu, mà là thật sự bắt đầu có phản ứng buồn ngủ rồi. Vừa tỉnh dậy đã nghe thấy câu này, Úc Nhiên hơi ngơ ngác. Cô vô thức đáp, mới có mấy ngày, sao có thể có phản ứng được? Lý Hách, giống cái mang thai vốn là như vậy, chỉ cần xác định thụ thai, 10 ngày nửa tháng sau khi giao phối sẽ có phản ứng, sau đó là ăn ngủ liên tục, đến tháng là sinh con. Úc Nhiên im lặng vài giây, cô nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Tôi muốn biết cáo con trong bụng tôi thường thì bao lâu sẽ sinh. Chắc không phải là mang thai 10 tháng chứ. Lý Hách nghĩ một lúc rồi nói, 2-3 tháng, thường thì không quá 3 tháng. Úc Nhiên giật khóe miệng, điều này thật đáng sợ, cô kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Thấy cô không hiểu lắm về những điều này, Lý Hách lại tiếp tục giải thích, như bây giờ, thức ăn đủ, chỉ cần nạp đủ dinh dưỡng, con non hấp thụ đủ dinh dưỡng, đủ tháng là có thể sinh được. Nếu vào mùa đông khan hiếm thức ăn, giống cái ăn nhiều nhưng thức ăn lại có hạn, nếu mang thai vào mùa đông, thời gian mang thai có thể sẽ dài hơn một chút. Bây giờ khu vực phía Nam sắp vào mùa đông rồi, đến lúc mùa đông lạnh nhất thì cô chắc đã sinh cáo con rồi. Về thức ăn cô đừng lo lắng quá. Trước khi thương ấp tìm thấy chúng ta, dọc đường tôi sẽ cố gắng săn bắn nhiều nhất có thể. Dù không bắt được con mồi lớn, tôi cũng đảm bảo sẽ bắt nhiều rắn, thỏ, gà rừng. Úc Nhiên mất một lúc mới hoàn hồn, 2-3 tháng là sinh cáo con, chuyện này khiến cô bị sốc nặng. Nói cách khác, trong 2-3 tháng mang thai này, cô cần ăn rất nhiều thức ăn để cung cấp dinh dưỡng cho con non, đến lúc đó sinh được mấy con vẫn là một ẩn số. Số lượng con non càng nhiều thì thức ăn tiêu thụ càng nhiều. Thiết lập của thế giới thú nhân này là giống được sinh ra đều ở dạng thú, kích thước nhỏ, một lứa nhiều con. Còn giống cái thường một lứa một con, ở dạng người. Đây cũng là một phần nguyên nhân lớn khiến tỷ lệ giống cái và giống đực mất cân bằng nghiêm trọng. Đều sinh một lứa, giống đực một lứa nhiều con, giống cái một lứa chỉ một con, cộng thêm xác suất sinh giống đực cao hơn một chút. Tỷ lệ giống cái và giống đực không mất cân bằng mới lạ, hơn nữa còn là mất cân bằng nghiêm trọng. Tôi đột nhiên thấy rất áp lực, Úc Nhiên khẽ nói. Lý Hách bình tĩnh nói, có gì mà áp lực, cô sinh con trai là được rồi, con trai kích thước nhỏ, dễ sinh. Dù sao tôi cũng chưa thấy giống cái nào gặp chuyện ngoài ý muốn khi sinh con trai. Gặp chuyện ngoài ý muốn đều là khi sinh con gái bị băng huyết mà chết. Úc Nhiên, vậy nếu tôi mang thai con gái thì sao? Lý Hách nghiêm túc đánh giá cô một lượt rồi nói, thường ngày cô ăn uống đủ cả rau lẫn thịt, không phải chỉ ăn thịt, dù là con gái thì kích thước cũng sẽ không quá lớn. Hơn nữa tình trạng cơ thể của cô tốt hơn những giống cái khác, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đâu. Khi cô sắp sinh, chúng ta sẽ tìm một bộ lạc, có thầy thuốc rồi thì đừng lo lắng quá. Úc Nhiên im lặng không nói, sói con vẫn còn quá nhỏ, nếu thật sự khó sinh thì dù có 100.000 thầy thuốc cũng vô dụng. Nhưng bây giờ đã có cáo con rồi, cô cũng sẽ cố gắng hết sức để sinh con. Đến lúc đó rồi tính, bây giờ tôi chỉ muốn tích trữ thật nhiều thức ăn, Úc Nhiên nghiêm túc nói. So với những khó khăn sẽ gặp phải khi sinh con, trước mắt thức ăn vẫn quan trọng hơn. Lý Hách còn nhỏ, khả năng của cậu ta có hạn, tuy có thể bắt được con mồi và đủ nuôi sống hai người, nhưng đó chỉ là khi cô ở trạng thái bình thường. Đến lúc đó vì mang thai mà ăn nhiều, những con mồi đó hoàn toàn không đủ. Nhân lúc chưa ăn nhiều, cô phải tích trữ thêm lương thực, đề phòng bất trắc. Không thể đặt hết hy vọng vào thương ấp vẫn chưa xuất hiện, anh ấy khi nào xuất hiện hoàn toàn là một ẩn số, có thể dây tiếp theo sẽ xuất hiện. Cô cũng phải có dự tính của riêng mình. Kết hợp với những thông tin đã thu thập được, giống cái khó sinh bị băng huyết là do con non kích thước quá lớn, khó sinh, đúng không? Cô hỏi để xác nhận. Lý Hách gật đầu. Úc Nhiên hiểu rồi. Dù chưa sinh con, cô cũng biết một số kiến thức. Khi mang thai nếu nạp quá nhiều dinh dưỡng không chỉ khiến bản thân béo phì mà còn khiến thai nhi quá lớn, dễ dẫn đến khó sinh. Ở thế giới thú nhân này không có kỹ thuật mổ đẻ. Nói cách khác, dù cáo con trong bụng là con gái, chỉ cần cô ăn uống hợp lý, dinh dưỡng cân bằng, không khiến thai nhi quá lớn, có thể tránh được phần lớn trường hợp khó sinh bị băng huyết do thai nhi quá lớn. Phải kết hợp rau và thịt, cô vừa nói vừa lấy từ không gian ra một phần khoai tây sợi, còn Lý Hách thì là thịt thỏ xào cay. Ăn chút gì đã, lát nữa chúng ta ra ngoài tìm nguyên liệu tươi ngon làm đồ ăn. Úc Nhiên vừa nói vừa nghĩ đến số thịt dùng để đối phó với bầy hung thú hôm qua, trong lòng hơi xót. Lý Hách không kén ăn, đáp lại một tiếng, ngoan ngoãn cúi đầu ăn. Bên ngoài trời đã quang mây tạnh, hai người chậm rãi đi trong khu rừng đầy vũng nước. Sau cơn mưa lớn kéo dài, khắp nơi trong rừng đều ẩm ướt. Úc Nhiên cẩn thận tránh những vũng nước, đi về phía trước, Lý Hách chạy loanh quanh bên cạnh cô tìm kiếm con mồi. Không biết tại sao khu rừng này lại ít con mồi thế, cô lẩm bẩm. Lý Hách thản nhiên đáp, vì sắp vào mùa đông rồi,
Một số dã thú có thói quen di cư, một số thì chuẩn bị sẵn sàng cho mùa đông, con mồi bên ngoài rõ ràng sẽ ít hơn so với những thời điểm khác. Đến mùa đông thì con mồi càng khó tìm hơn. Úc Nhiên bất đắc dĩ, nói, cũng may là dù không ăn thịt tôi cũng có thể ăn rau để sống, đến lúc đó nếu không có thịt, chúng ta có thể trồng rau sống qua ngày, chỉ là hơi khổ cho các cậu thôi. Lý Hách không chút do dự nói, không khổ, bây giờ cô đang mang thai cần ăn nhiều thứ, chỉ cần cô ăn no, tôi ăn ít một chút cũng không sao. Úc Nhiên cảm thấy ấm áp trong lòng, đúng là con của tôi, thật ngoan. Được khen, Lý Hách vui vẻ vẫy đuôi. Cả buổi sáng họ vừa đi vừa nghỉ, Lý Hách bắt được vài con rắn, mượn vũng nước trên mặt đất để xử lý sạch sẽ. Gần đến trưa, Úc Nhiên đang định tìm một chỗ sạch sẽ để nấu nướng thì Lý Hách đột nhiên ngửi thấy mùi gì đó, căng thẳng nói, Úc Nhiên, tôi ngửi thấy mùi của thú nhân khác, là mùi mới để lại, rất nồng. Úc Nhiên ngẩn người, cô theo bản năng nhìn mặt đường lầy lội, hình như không thấy dấu chân của thú nhân. Lý Hách vốn đã muốn tìm một bộ lạc để Úc Nhiên nghỉ ngơi tốt hơn, bây giờ ngửi thấy mùi của thú nhân, cậu ta lập tức lần theo mùi hương nhanh chóng tìm kiếm. Úc Nhiên hoàn hồn, đi theo cậu ta. Lý Hách vừa đi vừa ngửi, họ đi một lúc lâu thì đến một sườn đồi. Những sườn đồi nhỏ nhấp nhô nằm trong một khu vực đá hoang, xung quanh sườn đồi có đá hoang chắn, nơi hoang vắng như vậy thường ít người chú ý đến. Trên đỉnh những sườn đồi đó trồng một số loại cây, khoảng cách hơi xa, Úc Nhiên không nhìn rõ được đó là loại cây gì. Lý Hách nhìn Úc Nhiên, rồi chậm rãi đi theo cô. Ở đây chỉ có mùi của một con thỏ, hơn nữa còn là thỏ con, không nguy hiểm lắm, chúng ta qua đó xem thử. Thỏ con, Úc Nhiên sáng mắt lên, khu vực này chỉ có một con thỏ con sinh sống, xem ra còn biết trồng trọt, cô không khỏi suy nghĩ. Họ đi qua khu vực đá hoang, đến sườn đồi. Đến gần mới phát hiện những sườn đồi này không phải hình thành tự nhiên, mà là do con người tạo ra. Dưới sườn đồi có hang động, trên đỉnh là đất trồng trọt, nhìn sơ qua thì khoai tây và củ cải chiếm phần lớn. Úc Nhiên bị củ cải trên sườn đồi bên cạnh thu hút, củ cải lộ ra ngoài không khí có màu đen. Lý Hách, cậu xem, là củ cải đen. Lý Hách nhìn một cái rồi nói, cô muốn ăn thì nhổ một củ nếm thử. Như vậy không hay lắm. Nếu cô muốn ăn thì không sao cả. Một giọng nói mềm mại, nhỏ nhẹ vang lên từ hang động bên cạnh. Theo giọng nói đó, một thân hình lông xù chui ra. Úc Nhiên ngạc nhiên nhìn thân hình nhỏ bé màu trắng xám lông xù của đối phương, đôi tai dài rủ xuống nhẹ nhàng, đôi mắt đỏ, đôi môi nhỏ xinh, trông vô cùng đáng yêu. Đây là thỏ tai dài. Úc Nhiên đừng sợ, chỉ là một thỏ con ăn chay thôi. Lý Hách ân cần an ủi Úc Nhiên một câu. Nhìn chú thỏ nhỏ đáng yêu, Úc Nhiên khẽ cười. Giọng của hệ thống cũng rất đúng lúc vang lên bên tai. Ký chủ, chú thỏ tai dài này phù hợp với điều kiện công lược đấy. Úc Nhiên khẽ nhướng mày. Thỏ con, Tư Hạ thò nửa người ra khỏi hang động, tò mò nhìn Úc Nhiên và Lý Hách. Nếu chỉ nhìn thấy Lý Hách là một sói con, cậu ta sẽ sợ, nhưng bên cạnh còn có một giống cái, tính tấn công của sói con đã giảm đi rất nhiều. Những củ cải này đều do tôi trồng, nếu cô thích có thể nhổ ăn. Cậu ta nhìn Úc Nhiên nói, giọng nói nhẹ nhàng, tốc độ nói chuyện chậm rãi khiến Úc Nhiên cảm thấy rất thoải mái. Đánh giá xong, là một chú thỏ nhỏ dịu dàng, đáng yêu. Úc Nhiên mỉm cười, cảm ơn cậu, tôi chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy củ cải đen, thấy hơi lạ thôi. Mà cậu mới nhỏ như vậy đã có thể trồng được nhiều rau như thế này, giỏi quá. Tư Hạ ngượng ngùng cúi đầu. Hệ thống, độ hảo cảm của thỏ con đang tăng lên, ký chủ hãy tiếp tục cố gắng. Lý Hách nhìn những loại rau được trồng, cậu ta đến gần Úc Nhiên. Úc Nhiên hiểu ý, ngồi xổm xuống nghe cậu ta nói. Cậu ta nhỏ giọng nói, thỏ con này giỏi thật, có thể trồng được nhiều rau như vậy. Tôi bắt cậu ta về, nuôi cậu ta để trồng rau cho cô ăn. Úc Nhiên ôm trán, sao cậu lại có suy nghĩ như vậy? Lý Hách, chính cô đã nói muốn nhặt nhiều con non không có cha mẹ về nuôi chơi, thỏ con này sống một mình ở đây. Hoặc là bị cha mẹ bỏ rơi, hoặc là không có cha mẹ bị bộ lạc bỏ rơi, nuôi chơi cũng không tốn thịt, thỏ ăn chay mà. Nói cũng có lý. Dù Lý Hách nói nhỏ đến đâu, Tư Hạ cũng nghe thấy rõ ràng. Khi nhìn thấy ánh mắt của Lý Hách nhìn sang, cậu ta không chút do dự lùi về hang động. Hù chết thỏ rồi, sao lại có người bắt con non về nuôi chơi? Lý Hách nhanh chóng chui vào hang động để bắt Tư Hạ. Những hang động dưới sườn đồi đều thông nhau, chằng chéo phức tạp vô cùng. Họ bắt đầu chạy đuổi nhau trong hang động. Úc Nhiên bất lực, cô biết Lý Hách không có ác ý, chỉ là muốn bắt thỏ con thôi, sẽ không làm hại cậu ta. Cô cũng không quản họ, để họ tự chơi. Cô đi đến sườn đồi bên cạnh, cúi người nhổ một củ cải để nghiên cứu. Kích thước giống như củ cà rốt bình thường, chỉ là màu sắc là màu đen, đen xì. Nếu không xác định được đây là màu sắc tự nhiên, cô còn tưởng là bị ô nhiễm. Cô đưa củ cải lên mũi ngửi, là mùi củ cải chính hiệu, chỉ là thêm một chút hương thơm của trái cây.
Cô lấy từ không gian ra một ít nước để rửa sạch đất trên củ cải, cắn một miếng, giòn tan, có chút vị ngọt. Úc Nhiên bất ngờ, vị này ngon hơn dự kiến, giống như vị của táo, giòn tan, giòn ngọt, cảm giác như đang ăn trái cây, mọng nước, lập tức giải khát được kha khá. Cô cũng không biết họ chạy đến đâu rồi, bên dưới hoàn toàn không có tiếng động. Cô đến gần một cửa hang, gọi, thỏ con, củ cải đen ngon lắm, cho tôi nhổ một ít nhé, tôi lấy thức ăn khác đổi với cậu. Vài giây sau, từ cửa hang bên kia vang lên giọng của thỏ con, được ạ, cô nhổ hết cũng được. Hừm, cậu cũng ngoan đấy. Vừa có tiếng động, vị trí đã bị lộ, Lý Hách vội vàng chạy đến, một cuộc rượt đuổi khác lại bắt đầu. Úc Nhiên giờ khóc giờ cười, trong hang thỏ của người ta, dù Lý Hách có nhanh đến đâu cũng không chiếm được bao nhiêu lợi thế. Địa hình trong hang động phức tạp, toàn là mùi của thỏ, rất khó xác định vị trí. Được sự đồng ý của chủ nhà, Úc Nhiên bắt đầu nhổ củ cải. Sau khi nhổ củ cải, cô cẩn thận đặt vào giỏ tre. Xin phép thỏ con là một chuyện, nhưng Úc Nhiên không định để lại những củ cải này. Thỏ con phải mang đi, huống chi là những củ cải này, chắc chắn phải thu hoạch hết. Không chỉ là củ cải, còn có những loại rau khác nữa. Cô vừa thu hoạch vừa cảm thán trong lòng, đúng là một chú thỏ nhỏ đảm đang, siêng năng, trông trọt giỏi quá. Trên sườn đồi chất đất tạo thành ruộng, từng luống ngay thẳng tắp tắp, một củ cải một hố, vị trí của củ cải đều được sắp xếp ngay ngắn. Ước chừng đây là một chú thỏ bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Úc Nhiên nhanh chóng thu hoạch hết củ cải đen, sau đó là khoai tây. Nhưng giống khoai tây ở thế giới thú nhân này lại to lại nhiều, cô thử nhổ một củ thấy rất tốn sức, liền bỏ cuộc, lát nữa để Lý Hách đào. Khoai tây không động được, Úc Nhiên quay sang xem những thứ linh tinh khác, có bí đao, bắp cải, còn có ớt, tỏi. Cô không hứng thú lắm với ớt và tỏi, nhưng 6 cây bắp cải tươi ngon lại khiến cô rất thích. Nghĩ đến cây bắp cải sắp chín trong hang động trước đó, không biết bây giờ ra sao rồi. Bắp cải đáng yêu quá, cô thu hoạch. Bí đao vừa to vừa tròn, cô cũng thu hoạch. Khi cô đang ngồi xổm xuống hái ớt, một âm thanh nhỏ đột nhiên truyền vào tai. Cô theo bản năng nhìn xung quanh, không có gì bất thường, nhưng âm thanh vừa rồi. Sói con, hình như tôi nghe thấy tiếng sói tru, cô gọi vào một hang động. Lý Hách nhanh chóng thò đầu ra, khó hiểu hỏi, tiếng tru của tôi. Úc Nhiên lắc đầu, cảnh giác nhìn xung quanh nói, tiếng tru ư của cậu trong mắt tôi không phải là tiếng sói tru, là gần đây có sói. Tiếng tru ư. Lý Hách có chút bối rối. Giây tiếp theo, cậu ta cảm thấy mông mình bị húc một cái, Tư Hạ chen vào, thò đầu ra nói với Úc Nhiên. Gần đây có sói xuất hiện, cô có muốn vào hang thỏ của tôi trốn không? Những con sói đó rất hung dữ. Lý Hách mặt không cảm xúc dịch người, cố gắng giữ khoảng cách với Tư Hạ. Hai con non chen chúc với nhau trông như thế nào, lại không phải cùng một lứa. Úc Nhiên nhìn kích thước hang động không lớn, đủ để cô bỏ vào. Cảm ơn, không cần đâu, đàn sói đó khoảng bao nhiêu con? Cô hỏi. Nghe vậy, Lý Hách tự giác bỏ ra khỏi hang. Tư Hạ cũng bỏ ra theo, cậu ta có chút lo lắng nói, một đàn khoảng mười mấy con, chúng rất hung dữ, tôi đánh không lại chúng, sói con của cô cũng không thể đánh lại chúng. Nhìn thấy đôi mắt đỏ của cậu ta ươn ướt vì lo lắng, Úc Nhiên mỉm cười, đang định ngồi xổm xuống vuốt ve chú thỏ nhỏ dịu dàng này thì Lý Hách đã vươn móng vuốt đập vào đầu Tư Hạ. Úc Nhiên dừng lại, Tư Hạ ngây người. Sợ nhất là không khí đột nhiên yên lặng. Giây tiếp theo, thỏ con nước mắt lưng tròng, cả người co rúm lại, khẽ nức nở. Úc Nhiên hít sâu một hơi, thật là tuyệt vời. Bây giờ tôi rất tò mò, loại thỏ này khi trưởng thành cũng sẽ nức nở như vậy sao? Lý Hách khinh bỉ, nức nở cái gì, chỉ biết khóc lóc, đánh nhau cũng không biết. Úc Nhiên, so sánh tính cách của hai con non, một mạnh mẽ, một dịu dàng, sự khác biệt quá rõ ràng. Nhưng người ta trồng trọt giỏi mà, cô nhỏ giọng phản bác một câu. Lý Hách, câu này cậu ta khó mà phản bác được. Nghe thấy tiếng sói tru truyền đến từ xa, Lý Hách nheo mắt, toàn thân tỏa ra sát khí đáng sợ. Úc Nhiên, cô ở đây chờ, nếu đàn sói chạy đến thì cô vào hang thỏ trốn, tôi đi giải quyết chúng, tích trữ lương thực cho cô. Nói xong, cậu ta vươn móng vuốt đập vào Tư Hạ một cái nữa, lần này động tác nhẹ nhàng hơn. Úc Nhiên đang mang thai, cậu chăm sóc cô ấy, nếu không tôi sẽ đào hang thỏ của cậu. Lời đe dọa này khiến Tư Hạ hoảng sợ gật đầu, thấy cậu ta gật đầu, Lý Hách mới nhanh chóng chạy về hướng tiếng sói tru truyền đến. Úc Nhiên, cô vào hang thỏ được không? Tư Hạ đến gần chân Úc Nhiên, dùng thân hình lông xù của mình nhẹ nhàng chạm vào chân cô. Cậu ta muốn đẩy cô vào hang thỏ, nhưng lại không dám dùng sức. Nghe câu hỏi nhẹ nhàng và cẩn thận như vậy, Úc Nhiên mỉm cười, cô ngồi xổm xuống hỏi, tôi có thể sờ cậu không? Tư Hạ một tiếng, giơ móng vuốt che đầu, ngại ngùng. Úc Nhiên đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lại nói thêm một câu,
tôi chưa bao giờ thấy thỏ con nào đáng yêu như vậy, giá mà tôi có một con non đáng yêu như vậy thì tốt biết mấy. Đúng vậy, nhìn thôi đã thấy được chữa lành. Tư Hạ yếu ớt hỏi, sói con của cô không đáng yêu sao? Úc Nhiên cười, cậu ấy đáng yêu chứ, cậu ấy là kiểu đáng yêu hung dữ, khác với kiểu đáng yêu mềm mại của cậu. Tư Hạ cúi đầu không nói gì. Hệ thống, độ hảo cảm của thỏ con đang tăng lên, ký chủ cố lên. Úc Nhiên không nhịn được cười, phì cười một tiếng, khen vài câu đã tăng độ hảo cảm rồi, thỏ con sao lại đơn thuần như vậy chứ? Bây giờ cô giống như kẻ xấu đang dụ dỗ thỏ con, còn chú thỏ con ngây thơ, không hề đề phòng này đã bị tăng độ hảo cảm, đang từng bước rơi vào bẫy của cô mà không hề hay biết. Chưa từng có giống cái nào khen tôi đáng yêu, họ đều thấy tôi không đẹp. Tư Hạ co rúm người lại, buồn bã nói. Úc Nhiên khó hiểu, tại sao? Cậu trông khác với những thỏ con khác sao? Cậu ta gật đầu, những con non khác đều màu trắng, tôi thì màu trắng xám, màu lông của tôi giống mẹ. Thông thường, dù giống cái mang thai là chủng tộc gì, con non trong bụng đều giống bố, tức là bố là chủng tộc gì, con non sinh ra sẽ là chủng tộc đó. Nếu con non thừa hưởng gen của mẹ, sẽ bị coi là huyết thống không thuần, là dị loại, sẽ bị bài xích. Úc Nhiên nhìn bộ lông màu trắng xám của cậu ta, nghiêm túc nói, nhưng tôi thấy màu lông trắng xám này rất đẹp, rất đặc biệt, rất khác biệt. Một số thú nhân suy nghĩ quá cổ hủ, thế giới rộng lớn như vậy, nhất định sẽ có người thưởng thức cậu, đừng buồn như vậy. Tư Hạ sững người, giọng nói dịu dàng, lời an ủi cảm động như vậy, cậu ta không nhịn được lại khóc. Nghe tiếng khóc nức nở này, Úc Nhiên cảm thấy mình sắp sụp đổ, không chịu nổi nữa rồi. Đợi cậu ta khóc xong, cậu ta nức nở hỏi, Úc Nhiên, cô thấy tôi đẹp không? Úc Nhiên, đẹp chứ. Vậy sau này tôi sẽ trồng củ cải cho cô ăn. Được đấy, bắp cải, khoai tây cũng được, ừm ngã, vậy là, xong rồi. Úc Nhiên không khỏi cảm thán sự đơn thuần của thỏ con, so với tính tấn công của Lý Hách lúc trước, con non ăn chay dễ công lực quá. Hệ thống, chúc mừng ký chủ có được con non thứ hai, ký chủ hãy tiếp tục cố gắng để có được nhiều con non hơn. Không có thông báo độ hảo cảm, nhưng hệ thống đã liên kết, điều này có nghĩa là độ hảo cảm đã đạt đến giá trị phù hợp để liên kết. Tâm trạng của Úc Nhiên vô cùng vui vẻ. Từ xa mơ hồ truyền đến tiếng chiến đấu, cô đứng dậy nhìn về phía xa, lờ mờ thấy bóng dáng di chuyển trong rừng. Bên đó đánh nhau rất dữ dội. Sói hoang tuy hoạt động theo bầy đàn, nhưng dù sao cũng chỉ là dã thú, không thể so sánh với khả năng của thú nhân. Dù là sói con như Lý Hách, chỉ cần có chút kỹ năng chiến đấu cũng hoàn toàn có thể đối phó với sói hoang. Huống chi Lý Hách thời gian này các thuộc tính đã được cường hóa rất nhiều, hung thú còn đánh được, huống chi là sói hoang. Đối với trận chiến đó, kết quả sẽ không nằm ngoài dự đoán của cô, Úc Nhiên không lo lắng lắm. Đột nhiên, cô cảm thấy có gì đó, quay đầu lại nhìn, một con sói hoang không biết từ lúc nào đã vòng ra phía sau, lao đến tấn công bất ngờ. Cô biến sắc, lập tức lùi lại né tránh. Cô vừa động, chú thỏ nhỏ màu trắng xám bên cạnh đột nhiên nhảy lên, chặn đường, húc bay con sói hoang. Nhìn chú thỏ nhỏ vững vàng đáp xuống đất, lập tức biến thành dáng vẻ sợ hãi, nức nở. Khi thế lúc nãy húc sói hoàn toàn biến mất, Úc Nhiên không thể tin được. Sói hoang chắc cũng không ngờ mình lại bị một thỏ con nhỏ bé húc bay, thân hình nó vẽ một đường cong trên không trung, nhanh chóng rơi xuống, trực tiếp rơi vào khu vực đá hoang, đầu vỡ máu chảy, ngất xỉu. Úc Nhiên đột nhiên phản ứng lại, là cô đã nghĩ quá đơn giản. Dù thỏ con này mềm mại, đơn thuần, nhưng không có nghĩa là không có sức chiến đấu, chó cùng rứt dậu còn cắn người, huống chi đây là con non của thú nhân. Có thể sống một mình ở khu vực này, không có chút bản lĩnh thì làm sao sống sót đến bây giờ. Tư Hạ lo lắng nhìn Úc Nhiên nói, cô không sao chứ. Mang thai không thể bị giật mình, cô đừng căng thẳng. Úc Nhiên có chút bất lực nhìn chú thỏ nhỏ đang run rẩy toàn thân, rõ ràng là cậu ta căng thẳng hơn. Tôi không căng thẳng, cậu cũng đừng căng thẳng, đừng run nữa. Tư Hạ nước mắt lưng tròng, tôi sợ quá. Úc Nhiên, cô vô tình chú ý đến con sói hoang ở xa động đậy, vội vàng nói, nhanh lên, cậu mau qua đó ném cho nó một cục đá. Tư Hạ vừa khóc nức nở vừa hành động không chút chậm trễ, vài bước nhảy đã đến bên cạnh con sói hoang. Khi đối phương còn đang mơ màng, cậu ta nhặt một cục đá ném vào đầu sói. Sói hoang lập tức chết. Đáng sợ quá, xác nhận sói hoang không còn thở nữa, Tư Hạ vội vàng chạy đến chỗ Úc Nhiên, ôm chặt lấy chân cô tìm kiếm sự an ủi, cả người run rẩy. Tôi ăn chay, tôi không ăn thịt, tôi không thể nhìn cảnh tượng đẫm máu như vậy, tôi sợ quá, thỏ con hoảng sợ nói năng lộn xộn. Úc Nhiên bối rối. Cô đột nhiên cảm thấy tính cách này thật đau đầu. Lý Hách giải quyết xong đám sói hoang, chạy về người đầy máu, thấy Úc Nhiên định hỏi, cậu ta liền nói, tôi không bị thương, không phải máu của tôi. Nói xong, cậu ta chạy đến bên cạnh con sói hoang bị Tư Hạ ném đá chết, xác nhận đã chết,
tất cả sói hoang đều đã được xử lý. Con sói hoang đó là do Tư Hạ rớt chớt, Lý Hách dường như không thấy lạ, chỉ là nhìn thấy chú thỏ đang ôm chân Úc Nhiên vừa sợ hãi vừa tủi thân nức nở, dáng vẻ đó khiến cậu ta đau đầu. Khóc cái gì, còn khóc nữa, tin tôi bôi máu sói lên mặt cậu không? Lời nói đe dọa, bá đạo như vậy khiến Úc Nhiên cũng không nghe nổi. Tính cách của người ta là vậy, đừng hung dữ với cậu ấy. Lý Hách không nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào hai móng vuốt đang ôm chặt chân Úc Nhiên của Tư Hạ, rất muốn chạy đến gỡ ra. Trước đó biết Úc Nhiên mang thai, trong lòng cậu ta cũng không phức tạp như lúc này. Cậu ta biết dù cô có cáo con của riêng mình, cô cũng sẽ không bỏ rơi cậu ta vẫn là con của cô. Nhưng bây giờ có thêm con non khác, trong lòng cậu ta lại khó chịu, đặc biệt là kiểu tính cách mềm yếu, không đánh không mắng được này, nhìn thấy cậu ta rất bực bội, chẳng có chút khí phái nào của giống được. Úc Nhiên, cô không cần tôi nữa sao? Cậu ta buồn bã nói. Úc Nhiên bất lực. Cậu đang ghen à? Vừa rồi cậu còn nói bắt thỏ về cho cậu ta trồng rau cho tôi ăn, bây giờ lại thấy không cân bằng trong lòng rồi. Lý Hách khẽ hừ một tiếng, ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác. Thấy cậu ta lại bắt đầu tỏ ra kiêu ngạo, Úc Nhiên cười nói, sau này các cậu đều là con của tôi sẽ chăm sóc các cậu. Lý Hách, Tư Hạ, sợ. Lý Hách khinh bỉ, sợ cái gì, mau kéo những con sói hoang này đến chỗ có nước xử lý sạch sẽ. Tôi không muốn, tôi sợ, Tư Hạ toàn thân đều là sự kháng cự. Vậy cậu định để Úc Nhiên tự mình làm sao? Giây tiếp theo, Tư Hạ lập tức buông chân Úc Nhiên, nước mắt lưng tròng nhảy đến chỗ Lý Hách, cùng cậu ta kéo sói hoang đi. Tư Hạ, sợ thì sợ, nhưng vẫn phải làm, không thể để Úc Nhiên tự mình làm, hu hu hu, nhìn thôi đã thấy sợ rồi. Úc Nhiên tìm một tảng đá ngồi xuống nghỉ ngơi, nhìn bọn họ kéo xác con sói hoang về phía sau khu vực đá hoang, bên đó có vài vũng nước, đều do Tư Hạ tự đào, dùng để lấy nước hàng ngày. Tư Hạ có kích thước tương đương với Lý Hách, nhưng có vẻ nhỏ hơn Lý Hách một chút. Chú thỏ nhỏ vì kéo xác sói hoang nên bộ lông bị dính bẩn, lại thêm sợ hãi cảnh tượng máu me này, vừa khóc vừa làm việc. Rõ ràng là sợ đến chết khiếp, nhưng khi bắt tay vào làm lại không hề do dự, điều này khiến Úc Nhiên có cái nhìn mới về cậu ta. Sợ hãi là vì nhát gan, không có nghĩa là cậu ta yếu đuối. Úc Nhiên chống cằm nhìn bọn họ bận rộn qua lại, kéo xác sói hoang đến bên vũng nước, Lý Hách bắt đầu xử lý. Cảnh tượng đó khiến Tư Hạ lại khóc nức nở, cả người cuộn tròn lại, quay mặt đi không dám nhìn vũng nước nhuộm đỏ máu. Lý Hách liếc nhìn cậu ta một cái, động tác trên tay không dám chậm trễ. Sau khi xử lý xong mấy con sói hoang này, chúng ta phải rời khỏi đây, hang thỏ của cậu quá nhỏ, sẽ làm Úc Nhiên ngột ngạt. Chúng ta phải tìm một nơi thoải mái, tốt nhất là tìm một bộ lạc thú nhân, Úc Nhiên đang mang thai, cứ hoạt động ở ngoài hoang dã rất nguy hiểm, cậu ta nói. Tư Hạ hiểu ý gật đầu, tôi biết rồi. Cậu ta nghĩ một lúc rồi nói, dù là bộ lạc Asali gần đây nhất cũng phải mất 2-3 ngày đường, đó là bộ lạc tôi từng sống, họ đã đuổi tôi đi, tôi không thể đến nó. Lý Hách, vậy những bộ lạc lớn hơn khác thì sao? Tư Hạ, bộ lạc Sâm Lan, đây là một trong 4 bộ lạc lớn của khu vực phía Nam, có rất nhiều cường giả, nhưng bạn đời của Úc Nhiên không có ở đây, nếu bị những giống được xấu xa ép buộc thì sao, hai chúng ta không thể bảo vệ cô ấy. Lý Hách cũng bực bội, tìm bộ lạc để sinh sống sẽ an toàn hơn cho họ, cũng có thể để Úc Nhiên nghỉ ngơi trong một môi trường thoải mái, an toàn thì có an toàn, nhưng an toàn cá nhân thì khó nói. Nếu gặp phải giống được mạnh mẽ, thấy Úc Nhiên một mình, có thể sẽ ép buộc cô, giam cầm cô, đợi cô sinh cáo con rồi cưỡng ép kết đôi. Nhất định phải tìm bộ lạc sao? Chúng ta có thể tìm một nơi an toàn để qua mùa đông, tôi rất quen thuộc với khu vực này, Tư Hạ thăm dò hỏi. Lý Hách im lặng một lúc rồi nói, lát nữa hỏi Úc Nhiên xem sao. Được. Sau khi Lý Hách xử lý xong mấy con sói hoang, lột da, chặt nhỏ, cậu ta gọi Úc Nhiên đến lấy thịt. Từ xa, Úc Nhiên đã ngửi thấy mùi máu tanh, không nhịn được mà bịt mũi. Tư Hạ kinh ngạc nhìn Úc Nhiên cất số thịt sói đó đi, cậu ta thốt lên, đây là năng lực không gian sao? Úc Nhiên, đúng vậy, năng lực thức tỉnh từ ấn ký. Tuyệt vời quá, chú thỏ nhỏ mắt sáng long lanh, chạy đến nói, Úc Nhiên, trong hang của tôi có rất nhiều đồ ăn ngon, tôi đưa hết cho cô được không? Cô cất vào không gian, tôi còn tìm chỗ an toàn cho cô qua mùa đông nữa. Úc Nhiên mỉm cười, được, vậy làm phiền cậu nhé. Tôi đi lấy ngay đây. Thấy cậu ta định chạy về hang thỏ, Úc Nhiên vội vàng nói, cậu dọn đồ đạc ra cửa hang, lát nữa tôi đến lấy. Được ngã, Lý Hách nói, chúng ta vẫn nên tìm một nơi thích hợp để qua mùa đông trước, nếu thật sự có chuyện gì thì hãy tìm đến những bộ lạc đó, tôi sợ có giống được sẽ ép buộc cô. Chúng ta vẫn còn nhỏ, những giống được đó sẽ không coi trọng chúng ta. Trong mắt họ, cô là một người, giống như giống cái vô tình lạc vào rừng hoang. Sức chiến đấu của Úc Nhiên không yếu,
Nhưng nếu đối thủ là một đám giống đực, dù cô có giỏi đến đâu cũng không thể đánh lại nhiều giống đực trưởng thành như vậy. Úc Nhiên bình tĩnh gật đầu, dù là tìm bộ lạc thú nhân hay tự tìm chỗ ở, đều có lợi và hại. Chúng ta tạm thời đừng ưu tiên vấn đề thức ăn, hãy cân nhắc đến sự an toàn trước, tốt nhất là địa hình phức tạp như hang thỏ. Nếu gặp nguy hiểm có thể có nhiều đường để chạy trốn, tốt nhất là địa hình kín đáo, nếu có nguy hiểm cũng dễ dàng thoát thân. Lý Hách chăm chú lắng nghe, gật đầu, rồi nói, vậy thì để thỏ con đào cho cô một cái hang thỏ, loại lớn hơn. Úc Nhiên lắc đầu, tốn quá nhiều công sức, hơn nữa lỡ như mặt đất không ổn định, đè chết tôi thì sao? Lý Hách, Úc Nhiên, hơn nữa hang dưới đất rất dễ có rắn. Có rắn thì tốt mà, đến một con ăn một con. Úc Nhiên không thể phản bác lại câu này. Cô cũng không cãi nhau với cậu ta nữa, cất thịt sói vào không gian, rồi giục Lý Hách đến vũng nước sạch bên cạnh tắm rửa. Cậu ta ngoan ngoãn chạy đến vũng nước, lăn lộn vài vòng, rửa sạch vết máu trên người, còn chạy ra xa rũ khô nước, rồi mới sạch sẽ chạy về bên cạnh cô. Họ quay lại chỗ những ngọn đồi, bên ngoài một hang động nào đó, đủ loại túi lớn túi nhỏ được đẩy ra. Úc Nhiên cúi xuống nhìn, toàn là đồ chay, một số loại rau củ quả phơi khô. Những thứ đó được đựng trong túi da thú, ống trúc, hoặc được gói bằng lá cây, từng túi được phân loại rõ ràng, không hề lộn xộn. Tư Hạ đẩy ra túi cuối cùng, đó là da thú mà cậu ta đổi được bằng rau củ mình trồng, vài tấm da thú được cuộn lại thành một cục. Úc Nhiên, đây là đồ ăn tôi tích trữ để qua mùa đông, nếu cô thích, tôi đưa hết cho cô. Tư Hạ mong đợi nhìn Úc Nhiên. Úc Nhiên mỉm cười, vậy cậu thì sao? Tư Hạ, tôi có thể tích trữ thêm, tôi tìm đồ ăn dễ hơn. Cậu không sợ tôi lấy đồ ăn của cậu rồi bỏ chạy sao? Cô không phải loại thú nhân xấu xa, tôi có thể cảm nhận được. Cô khen bộ lông của tôi đẹp là thật lòng, cô sẽ không làm vậy đâu. Tư Hạ cúi đầu, hơi ngại ngùng nói. Lý Hách thầm nghĩ, nói chuyện thì nói chuyện, sao phải ngại ngùng, có gì mà phải ngại ngùng. Úc Nhiên ngồi xổm xuống, xoa đầu cậu ta, nói, tôi rất xấu xa đấy, chuyên đi bắt những thú con không có cha mẹ về giúp tôi săn bắn, làm việc nặng nhọc. Tư Hạ ngẩng đầu nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, đôi mắt đỏ hoe híp lại thành hai vầng trăng khuyết. Nếu cô đối xử tệ với sói con kia, cậu ta sẽ không đối xử tốt với cô như vậy, cô không phải là giống cái sinh ra cậu ta. Chăm sóc giống cái là việc mà mỗi giống được nên làm, đó đều là chuyện nhỏ, đây không phải là ngược đãi. Trên người Úc Nhiên chỉ có ấn ký của cáo đen chín đuôi, nhưng bên cạnh lại có một sói con, xét đến việc Lý Hách còn chưa trưởng thành. Hơn nữa mối quan hệ giữa cậu ta và Úc Nhiên hoàn toàn không giống tình yêu, nên không thể là đợi Lý Hách lớn lên rồi kết đôi. Vậy thì chỉ có thể là được Úc Nhiên nhận nuôi. Việc giống cái nhận nuôi thú con khác không phổ biến, nhưng không phải là không có. Muốn biết Úc Nhiên có đối xử tốt với thú con không phải con ruột của mình hay không, chỉ cần nhìn phản ứng của Lý Hách với cô là biết. Tốt là tốt với nhau. Tôi cũng không biết cậu sống sót đến bây giờ bằng cách nào, Úc Nhiên khẽ nói. Tư Hạ cúi đầu nói, vì màu lông của tôi giống mẹ, thú nhân trong bộ lạc cho rằng mẹ tôi không tốt. Để bà ấy sinh con sẽ làm ô uế huyết mạch của giống đực, mọi người đối xử tệ với bà ấy, chỉ có cha tôi ở bên cạnh bà ấy, bảo vệ bà ấy. Hôm đó, hung thú xông vào bộ lạc, mẹ tôi bị thương, cha tôi vì bảo vệ mẹ mà chết dưới móng vuốt của hung thú. Sau đó, mẹ tôi vì vết thương quá nặng cũng qua đời. Thú nhân trong bộ lạc vốn đã không thích tôi. Sau khi cha mẹ tôi mất, họ bắt nạt tôi, bài xích tôi, đuổi tôi ra khỏi bộ lạc. Tôi không có nơi nào để đi, liền đào hang ở đây, trồng rau sống qua ngày. Cậu ta luôn cho rằng mình là kẻ dị biệt, nhưng giống cái trước mặt lại nói cậu ta là khác biệt. Cậu ta chưa bao giờ cảm động như vậy. Cảm giác này thật tốt, giống cái này thật tốt. Vậy cậu rất giỏi, có thể sống sót đến bây giờ trong môi trường hoang dã nguy hiểm như vậy là nhờ năng lực của cậu. Úc Nhiên nhân cơ hội khen thêm một câu. Muốn tăng độ hảo cảm của trẻ con, chỉ cần khen nhiều một chút là được. Với những đứa trẻ bị thú nhân trong bộ lạc bài xích, bắt nạt, tự ti trong lòng như thế này, chỉ cần khen ngợi, khẳng định nhiều hơn, sẽ nhanh chóng chinh phục được chúng. Nghe Úc Nhiên khen ngợi, Tư Hạ không nhịn được mà ngại ngùng. Tôi tìm chỗ cho cô qua mùa đông, tôi biết trồng rau, tôi có thể chăm sóc cô dẫn tôi đi cùng được không? Được, vậy đi thôi. Úc Nhiên cất đống đồ trên mặt đất vào không gian hệ thống. Tư Hạ vui vẻ đến gần Lý Hách, nhẹ nhàng húc vào cậu ta một cái, bày tỏ sự vui mừng của mình. Lý Hách, cậu ta không hiểu hành động kỳ lạ này của thỏ con. Nghĩ đến việc sau này lại có thêm một thành viên trong gia đình, điều khiến cậu ta hơi an ủi là, đó là một chú thỏ ăn chay, dễ nuôi hơn nhiều so với thú con ăn thịt. Đột nhiên trở thành anh cả trong nhà, cậu ta cảm thấy áp lực. Vì cậu quen thuộc địa hình ở đây, vậy chúng ta đi theo cậu, tìm một nơi thích hợp để ở tạm thời. Không cần vội, chúng ta cứ từ từ đi, trên đường gặp con mồi thì bắt luôn. À đúng rồi,
lấy hết những thứ trên sườn đồi kia đi, Úc Nhiên nói. Hai thú con lập tức đi thu hoạch nông sản, sau khi thu hoạch xong, họ chính thức lên đường. Tư Hạ vừa đi vừa nhảy nhót dẫn đường, không còn khóc lóc sụt sùi nữa, chú thỏ nhỏ lúc này rất hoạt bát, đáng yêu. Úc Nhiên, tôi tên là Tư Hạ. Được rồi, Tư Hạ, tôi tên là Úc Nhiên. Ồ, tôi tên là Lý Hách. Lý Hách cũng kịp phản ứng, thản nhiên nói. Lý Hách, Úc Nhiên, Tư Hạ vui vẻ đến mức vểnh cả đôi tai dài lên. Lý Hách, chú thỏ này chắc là ngốc rồi. Úc Nhiên nhìn vẻ mặt bất lực của Lý Hách, không nhịn được cười, gia đình lại có thêm thành viên mới, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ thú vị hơn. Vì Úc Nhiên đang mang thai, Tư Hạ không đi nhanh, cậu ta và Lý Hách đi trước đi sau bảo vệ cô, luôn chú ý đến tình hình trong rừng. Họ tìm rất nhiều nơi trong rừng, dù là hang cây, hang đá hay hang dưới đất, Úc Nhiên đều xem qua. Không phải là không an toàn thì cũng là không thông gió tốt, môi trường như vậy không thích hợp để ở tạm thời. Mãi đến chiều tối, họ mới đến gần một thung lũng. Úc Nhiên nhìn vách núi cao chót vót, khen một câu, ngọn núi này đẹp đấy. Lý Hách nhìn vẻ mặt của cô là biết cô đang nghĩ gì, liền nói một cách không khách sáo, cô đừng mơ tưởng nữa. Trên vách núi chỉ có vài cái hang chim, không có hang động nào thích hợp cho cô ở, chúng ta cũng không đào được. Ở cao như vậy, cô không sợ một ngày nào đó đứng không vững mà ngã xuống sao? Úc Nhiên, nghe xem cậu ta đang nói gì kìa. Tư Hạ nhẹ nhàng nói, trên vách núi không có hang động, nhưng bên dưới có hang đá, phía trước có vài hang đá. Trong thung lũng là thác nước, nơi này ngoại trừ mùa nóng có một số thú nhân thích nước đến đây chơi, những lúc khác rất ít thú nhân đến. Úc Nhiên sáng mắt lên, đi, chúng ta đến đó xem. Nguồn nước cũng rất quan trọng, nếu không cuộc sống sẽ rất bất tiện. Họ đi vào trong, đến gần trung tâm thung lũng, Tư Hạ dừng lại. Núi ở đây có những vết nứt lớn nhỏ khác nhau, một số vết nứt lớn tạo thành những con đường nhỏ. Trên vách núi hai bên có rất nhiều vết nứt lớn nhỏ. Tư Hạ đi loanh quanh một lúc, xác định không có dấu vết hoạt động của thú nhân, cậu ta dẫn Úc Nhiên và Lý Hách đi vào khe nứt rộng khoảng nửa mét. Khoảng cách nửa mét đủ để họ tự do ra vào, nhưng Lý Hách lại cau mày. Sau này bụng Úc Nhiên lớn lên, cậu định để cô ấy bị kẹt ở đây sao? Úc Nhiên, cô chắc là sẽ không béo đến mức đó đâu. Tư Hạ lo lắng nói, đây là đường tắt, đi đường này tiện hơn, phía sau còn có thể đi vòng qua bụi cỏ đến thác nước, chỉ là đường hơi xa một chút, đường bên đó rộng hơn. Nghe vậy, Lý Hách cũng không nói gì nữa. Úc Nhiên vừa đi vừa quan sát vách núi, nhìn vết tích trên vách núi, có lẽ là do nước tự nhiên. Sau khi vách núi nứt ra, dã thú và thú nhân thường xuyên đi lại, tạo thành con đường khá rõ ràng. Có lẽ vì nơi này khá hẻo lánh, sau này không có nhiều động vật và thú nhân đi lại, nên cỏ dại mọc tùm. Thông thường, hang động nằm trong khe núi, rất ít thú nhân chọn nơi này để nghỉ ngơi. Tính kín đáo cũng không tệ. Vách núi rất lớn, khe nứt này rất dài, ở cuối khe nứt, Úc Nhiên nhìn thấy vài hang động. Tư Hạ và Lý Hách đi đến kiểm tra trước, xác định trong hang động không có động vật nào. Lý Hách xem qua từng hang động một, rồi đi ra nói với Úc Nhiên, hang động này có nhiều tầng, tôi nghĩ cô sẽ thích. Úc Nhiên bước tới, đây là hang động lớn nhất ở đây, cửa hang rộng khoảng 2 mét. Đi vào là những bậc thang được đẽo gọt bằng phẳng, bậc thang đi xuống phía dưới. Bên dưới là một không gian rộng khoảng 100 mét vuông, phía xa còn có một dãy bậc thang, đó là bậc thang dẫn lên hang động phía trên. Úc Nhiên tò mò đi lên xem. So với không gian bên dưới, hang động phía trên nhỏ hơn, chỉ khoảng 20 mét vuông, ở đây còn sót lại một ít cỏ khô phủ đầy bụi. Có vẻ như trước đây đã từng có thú nhân sống ở đây và hang động nhỏ này được dùng làm phòng ngủ. Không gian đủ rộng, khu vực được phân chia rõ ràng, tránh việc cô phải chen chúc với thú con. Tôi thấy nơi này rất tốt, các cậu thấy sao? Cô hỏi ý kiến của họ. Tư Hạ dễ thương đáp, tôi không có ý kiến gì, hơn nữa lấy nước ở đây cũng tiện. Dù chúng ta không đến thác nước lấy nước, chỉ cần trời mưa, cũng có thể đến bể chứa nước kia để lấy nước mưa. Úc Nhiên nhìn theo hướng cậu ta chỉ, là bên phải bậc thang đi vào. Lúc trước khi vào, cô không để ý lắm đến chỗ đó. Ở đó có một bể chứa nước, là một tảng đá lớn được khoét một lỗ ở giữa, tạo thành bể chứa nước. Tảng đá lớn được đặt ngay cạnh cửa hang, trên vách có một số lỗ nhỏ được gắn thêm ống trúc, tạo thành hệ thống dẫn nước rất tốt, chỉ cần nước mưa rơi xuống vách núi sẽ được dẫn vào bể chứa nước. Đây là núi đá, trên vách núi không có nhiều cây cối và đất, nước mưa chảy vào sẽ không quá bẩn. Úc Nhiên mỉm cười, dù không đợi nước mưa làm đầy bể chứa nước, chúng ta cũng có thể dùng vũng nước đó làm bể chứa nước hàng ngày, có thể lấy nước từ thác nước về chứa. Thác nước ở ngay bên cạnh, cô không lo lắng về nguồn nước, đến lúc đó cô đến đó một chuyến, dự trữ nước trong không gian là được. Tư Hạ ngoan ngoãn gật đầu, đất ở đây màu mỡ, tôi có thể trồng thêm rau trước khi mùa đông đến, trong rừng gần đây cũng có không ít rau dại,
có thể thu hoạch được rất nhiều. Úc Nhiên nhìn Lý Hách, cậu ta đương nhiên không có vấn đề gì, cô ở đâu, tôi ở đó. Vậy thì tốt. Vậy là quyết định như vậy. Trong hang động này còn sót lại một số đồ đạc của thú nhân từng sống ở đây, Lý Hách và Tư Hạ giúp dọn dẹp, đặc biệt là hang động phía trên, họ dọn dẹp rất sạch sẽ. Điều khiến Úc Nhiên an tâm là Tư Hạ lấy nước rắc xuống đất, Lý Hách lại dùng cơ thể mình đẩy nước lau sàn, bộ lông trắng của cậu ta lập tức bẩn hết cả. Các cậu chắc chắn không cần tôi giúp chứ? Cô không nhịn được nữa, tuy họ làm rất nghiêm túc, nhưng không có tay chân vẫn rất bất tiện. Hơn nữa, họ cứ lăn lộn trên mặt đất như vậy để lau dọn, cô cứ cảm thấy như hai đứa trẻ đang chơi đùa. Lý Hách kiên quyết đáp, không cần, cô cứ ngồi đó đi. Ngồi thì không ngồi được rồi, tôi xuống dưới nấu nướng. Úc Nhiên nói xong liền đi xuống. Cô đặt vài viên đá lửa vào bếp, dùng đá đập vào đá lửa để tạo ra tia lửa, nhóm lửa. Số củi thu thập được trước đó đã dùng gần hết, lát nữa phải đi thu thập thêm. Hai thú con ở trên đang hăng say dọn dẹp hang động, nếu không phải nguồn nước có hạn, họ đã muốn dùng nước để xối rửa rồi. Bên dưới, Úc Nhiên bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Đây là bữa tối đầu tiên sau khi thỏ con gia nhập. Vì Tư Hạ là thỏ, cô đã khéo léo không nấu thịt thỏ. Tuy Tư Hạ không ăn thịt, nhưng ăn thịt thỏ trước mặt cậu ta, cô cảm thấy kỳ lạ. Còn thịt sói? Lý Hách cũng là sói mà. Úc Nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi, không nhịn được thở dài. Lý Hách vừa đi xuống, nghe thấy tiếng thở dài của cô, tưởng cô gặp chuyện gì, liền đến gần hỏi, sao vậy? Úc Nhiên, cậu là sói con mà, chúng ta ăn thịt sói, cậu không thấy kỳ lạ sao? Lý Hách khó hiểu, kỳ lạ chỗ nào, cô không cho gia vị à? Úc Nhiên im lặng, một lúc sau, cô hỏi, cậu muốn ăn thịt sói kiểu gì? Nướng, hầm đều được. Cô gật đầu, tốt lắm, thú con này không hề ngại ngùng. Nhớ lại cuộc sống trước đây, Thương Ấp đã vài lần bắt sói hoang về, Lý Hách ăn rất ngon lành. Thú nhân, thật là một loài kỳ lạ. Thấy cô không có vấn đề gì nữa, Lý Hách chạy đi tìm cỏ khô, sau đó Tư Hạ cũng chạy đi, họ chạy đi chạy lại vài lần, tìm được rất nhiều cỏ khô mềm mại. Họ trải cỏ khô trong hang động đã được dọn dẹp sạch sẽ, Tư Hạ còn tìm một số loại hoa cỏ đặt trong hang, trong đó có không ít loại cây đuổi côn trùng. Hang động vốn có mùi ẩm mốc, đất cát, lập tức tràn ngập hương thơm thoang thoảng của cây cỏ. Dọn dẹp xong hang động nhỏ của Úc Nhiên, họ mới xuống dọn chỗ ngủ cho mình, chỉ đơn giản là hai đống cỏ khô. Dọn dẹp xong xuôi, họ chạy đến thác nước tắm rửa, vội vàng đi, vội vàng về, không dám nán lại quá lâu. Úc Nhiên nấu nướng xong, bày bàn nhỏ, bày đồ ăn lên bàn, có cả món mặn và món chay. Chiều cao của bàn hơi bất tiện cho hai thú con, cô đặt thêm ghế đẩu bên cạnh, để họ dẫm lên ghế, như vậy vừa đủ với tới bàn. Lý Hách nhìn bàn đầy thức ăn, đã quen rồi, nhiều món hay ít món đều tùy thuộc vào tâm trạng của Úc Nhiên, còn Tư Hạ là lần đầu tiên thấy cảnh này, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa phấn khích. Vì phải chiếu cố chú thỏ nhỏ ăn chay này, Úc Nhiên đã làm vài món chay, cô nghĩ chú thỏ nhỏ sẽ thích. Bắp cải xào, bí đỏ hấp, cà rốt trộn và canh rau dại. Món mặn chủ yếu vẫn là thịt sói, có cả món hầm và món nướng. Những món ăn này đối với Tư Hạ đều rất mới lạ, cùng nguyên liệu, thậm chí cùng cách chế biến, nhưng món ăn do Úc Nhiên làm vẫn ngon hơn. Úc Nhiên, cô nấu ăn ngon quá ngã, Tư Hạ vui vẻ nói. Sau này cô dạy tôi làm nhé, đợi tôi trưởng thành, có hình người, tôi sẽ nấu cho cô ăn. Úc Nhiên mỉm cười đáp lại. Trẻ con còn nhỏ, phải nuôi dạy cho tốt, đợi sau này chúng trưởng thành, không biết sẽ đẹp trai đến mức nào, nghĩ đến việc sau này thú con sẽ trở thành mỹ nam, trong lòng cô tràn đầy mong đợi. Điều cô mong đợi hơn nữa là cáo con trong bụng, không biết sẽ giống ai. Ăn tối xong, nhân lúc trời chưa tối hẳn, họ cùng nhau đi dạo đến thác nước. Khi ra khỏi hang động, Úc Nhiên nhìn khu vực đá lởm chởm bên cạnh, đi qua khu vực đá lởm chởm là đến bãi cỏ hoang. May mà cỏ không cao lắm, nếu có dã thú đến gần, sẽ dễ dàng phát hiện. Đi vòng qua bãi cỏ hoang cũng có thể đến thác nước, chỉ là đường hơi xa một chút. Trời đã tối, Úc Nhiên không đi đường đó, mà đi từ khe nứt của vách núi, đi đường lớn đến thác nước. Khi họ đến thác nước, trời đã tối hẳn. Dưới ánh trăng mờ ảo, thác nước đổ xuống ầm ầm, dòng nước rơi xuống vũng nước, tạo thành những con sóng trắng xóa. Dòng nước hơi xiết, dưới nước có cá không? Úc Nhiên tò mò nhìn xuống nước vài lần, nhưng không nhìn thấy gì. Lý Hách đến gần bờ, nhìn kỹ một lúc rồi nói, có cá, còn khá to, ngày mai chúng ta đến bắt nhé. Được. Úc Nhiên ngồi xổm xuống, chạm vào nước không quá lạnh, cô nhìn xung quanh, nói, tôi muốn tắm, các cậu đừng nhìn tôi. Lý Hách tự giác quay mặt đi. Tư Hạ vẫn còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng, Lý Hách liền cắn vào tai cậu ta, kéo cậu ta lại. Lý Hách, đau, Tư Hạ kêu đau. Lý Hách buông cậu ta ra, nghiêm mặt nói, Úc Nhiên không thích người khác nhìn cô ấy tắm,
không được nhìn lung tung cơ thể của cô ấy. Lần này Tư Hạ đã hiểu, cậu ta dùng móng vuốt che tai bị cắn, tủi thân đáp lại. Hai người họ như hai vệ sĩ, yên lặng canh chừng bên cạnh. Úc Nhiên lấy gáo múc nước dội lên người, tắm rửa, rồi giặt quần áo thay ra. Được rồi, tôi tắm xong rồi, các cậu muốn tắm thì tắm đi, tôi đến phía trước lấy nước. Nói xong, cô đi đến dưới thác nước lấy nước. Hệ thống, nhiệm vụ cơ bản của Tư Hạ đã được mở. Nhiệm vụ 1, tắm cho Tư Hạ, hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được hạt giống cà rốt siêu cấp. Nhiệm vụ 2, làm quần áo cho Tư Hạ, hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng cường hóa thể chất một lần cho ký chủ và Tư Hạ. Nhiệm vụ 3, dạy cho Tư Hạ một kiến thức, hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được gói quà ăn vặt. Nhiệm vụ lần lượt xuất hiện, Úc Nhiên nhướng mày, lẩm bẩm, cậu thật sự phân biệt đối xử, phần thưởng khi Lý Hách làm nhiệm vụ cơ bản không tốt như vậy. Hệ thống, phần thưởng không cố định, sẽ được sắp xếp theo tình hình của ký chủ. Úc Nhiên cũng không nói gì nữa, nhiệm vụ cơ bản là bắt buộc phải làm, đều là những nhiệm vụ tương tác nhỏ. Vẫn là câu nói đó, phần thưởng không lấy thì phí. Úc Nhiên lấy đầy nước, bước đến chỗ hai thú con đang nằm sấp bên bờ, nghịch nước. Tư Hạ, tôi tắm cho cậu, cô đi thẳng vào vấn đề. Tư Hạ ngơ ngác, hả? Lý Hách buồn bực, Úc Nhiên, sao cô lại thích tắm cho thú con vậy? Lúc trước cậu ta cũng bị ép tắm rửa, cho ăn, đủ kiểu. Úc Nhiên, không có, tôi chỉ thích tắm cho thú con của tôi thôi, thú con khác tôi không thích chạm vào. Câu nói này khiến Lý Hách rất vui vẻ. Chú thỏ nhỏ ngây thơ không phản kháng, Úc Nhiên ngồi xổm xuống, bế cậu ta lên, từ từ thả xuống nước. Dòng nước chảy xiết khiến Tư Hạ sợ hãi không dám động đậy, nếu rời khỏi tay cô, cậu ta sẽ bị nước cuốn trôi. Úc Nhiên, tôi không biết bơi, cậu ta yếu ớt nói. Úc Nhiên nhẹ nhàng an ủi, đừng sợ, tôi sẽ không buông tay đâu. Cô nhanh chóng hành động, dùng tay kia múc nước dội lên người Tư Hạ. Tắm rửa dưới ánh trăng vào ban đêm, xin hãy tha thứ cho đôi mắt không được tốt của cô. Tắm có sạch hay không không quan trọng là cô đã tắm cho chú thỏ nhỏ. Xoa xoa bộ lông, sờ sờ tai, tắm rửa xong, bế lên lau khô. Hệ thống, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ cơ bản một của Tư Hạ, thưởng một gói hạt giống cà rốt siêu cấp. Lưu ý, hạt giống cà rốt siêu cấp có thể trồng nhanh, nếu kết hợp với phân bón và thuốc kích thích sinh trưởng, hiệu quả sẽ rất tuyệt vời. Còn về việc một gói này có bao nhiêu hạt, Úc Nhiên không quan tâm, vì ngay cả hệ thống cũng không nói rõ số lượng, chắc chắn là không ít. À đúng rồi, Tư Hạ, hạt giống cà rốt đen mà cậu trồng trước đó lấy ở đâu vậy? Cô vừa dùng da thú lau người cho Tư Hạ, vừa hỏi. Tư Hạ nói, vì cà rốt đen ngon hơn cà rốt thường, vị cũng ngon hơn. Trước đây khi còn ở trong bộ lạc, giống cái trong bộ lạc đều thích cà rốt đen. Trong bộ lạc có rất nhiều hạt giống cà rốt đen. Khi rời khỏi bộ lạc, tôi đã mang theo một ít. Úc Nhiên hiểu rồi, ngoài màu đen và màu cam, cậu còn thấy cà rốt màu gì khác không? Còn màu khác sao? Ở khu vực phía nam hình như chỉ có màu đen và màu cam, Tư Hạ tò mò hỏi. Cậu ta biết Úc Nhiên và Lý Hách vì bị hung thú truy đuổi, vô tình rơi xuống nước, mới từ khu vực phía đông đến khu vực phía nam. Lục địa rộng lớn như vậy, sản vật của mỗi khu vực đều khác nhau, cậu ta hơi tò mò về những thứ khác biệt giữa khu vực phía đông và khu vực phía nam. Úc Nhiên nghe vậy, thấy đúng lúc. Cô muốn ăn kiểu gì? Úc Nhiên im lặng, một lúc sau, cô hỏi, cậu muốn ăn thịt sói kiểu gì? Nướng, hầm đều được. Cô gật đầu, tốt lắm, thú con này không hề ngại ngùng. Nhớ lại cuộc sống trước đây, Thương Ấp đã vài lần bắt sói hoang về, Lý Hách ăn rất ngon lành. Thú nhân, thật là một loài kỳ lạ. Thấy cô không có vấn đề gì nữa, Lý Hách chạy đi tìm cỏ khô, sau đó Tư Hạ cũng chạy đi, họ chạy đi chạy lại vài lần, tìm được rất nhiều cỏ khô mềm mại. Họ trải cỏ khô trong hang động đã được dọn dẹp sạch sẽ, Tư Hạ còn tìm một số loại hoa cỏ đặt trong hang, trong đó có không ít loại cây đuổi côn trùng. Hang động vốn có mùi ẩm mốc, đất cát, lập tức tràn ngập hương thơm thoang thoảng của cây cỏ. Dọn dẹp xong hang động nhỏ của Úc Nhiên, họ mới xuống dọn chỗ ngủ cho mình, chỉ đơn giản là hai đống cỏ khô. Dọn dẹp xong xuôi, họ chạy đến thác nước tắm rửa, vội vàng đi, vội vàng về, không dám nán lại quá lâu. Úc Nhiên nấu nướng xong, bày bàn nhỏ, bày đồ ăn lên bàn, có cả món mặn và món chay. Chiều cao của bàn hơi bất tiện cho hai thú con, cô đặt thêm ghế đẩu bên cạnh, để họ dẫm lên ghế, như vậy vừa đủ với tới bàn. Lý Hách nhìn bàn đầy thức ăn, đã quen rồi, nhiều món hay ít món đều tùy thuộc vào tâm trạng của Úc Nhiên, còn Tư Hạ là lần đầu tiên thấy cảnh này, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa phấn khích. Vì phải chiếu cố chú thỏ nhỏ ăn chay này, Úc Nhiên đã làm vài món chay, cô nghĩ chú thỏ nhỏ sẽ thích. Bắp cải xào, bí đỏ hấp, cà rốt trộn và canh rau dại. Món mặn chủ yếu vẫn là thịt sói, có cả món hầm và món nướng. Những món ăn này đối với Tư Hạ đều rất mới lạ,
cùng nguyên liệu, thậm chí cùng cách chế biến, nhưng món ăn do Úc Nhiên làm vẫn ngon hơn. Úc Nhiên, cô nấu ăn ngon quá, Ngã Tư Hạ vui vẻ nói. Sau này cô dạy tôi làm nhé, đợi tôi trưởng thành, có hình người, tôi sẽ nấu cho cô ăn. Úc Nhiên mỉm cười đáp lại. Trẻ con còn nhỏ, phải nuôi dạy cho tốt, đợi sau này chúng trưởng thành, không biết sẽ đẹp trai đến mức nào, nghĩ đến việc sau này thú con sẽ trở thành mỹ nam, trong lòng cô tràn đầy mong đợi. Điều cô mong đợi hơn nữa là cáo con trong bụng, không biết sẽ giống ai. Ăn tối xong, nhân lúc trời chưa tối hẳn, họ cùng nhau đi dạo đến thác nước. Khi ra khỏi hang động, Úc Nhiên nhìn khu vực đá lởm chởm bên cạnh, đi qua khu vực đá lởm chởm là đến bãi cỏ hoang. May mà cỏ không cao lắm, nếu có dã thú đến gần, sẽ dễ dàng phát hiện. Đi vòng qua bãi cỏ hoang cũng có thể đến thác nước, chỉ là đường hơi xa một chút. Trời đã tối, Úc Nhiên không đi đường đó, mà đi từ khe nứt của vách núi, đi đường lớn đến thác nước. Khi họ đến thác nước, trời đã tối hẳn. Dưới ánh trăng mờ ảo, thác nước đổ xuống ầm ầm, dòng nước rơi xuống vũng nước, tạo thành những con sóng trắng xóa. Dòng nước hơi xiết, dưới nước có cá không? Úc Nhiên tò mò nhìn xuống nước vài lần, nhưng không nhìn thấy gì. Lý Hách đến gần bờ, nhìn kỹ một lúc rồi nói, có cá, còn khá to, ngày mai chúng ta đến bắt nhé. Được. Úc Nhiên ngồi xổm xuống, chạm vào nước, nước không quá lạnh. Cô nhìn xung quanh, nói, tôi muốn tắm, các cậu đừng nhìn tôi. Lý Hách tự giác quay mặt đi. Tư Hạ vẫn còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng, Lý Hách liền cắn vào tai cậu ta, kéo cậu ta lại. Lý Hách, đau, Tư Hạ kêu đau. Lý Hách buông cậu ta ra, nghiêm mặt nói, Úc Nhiên không thích người khác nhìn cô ấy tắm, không được nhìn lung tung cơ thể của cô ấy. Lần này Tư Hạ đã hiểu, cậu ta dùng móng vuốt che tai bị cắn, tủi thân đáp lại. Hai người họ như hai vệ sĩ, yên lặng canh chừng bên cạnh, Úc Nhiên lấy gáo múc nước dội lên người, tắm rửa, rồi giặt quần áo thay ra. Được rồi, tôi tắm xong rồi, các cậu muốn tắm thì tắm đi, tôi đến phía trước lấy nước. Nói xong, cô đi đến dưới thác nước lấy nước. Hệ thống, nhiệm vụ cơ bản của Tư Hạ đã được mở. Nhiệm vụ 1, tắm cho Tư Hạ, hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được hạt giống cà rốt siêu cấp. Nhiệm vụ 2, làm quần áo cho Tư Hạ, hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng cường hóa thể chất một lần cho ký chủ và Tư Hạ. Nhiệm vụ 3, dạy cho Tư Hạ một kiến thức, hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được gói quà ăn vặt. Nhiệm vụ lần lượt xuất hiện, Úc Nhiên nhướng mày, lẩm bẩm, cậu thật sự phân biệt đối xử, phần thưởng khi Lý Hách làm nhiệm vụ cơ bản không tốt như vậy. Hệ thống, phần thưởng không cố định, sẽ được sắp xếp theo tình hình của ký chủ. Úc Nhiên cũng không nói gì nữa, nhiệm vụ cơ bản là bắt buộc phải làm, đều là những nhiệm vụ tương tác nhỏ. Vẫn là câu nói đó, phần thưởng không lấy thì phí. Úc Nhiên lấy đầy nước, bước đến chỗ hai thú con đang nằm sấp bên bờ, nghịch nước. Tư Hạ, tôi tắm cho cậu, cô đi thẳng vào vấn đề. Tư Hạ ngơ ngác, hả? Lý Hách buồn bực, Úc Nhiên, sao cô lại thích tắm cho thú con vậy? Lúc trước cậu ta cũng bị ép tắm rửa, cho ăn, đủ kiểu. Úc Nhiên, không có, tôi chỉ thích tắm cho thú con của tôi thôi, thú con khác tôi không thích chạm vào. Câu nói này khiến Lý Hách rất vui vẻ. Chú thỏ nhỏ ngây thơ không phản kháng, Úc Nhiên ngồi xổm xuống, bế cậu ta lên, từ từ thả xuống nước. Dòng nước chảy xiết khiến Tư Hạ sợ hãi không dám động đậy, nếu rời khỏi tay cô, cậu ta sẽ bị nước cuốn trôi. Úc Nhiên, tôi không biết bơi, cậu ta yếu ớt nói. Úc Nhiên nhẹ nhàng an ủi, đừng sợ, tôi sẽ không buông tay đâu. Cô nhanh chóng hành động, dùng tay kia múc nước dội lên người Tư Hạ. Tắm rửa dưới ánh trăng vào ban đêm, xin hãy tha thứ cho đôi mắt không được tốt của cô. Tắm có sạch hay không không quan trọng là cô đã tắm cho chú thỏ nhỏ. Xoa xoa bộ lông, sờ sờ tai, tắm rửa xong, bế lên lau khô. Hệ thống, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ cơ bản một của Tư Hạ, thưởng một gói hạt giống cà rốt siêu cấp. Lưu ý, hạt giống cà rốt siêu cấp có thể trồng nhanh, nếu kết hợp với phân bón và thuốc kích thích sinh trưởng, hiệu quả sẽ rất tuyệt vời. Còn về việc một gói này có bao nhiêu hạt, Úc Nhiên không quan tâm, vì ngay cả hệ thống cũng không nói rõ số lượng, chắc chắn là không ít. À đúng rồi, Tư Hạ, hạt giống cà rốt đen mà cậu trồng trước đó lấy ở đâu vậy? Cô vừa dùng da thú lau người cho Tư Hạ, vừa hỏi. Tư Hạ nói, vì cà rốt đen ngon hơn cà rốt thường, vị cũng ngon hơn. Trước đây khi còn ở trong bộ lạc, giống cái trong bộ lạc đều thích cà rốt đen. Trong bộ lạc có rất nhiều hạt giống cà rốt đen. Khi rời khỏi bộ lạc, tôi đã mang theo một ít. Úc Nhiên hiểu rồi, ngoài màu đen và màu cam, cậu còn thấy cà rốt màu gì khác không? Còn màu khác sao? Ở khu vực phía nam hình như chỉ có màu đen và màu cam, Tư Hạ tò mò hỏi. Cậu ta biết Úc Nhiên và Lý Hách vì bị hung thú truy đuổi, vô tình rơi xuống nước, mới từ khu vực phía đông đến khu vực phía nam. Lục địa rộng lớn như vậy, sản vật của mỗi khu vực đều khác nhau,
cậu ta hơi tò mò về những thứ khác biệt giữa khu vực phía đông và khu vực phía nam. Úc Nhiên nghe vậy, thấy đúng lúc. Cô bắt đầu phổ cập kiến thức cho cậu ta. Cà rốt có rất nhiều loại, ngoài cà rốt đen và cà rốt cam. Còn có cà rốt trắng, cà rốt tím. Trước đây tôi còn trồng cà rốt cherry, chỉ nhỏ xíu này, tròn tròn. Cô vừa nói vừa ra hiệu kích thước. Tư Hạ nghe mà thấy thần kỳ, giỏi quá. Tiếc là không có hạt giống, đợi sau này đến những khu vực khác gặp được thì thu thập. Úc Nhiên tiếc nuối nói. Giống cà rốt rất nhiều, không chỉ có mấy loại mà cô biết và thường thấy. Chỉ là không biết thế giới thú nhân này có hay không. Bây giờ có cà rốt đen do Tư Hạ trồng, thời gian này đủ cà rốt để ăn rồi, lát nữa trồng cà rốt siêu cấp xem sao. Hạt giống không tìm thấy ở thế giới thú nhân, hệ thống có mà, chỉ cần đủ điểm, kiếm vài giống quý hiếm không thành vấn đề. Tư Hạ nghĩ đến đủ loại cà rốt đủ màu sắc, trong lòng vô cùng phấn khích. Chú thỏ nhỏ có một ước mơ to lớn, muốn trồng thật nhiều cà rốt, đủ loại màu sắc. Hệ thống, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ cơ bản 3 của Tư Hạ, thưởng một gói quà ăn vặt. Tốt lắm, hai nhiệm vụ đã hoàn thành, lông của Tư Hạ cũng đã khô. Được rồi, chúng ta về thôi, Úc Nhiên cất ra thú, nói. Về nhà làm nhiệm vụ còn lại. Trở về hang động, Úc Nhiên lên hang động phía trên, trải ổ đơn giản, đặt vài viên đá lửa đang cháy ở góc để chiếu sáng. Cô ngồi trên ổ, kiểm tra hạt giống cà rốt siêu cấp, là một gói giấy rất đơn giản, trên đó viết hạt giống trồng nhanh, giống ngẫu nhiên. Nhìn những hạt giống giống hệt nhau, trồng ra loại cà rốt nào hoàn toàn phụ thuộc vào duyên phận. Úc Nhiên cẩn thận cất gói hạt giống cà rốt khổng lồ này vào một ống trúc, như vậy sẽ tiện lấy hơn. Cô lấy ra một cái chậu nhỏ, gieo hai hạt giống vào đất tơi xốp, tưới nước, thêm thuốc kích thích sinh trưởng, sau đó đặt sang một bên để chúng tự phát triển. Cô rất mong chờ xem có mọc ra giống mới nào không. Úc Nhiên mở không gian hệ thống, mở gói quả ăn vặt, bên trong có 10 loại đồ ăn vặt, mỗi loại 1.000 gram. Có kẹo bông gòn, sô-cô-la, que cay, khoai tây chiên, đúng là đồ ăn vặt chính hiệu. Tuy bao bì đều được đơn giản hóa, đều được đựng trong túi ni lông trong suốt, trông giống như hàng trôi nổi, nhưng lấy ra ăn vẫn rất bắt mắt. Úc Nhiên tạm thời không muốn ăn, liếc nhìn một cái rồi cất đi. Nhiệm vụ cơ bản hay là làm quần áo cho Tư Hạ, nhân lúc chưa buồn ngủ thì làm luôn. Làm quần áo cho thỏ thì có gì khó đâu. Không có dụng cụ cắt may phù hợp, Úc Nhiên cố gắng làm đơn giản nhất có thể, làm một cái áo ống, hai bên khoét lỗ làm tay áo, vậy là xong một bộ quần áo. Làm thì làm xong rồi, nhưng nhìn bộ quần áo trên tay, Tư Hạ mặc vào còn không bằng không mặc, Úc Nhiên thở dài thầm. Nếu có đủ dụng cụ thì sẽ không làm ra bộ quần áo xấu xí như vậy. Cô cũng ngại đưa bộ quần áo này cho cậu ta. Hệ thống, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ cơ bản 2 của Tư Hạ, thưởng cho ký chủ và Tư Hạ cường hóa thể chất một lần. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tất cả nhiệm vụ cơ bản của Tư Hạ, thưởng một lần rút thăm tích lũy, có rút thăm ngay bây giờ không? Úc Nhiên ngẩn người, vậy cũng được sao? Cô cũng không thắc mắc tại sao chưa đưa quần áo cho Tư Hạ mà nhiệm vụ đã hoàn thành, bộ quần áo xấu xí như vậy, cô cũng không muốn đưa. Đương nhiên là phải rút thăm tích lũy rồi, rút, vòng quay may mắn xuất hiện, bắt đầu quay, dừng lại. Chúc mừng ký chủ nhận được 2.500 điểm tích lũy, hiện tại có 6.300 điểm. Úc Nhiên thấy an tâm hơn, điểm tích lũy lại bắt đầu nhiều lên rồi. Nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành, vậy tiếp theo là nhiệm vụ nâng cao, cô rất mong chờ nhiệm vụ của Tư Hạ. Cô vui vẻ nhướng mày, nhìn xung quanh. Trong hang động phía trên, ngoài một cái ổ cỏ, những khu vực khác vẫn còn trống. Úc Nhiên để không lãng phí không gian, liền đặt vài chậu hoa trên mặt đất, đổ đầy đất, gieo hạt giống, tưới thêm thuốc kích thích sinh trưởng. Ngày mai thức dậy sẽ thấy một màu xanh mướt. Vẫn như cũ, tránh những loại cây ăn quả sẽ mọc thành cây lớn, ưu tiên trồng rau. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cô lấy hạt giống câu kỳ duy nhất trong không gian ra, gieo xuống. Có câu kỳ, đến lúc đó kết hợp với nấm mèo và táo đỏ, số nấm mèo khổng lồ kia sẽ được tiêu thụ. Bận rộn xong, Úc Nhiên thấy buồn ngủ, liền nằm xuống ngủ, ngủ một giấc đến sáng, cô thoải mái vươn vai, quay đầu nhìn chậu hoa ở góc tường, đập vào mắt là một màu xanh mướt. Việc những hạt giống đó nảy mầm không khiến cô bất ngờ, điều bất ngờ là hai cây cà rốt siêu cấp đã chín. Cô hơi ngạc nhiên, đứng dậy đến gần kiểm tra, quả thật đã đến lúc thu hoạch. Cà rốt siêu cấp kết hợp với thuốc kích thích sinh trưởng, tốc độ phát triển thật tuyệt vời. Hôm qua cô gieo hai hạt giống, hôm nay mọc ra hai củ cà rốt hoàn toàn khác nhau. Một củ cà rốt vàng, một củ cà rốt trắng. Úc Nhiên vui mừng, nhổ hai củ cà rốt lên, cô đã nghĩ ra cách ăn cà rốt trắng rồi, có thể làm cà rốt xào giấm. Tốc độ phát triển của cà rốt siêu cấp khiến cô rất hài lòng, cô rắc thêm một ít hạt giống vào chậu, rồi đi xuống. Hai thú con đã dậy từ lâu. Lý Hách đang ngồi xổm ở cửa hang, không biết đang nhìn gì, Tư Hạ cũng không có trong hang.
Cô tò mò đi ra ngoài xem. Tư Hạ đi hái rau dại ở bãi cỏ hoang. Lý Hách nhìn về phía bãi cỏ hoang, nói. Úc Nhiên nhìn theo, cỏ cao đến mức có thể che khuất Tư Hạ. Nhưng cậu ta đi lại trong đó, cỏ lay động rất rõ ràng. Cô lập tức xác định được vị trí của cậu ta. Bên đó không có dã thú nào ẩn nấp chứ. Lý Hách, cỏ không cao, nếu có cũng chỉ là dã thú nhỏ. Ví dụ như rắn, chuột gì đó, Tư Hạ có thể đối phó được. Nói đến sức chiến đấu của Tư Hạ, Úc Nhiên ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói, Tư Hạ trông nhút nhát, yếu đuối, nhưng sức chiến đấu cũng không tệ, lúc cần mạnh mẽ thì cũng rất mạnh mẽ. Cô lại so sánh thỏ con với thỏ hoang rồi đúng không? Lý Hách nói với giọng điệu ẩn ý. Điều này rất giống phong cách của Úc Nhiên. Úc Nhiên giật khóe miệng, không còn cách nào khác, vẻ ngoài của Tư Hạ quá hiền lành, trông rất ngây thơ, yếu đuối, vô tội, không có chút nào hung dữ. Lý Hách nhìn cô, nghiêm túc nhắc nhở, không phải con thỏ nào cũng hiền lành như cậu ta đâu, đừng để bị vẻ ngoài của thú nhân đánh lừa. Tuy thỏ ăn chay, nhưng có một số con thỏ đánh nhau rất dữ dằn. Úc Nhiên gật đầu ghi nhớ. Lúc đó nếu cô gặp phải một con thỏ trưởng thành, cô đã cảnh giác từ lâu rồi, chú thỏ sữa nhỏ bé này thì có thể có ý đồ xấu gì chứ. Thấy Tư Hạ nhất thời chưa về, Úc Nhiên quay lại hang nấu bữa sáng. Cháo khoai lang, khoai tây sợi, cô tin chú thỏ nhỏ sẽ thích. Khi Úc Nhiên nấu xong bữa sáng, Tư Hạ ngửi thấy mùi thơm, quay trở lại, cửa hang chất đầy rau dại, đều được chất đống lộn xộn, đợi cô đến dọn dẹp. Úc Nhiên múc bữa sáng cho ba người, để nguội, rồi mới đi ra cửa hang dọn dẹp rau dại, rũ sạch đất cát, phân loại, cho vào giỏ. Tư Hạ, tôi không biết cậu ăn nhiều hay ít, đồ ăn cậu tích trữ trước đó đều ở trong không gian của tôi, nếu cậu cần thì cứ nói với tôi, cô nói. Tư Hạ ngoan ngoãn đứng bên cạnh, gật đầu đáp, tôi biết rồi. Lúc trước đã nói là tặng đồ ăn cho Úc Nhiên, cậu ta sẽ không đòi lại. Nếu cậu ta đói bụng trước bữa ăn, có thể ra ngoài tìm rau dại hoặc quả dại ăn sống, hoàn toàn không vấn đề gì. Úc Nhiên dọn dẹp rau dại xong, vào hang ăn cơm. Cháo khoai lang thơm ngon, khoai tây sợi chua cay, lại một lần nữa khiến Tư Hạ mở mang tầm mắt về thế giới ẩm thực của loài thỏ. Cậu ta ăn đến mức đôi mắt đỏ hoe long lanh, trông rất đáng yêu. Lý Hách bình tĩnh ăn một miếng khoai tây sợi, món này cậu ta đã ăn không biết bao nhiêu lần rồi. Ăn sáng xong, họ đi đến thác nước. Trưa nay ăn cá, Tư Hạ, cậu ăn cá không? Trên đường đi, Úc Nhiên hỏi. Tư Hạ lắc đầu nói, chưa ăn bao giờ. Úc Nhiên không nhịn được cười. Vậy lát nữa có muốn thử không? Tư Hạ do dự một chút, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Cậu ta biết cá có mùi tanh, không thơm, ngửi thấy mùi tanh là cậu ta thấy không ngon. Nhưng Úc Nhiên có thể nấu rau ngon như vậy, chắc chắn cũng có thể nấu cá ngon. Cậu ta hơi mong chờ ngã. Đến thác nước, Úc Nhiên ngồi bên bờ rửa rau. Vậy nên, nhiệm vụ xuống nước bắt cá được giao cho Lý Hách. Cậu ta không nói hai lời, nhảy xuống nước bắt cá. Tư Hạ thấy họ đều bận rộn, cậu ta quay đầu nhìn xung quanh, tự giác tìm việc làm, thấy phía xa có rau dại, lập tức chạy đến đảo. Úc Nhiên, tôi ở đây, cô có việc gì thì gọi tôi, cậu ta nhắc nhở. Úc Nhiên nhìn cậu ta, mỉm cười đáp lại, vẫn trong tầm mắt mà. Cô rửa sạch số rau dại mà Tư Hạ hái trước đó, như vậy sẽ đỡ tốn nước dự trữ trong không gian để rửa sau này. Bên cạnh là nguồn nước dồi dào, tha hồ dùng nước, Úc Nhiên bắt đầu làm một số việc giặt rũ, phơi phóng. Ánh nắng cũng rất tốt, có thể phơi đồ. Úc Nhiên lấy táo đỏ đã thu thập trước đó ra phơi, trải da thú sạch lên bàn gỗ, giải táo đỏ lên trên để phơi. Nhớ đến quần áo giặt tối qua chưa phơi, cô lại lấy quần áo ra, phơi lên á. Giặt rũ, phơi phóng, bận rộn một lúc, Úc Nhiên vừa ngồi xuống ghế đầu, thì từ dưới nước đột nhiên nhảy lên một con cá lớn dài 1 mét nhảy thẳng lên, khiến cô giật mình, vội vàng đứng dậy né tránh. Lý Hách từ dưới nước đi lên, lo lắng nhìn Úc Nhiên đang hoảng sợ, hỏi, Úc Nhiên, cô không sao chứ, có bị đập trúng không? Úc Nhiên bực bội nhìn cậu ta, nói, không bị đập trúng, nhưng tôi giật mình. May mà là sói con đuổi cá lên bờ, nếu là cá ăn thịt người nhảy lên, cô chắc chắn sẽ gặp nạn. Cậu cẩn thận một chút, tôi thấy phản ứng của mình hơi chậm, sẽ không né kịp đâu, cô lại nói. Lý Hách gật đầu lia lịa, sau khi mang thai, rất nhiều giống cái sẽ có phản ứng chậm chạp. Tại sao lại như vậy? Vì cô ăn không đủ no, con non lớn lên cần rất nhiều dinh dưỡng. Nếu cô ăn không đủ no, con non sẽ hấp thụ dinh dưỡng từ cơ thể cô, khiến cô yếu ớt, cuối cùng làm gì cũng phản ứng chậm chạp. Úc Nhiên, hình như cũng có lý. Nhưng cô không hề cảm thấy cơ thể yếu ớt, trong trạng thái bình thường không có cảm giác gì. Nếu gặp tình huống khẩn cấp, phản ứng của cô sẽ không theo kịp. Lúc trước khi làm việc, cô đã có cảm giác này. Không phải là phản ứng chậm chạp do cơ thể khó chịu, mà là một loại chậm chạp về tinh thần. Cảm giác này chưa từng xuất hiện trước đây. Cô chắc chắn rằng cho đến bây giờ,
cơ thể cô không hề khó chịu, không thể nào yếu ớt vì thiếu dinh dưỡng. Nhưng phản ứng đột nhiên chậm chạp khiến cô hơi lo lắng. Nếu ăn nhiều hơn thì sẽ không bị phản ứng chậm chạp nữa sao? Cô hỏi. Lý Hách, đúng vậy, cô nên ăn nhiều thịt, ăn ít rau, để rau cho Tư Hạ ăn đi. Cô đang mang thai cáo con, cáo là động vật ăn thịt. Nếu cô thường xuyên ăn rau, con non không nhận được đủ dinh dưỡng sẽ hấp thụ từ cơ thể cô sẽ rất khó chịu. Bây giờ con non còn nhỏ, ý thức chưa hình thành, việc hấp thụ dinh dưỡng từ cơ thể cô là vô thức. Đợi đến khi có ý thức, con non sẽ quan tâm đến tình trạng của mẹ, kiềm chế bản thân không hấp thụ dinh dưỡng từ mẹ, điều này sẽ khiến thời gian mang thai kéo dài hơn. Úc Nhiên hiểu rồi, cô hơi buồn bã, ngồi xuống ghế đầu, trầm ngâm suy nghĩ. Lý Hách nhìn cô một cái, kéo con cá lớn đang vùng vẫy trên mặt đất đến chỗ vũng nước bên dưới để xử lý. Úc Nhiên cứ nghĩ rằng ăn uống kết hợp dinh dưỡng cân bằng có thể ngăn ngừa thai nhi quá lớn, tránh khó sinh khi sinh nở. Ai ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện này. Cô quên mất rằng cáo thú nhân ở thế giới này là động vật ăn thịt, Thương Ấp trước đây toàn ăn thịt, cũng vì cô ăn chay mà anh thỉnh thoảng mới ăn chay vài miếng. Cáo con chắc cũng thích ăn thịt. Úc Nhiên nghĩ, dù là thịt nạc, nếu ngày nào cũng ăn thịt, cô cũng sẽ ngán, cô không thể nào ngày ba bữa đều ăn thịt được. Sinh con thật phiền phức. Những lời Lý Hách nói trước đó cũng có lý, suy dinh dưỡng sẽ khiến giống cái yếu ớt, toàn thân, phản ứng chậm chạp, điều này không phải là không có căn cứ. Chỉ là tình trạng của cô không hề khó chịu, không biết có phải do chủng tộc hay không, hoặc việc cô phản ứng chậm chạp không liên quan đến việc con non hấp thụ dinh dưỡng. Lúc này cũng không có thầy thuốc nào để hỏi. Cô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hỏi hệ thống, tôi có thể hỏi cậu một số chuyện đơn giản chứ? Hệ thống, đương nhiên, nếu là việc trong phận sự, tôi rất sẵn lòng phục vụ ký chủ. Nếu không phải việc trong phận sự, chỉ cần không quá khó, tôi cũng có thể giúp ký chủ. Úc Nhiên, tốt lắm, ở thế giới thú nhân lạc hậu về y tế này, tôi cần cậu giúp tôi theo dõi đứa bé trong bụng. Điều này không khó đối với cậu, tôi chỉ cần biết đứa bé có phát triển khỏe mạnh hay không. Hệ thống, không vấn đề gì. Nghe thấy câu trả lời của hệ thống, cô thở phào nhẹ nhõm, rồi hỏi, tôi muốn xác nhận một chút, hôm nay tôi phản ứng hơi chậm chạp đối với một số tình huống khẩn cấp, có phải là do đứa bé không? Hệ thống im lặng vài giây rồi trả lời, không liên quan, ký chủ nên nhớ, dù thú nhân mang thai có xảy ra chuyện gì, đó cũng là do thú nhân mang thai mới xảy ra, cô là con người, cứ chăm sóc theo tình trạng mang thai của con người là được. Lý do khiến cô phản ứng chậm chạp là vì sau khi có ấn ký, cơ thể cô được năng lượng nuôi dưỡng, cộng thêm việc thường xuyên cường hóa các thuộc tính, khiến cơ thể ký chủ ngày càng mạnh mẽ. Cô là con người, cơ thể có hạn, trong thời gian ngắn, cơ thể được cường hóa cần thời gian để thích nghi, sẽ xuất hiện tình trạng phản ứng chậm chạp. Tình trạng này không liên quan gì đến thai nhi, hiện tại thai nhi rất ổn định. Nghe vậy, Úc Nhiên hoàn toàn yên tâm, tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Hệ thống, đây là việc tôi nên làm. Ngoài ra, nhiệm vụ nuôi dưỡng đã được mở. Nhiệm vụ nuôi dưỡng Lý Hách, bắt được một con cá, thưởng cho ký chủ 10 điểm tích lũy, không giới hạn, cứ bắt được 10 con cá, Lý Hách sẽ được cường hóa thuộc tính ngẫu nhiên. Nhiệm vụ nuôi dưỡng Tư Hạ, dạy Tư Hạ bơi. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ thưởng cho Tư Hạ cường hóa toàn bộ thuộc tính và ký chủ sẽ nhận được 1 tấn sắt. Sắt, Úc Nhiên sáng mắt lên, đủ loại đồ dùng bằng sắt hiện lên trong đầu cô. Thật tuyệt vời, cô mỉm cười. Có sắt rồi, còn xa gì nồi sắt và dao thái rau. Nhiệm vụ nuôi dưỡng Tư Hạ này phần thưởng rất hậu hĩnh. Đồng thời độ khó của nhiệm vụ cũng không nhỏ, chú thỏ nhỏ không biết bơi, muốn dạy cậu ta bơi không phải chuyện dễ, học cũng không nhanh được. Bây giờ Úc Nhiên không thể tự mình dạy Tư Hạ bơi, chỉ có thể giao nhiệm vụ này cho Lý Hách. Khi Lý Hách xử lý sạch sẽ con cá lớn, kéo đến chân cô liền nói, bắt thêm vài con nữa, có thể làm cá khô. Nhỏ một chút cũng không sao, tiện bắt con nào thì bắt con đó, không cần cứ phải bắt cá lớn. Trưa nay chúng ta ăn ở đây, cậu bắt thêm một ít. Chiều nay cậu dạy Tư Hạ bơi. Lý Hách ngồi xổm xuống, nghe cô nói xong, gật đầu rồi xuống nước bắt cá. Lúc trước bắt một con cá mất nhiều thời gian như vậy là vì cứ đuổi theo cá lớn khắp nơi. Vì muốn làm cá khô, nhỏ một chút cũng không sao, quá trình bắt cá trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn nhiều. Úc Nhiên thả vài cái giỏ vào nước, dùng dây leo cố định để chúng không bị chìm. Lý Hách có thể bỏ cá bắt được vào giỏ, bắt được cá lớn thì đập choáng rồi ném lên bờ, cá nhỏ thì bỏ vào giỏ. Úc Nhiên ngồi trên ghế đầu, bắt đầu xử lý con cá lớn mà Lý Hách đã làm sạch. Cô tìm một mảnh đá, mài sắc, cắt đầu và đuôi cá, bỏ vào nồi nấu canh cá. Những con cá nhỏ nhất trong giỏ cũng to bằng bàn tay, cô lấy vài con ra chiên. Không có chảo rán thì sao? Tìm một tấm đá phẳng, mỏng là được. Trong không gian có rất nhiều đá lửa, đốt lửa thêm một lúc cũng không tốn tiền. Dùng tấm đá làm chảo rán, cá được chiên vàng giòn, thơm phức.
Úc Nhiên làm cá động tĩnh quá lớn, mùi lại thơm như vậy, Tư Hạ không nhịn được mà chạy đến, trong miệng cậu ta còn ngậm một nhánh hành lá nhỏ. Vừa hay, có thể dùng để nấu ăn. Úc Nhiên cúi xuống, lấy nhánh hành lá từ miệng cậu ta, Tư Hạ hỏi, còn cần nữa không? Bên kia có rất nhiều. Úc Nhiên, nếu cậu tiện thì hái hết đi. Được ngã, chú thỏ nhỏ vừa đi vừa nhảy nhót đi hái hành, chạy đi chạy lại vài lần, hái hết hành lá ở đó, xếp ngay ngắn vào giỏ nhỏ mà cô đặt trên mặt đất. Úc Nhiên nhìn số lượng đó, gần đầy giỏ. Như vậy chúng ta có thể làm rất nhiều món ăn. Ừm, còn có thể làm mỡ hành, chỉ là dầu ăn không còn nhiều nữa, phải nghĩ cách bắt vài con mồi có mỡ để rán mỡ. Cô lẩm bẩm. Bây giờ người đi săn chủ yếu vẫn là Lý Hách, nhưng cậu ta không bắt được dã thú lớn hơn mình, chủ yếu vẫn là những con mồi nhỏ. Muốn có đủ mỡ để rán mỡ, chắc phải làm sói con mệt chết. Cô lại bắt đầu nhớ đến cáo lớn nhà mình, không biết bây giờ anh đang ở đâu. Tư Hạ nghe thấy cô lẩm bẩm, liền nói, rán mỡ. Trước đây cha tôi từng dùng nhựa cây kim du để rán mỡ, mùi vị cũng không tệ. Cây kim du, Úc Nhiên quay đầu nhìn cậu ta. Cậu ta gật đầu, loại cây đó rất đặc biệt, nhựa cây có dầu, chỉ cần đun sôi cho nước trong nhựa cây bay hơi hết, phần còn lại chính là dầu. Úc Nhiên trầm ngâm suy nghĩ, cô không phải là không nghĩ đến dầu thực vật, chỉ là xét đến việc dụng cụ có hạn. Dù có những loại cây đó cũng không dễ ép lấy dầu, so với việc dùng mỡ động vật để rán mỡ, có thể lấy được dầu nhanh hơn. Như dầu đậu phộng, dầu mè, đều được, nhưng không có dụng cụ ép, cô không cân nhắc đến dầu thực vật. Bây giờ đột nhiên biết đến cây kim du, cô thấy hứng thú. Gần đây có cây kim du không? Cô hỏi. Mùi vị thế nào? Thử mới biết. Tư Hạ, có chứ, có rất nhiều, chỉ cần đục một lỗ trên thân cây, nhựa cây sẽ chảy ra, rất tiện lợi. Được, lát nữa chúng ta đi tìm cây kim du. Ừm. Úc Nhiên đưa một con cá chiên cho Tư Hạ, nhắc nhở, không nhiều xương đâu, chỉ có xương sống thôi, cậu ăn cẩn thận, từ từ ăn, nếu thấy ngon thì tôi lấy thêm cho. Tư Hạ nhìn con cá chiên vàng giòn trước mặt, ngửi thấy mùi thơm, không hề có mùi tanh của cá, thịt cá được tẩm gia vị, thơm phức. Ngửi thôi đã thấy ngon rồi. Cậu ta từ từ đến gần, há miệng cắn một miếng, vỏ ngoài giòn tan, bên trong mềm mại, không có mùi tanh của cá sống, mà là mùi vị thơm ngon đậm đà. Tư Hạ trợn tròn mắt, không thể tin được. Ngã ngon quá, tôi cứ tưởng sẽ rất tanh. Úc Nhiên mỉm cười, cá nước ngọt không tanh lắm đâu, hơn nữa thêm gia vị, nấu chín thì sẽ rất ngon. Thích thì ăn nhiều một chút, Lý Hách bắt cá rất giỏi. Cô cứ như vậy mà cho chú thỏ nhỏ ăn mặn. Ăn chay thì ăn chay, cũng không phải là không thể ăn mặn. Nghĩ đến việc cá cũng đã ăn rồi, ăn thịt cũng không còn xa nữa. Khi Lý Hách ngậm một con cá đi lên bờ, Úc Nhiên gọi cậu ta đến ăn cá chiên. Lý Hách ăn liền hai con, ăn xong lại xuống nước bắt cá, bận rộn không ngớt. Thấy Lý Hách chăm chỉ như vậy, Tư Hạ cũng không dám từ từ thưởng thức nữa. Ăn xong cá trên đĩa, cậu ta quay người đi hái rau dại. Một lúc sau, cậu ta lo lắng chạy đến bên cạnh Úc Nhiên, nói, Úc Nhiên, có thú nhân đến, hai giống đực và một giống cái. Úc Nhiên ngẩn người, thú lang thang. Tư Hạ lắc đầu, hai giống đực kia trông không giống thú lang thang, trên người giống cái kia có ấn ký của họ, chắc là đi ngang qua đây. Nếu chỉ là thú nhân đi ngang qua đây thì không sao, Úc Nhiên bình tĩnh nói. Nếu là thú lang thang thì nguy hiểm, thú nhân bình thường thì không nguy hiểm lắm, hơn nữa hai giống đực kia là bạn đời của giống cái đó, nguy hiểm càng thấp hơn. Có thể cũng là dẫn bạn đời đi tìm nơi thích hợp để qua mùa đông. Tư Hạ vẫn hơi lo lắng, chạy ra bờ sông, dùng móng vuốt vỗ nước gọi Lý Hách. Lý Hách nghe thấy động tĩnh, ngoi lên mặt nước. Lý Hách, có thú nhân đến đây, hai giống đực và một giống cái. Họ là bạn đời của nhau sao? Lý Hách lạnh lùng hỏi. Tư Hạ gật đầu. Sau đó, sự cảnh giác trong mắt Lý Hách biến mất, cậu ta chậm rãi bò lên bờ, rũ khô nước trên người, đi đến bên cạnh Úc Nhiên. Úc Nhiên vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế đầu chiên cá. Một lúc sau, một con gấu đen và một con sư tử vàng đến, trên lưng sư tử vàng còn có một giống cái. Lý Hách và Tư Hạ nhìn họ xuất hiện, ánh mắt đầy cảnh giác. Họ cũng không đến gần, mà đứng từ xa quan sát Úc Nhiên. Họ hơi bất ngờ vì ở đây chỉ có Úc Nhiên và hai thú con, không có giống đực nào bảo vệ. Cứ như vậy mà nhìn nhau từ xa, Úc Nhiên đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Cô nói với họ, mọi người đến đây ngồi đi, tôi mời giống cái nhà các cậu ăn ngon, tiện thể nhờ các cậu giúp đỡ. Gấu đen và sư tử vàng nhìn nhau, quay đầu hỏi ý kiến giống cái trên lưng. Sau khi được đồng ý, họ mới đi đến. Ban đầu họ đến đây là vì ngửi thấy mùi thức ăn. Úc Nhiên ở một mình, trên người có ấn ký nhưng bên cạnh lại không có bạn đời, chỉ có hai thú con, có lẽ thật sự gặp khó khăn gì đó. Tôi tên là Phù Phù, sao cô lại ở đây một mình? Bạn đời của cô đâu? Giống cái từ trên lưng sư tử nhảy xuống,
tò mò hỏi. Phù Phù có mái tóc ngắn màu vàng, trông trẻ hơn Úc Nhiên một chút, trên mặt còn hơi bụ bẫm, làn da trắng nõn, trên cánh tay và ngực có một ấn ký. Đã có thể kết đôi, tức là đã trưởng thành. Giống cái nhỏ nhắn, trẻ con, tràn đầy tò mò về Úc Nhiên. Úc Nhiên tìm một tảng đá ngồi xuống nghỉ ngơi, nhìn họ kéo xác sói hoang về phía sau khu vực đá hoang, bên đó có vài vũng nước, đều do Tư Hạ tự đào, dùng để lấy nước hàng ngày. Kích thước của Tư Hạ gần bằng Lý Hách, nhưng cảm giác có vẻ nhỏ hơn Lý Hách một chút. Bộ lông của thỏ con bị dính bẩn vì kéo sói hoang, cộng thêm việc sợ hãi cảnh tượng đẫm máu này, cậu ta vừa khóc vừa làm việc. Rõ ràng là sợ muốn chết, nhưng khi làm việc lại không hề do dự, điều này khiến Úc Nhiên có một cái nhìn mới về cậu ta. Sợ hãi là vì nhát gan, không có nghĩa là cậu ta yếu. Úc Nhiên chống cằm nhìn họ bận rộn qua lại, kéo sói hoang đến vũng nước, Lý Hách bắt đầu xử lý. Cảnh tượng đó khiến Tư Hạ lại khóc nức nở, cả người co rúm lại, quay mặt đi không dám nhìn vũng nước bị nhuộm đỏ bởi máu. Lý Hách bất lực nhìn cậu ta một cái, động tác trên móng vuốt không dám chậm trễ. Sau khi xử lý xong đám sói hoang này, chúng ta phải rời đi, hang thỏ của cậu quá nhỏ, sẽ khiến Úc Nhiên ngột ngạt, chúng ta phải tìm một nơi thoải mái. Tốt nhất là tìm một bộ lạc thú nhân, Úc Nhiên đang mang thai, cứ hoạt động ở ngoài hoang dã như vậy rất nguy hiểm, cậu ta nói. Tư Hạ hiểu ý gật đầu, tôi biết rồi. Cậu ta suy nghĩ một chút rồi nói, dù bộ lạc Asari gần đây nhất cũng cần 2-3 ngày đường, đó là bộ lạc tôi từng sống, họ đã đuổi tôi đi, tôi không thể để nó. Lý Hách, vậy những bộ lạc lớn hơn khác thì sao? Tư Hạ, bộ lạc Sâm Lan, đây là một trong 4 bộ lạc lớn của khu vực phía Nam, có rất nhiều cường giả, nhưng bạn đời của Úc Nhiên không ở bên cạnh, nếu bị những giống đực xấu xa ép buộc thì sao? Hai chúng ta căn bản không thể bảo vệ cô ấy. Lý Hách cũng bực bội, tìm bộ lạc để sinh sống đối với họ mà nói tương đối an toàn hơn. Cũng có thể để Úc Nhiên nghỉ ngơi trong một môi trường thoải mái. An toàn thì có an toàn, nhưng an toàn cá nhân thì khó nói. Nếu gặp phải giống đực mạnh mẽ hơn, thấy Úc Nhiên một mình, có thể sẽ ép buộc cô, giam cầm cô, đợi cô sinh cáo con rồi cưỡng ép kết đôi. Nhất định phải tìm bộ lạc sao? Chúng ta có thể tìm một nơi an toàn để qua mùa đông. Tôi rất quen thuộc khu vực này, Tư Hạ thăm dò hỏi. Lý Hách im lặng một lúc rồi nói, lát nữa hỏi Úc Nhiên xem sao. Được. Đợi Lý Hách xử lý xong đám sói hoang, lột da, chặt nhỏ, cậu ta gọi Úc Nhiên đến thu thịt. Từ xa, Úc Nhiên đã ngửi thấy mùi máu tanh, không nhịn được che mũi. Tư Hạ rất ngạc nhiên khi thấy Úc Nhiên thu những miếng thịt sói đó. Cậu ta kinh ngạc, đây là năng lực không gian sao? Úc Nhiên, đúng vậy, năng lực thức tỉnh từ thú ấn. Tuyệt quá, thỏ con mắt sáng long lanh đến gần nói. Úc Nhiên, trong hang của tôi có rất nhiều đồ ăn ngon, tôi đều cho cô được không? Cô cất vào không gian, tôi còn tìm cho cô một nơi an toàn để qua mùa đông. Úc Nhiên mỉm cười, được đấy, vậy làm phiền cậu nhé. Ừm, tôi đi lấy ngay đây. Thấy cậu ta định chạy về hang thỏ, Úc Nhiên vội vàng nói, cậu dọn đồ đạc ra cửa hang, lát nữa tôi qua lấy. Được ngã, Lý Hách nói, chúng ta vẫn nên tìm một nơi thích hợp để qua mùa đông trước, nếu thật sự có chuyện gì thì hãy tìm đến những bộ lạc đó, tôi sợ một số giống đực sẽ ép buộc cô. Chúng ta vẫn còn là con non, những giống đực đó sẽ không coi trọng chúng ta, trong mắt họ, cô là một người, giống như giống cái vô tình lạc vào hoang dã. Sức chiến đấu của Úc Nhiên không yếu, nhưng nếu đối thủ là một nhóm giống đực, dù cô có giỏi đến đâu cũng không thể đánh lại nhiều giống đực trưởng thành như vậy. Úc Nhiên bình tĩnh gật đầu, dù là tìm bộ lạc thú nhân hay tự tìm nơi ở, đều có lợi và hại. Chúng ta tạm thời đừng ưu tiên xem xét thức ăn, hãy xem xét tính an toàn trước, giống như hang thỏ, địa hình tốt nhất là phức tạp một chút. Nếu gặp nguy hiểm có thể có nhiều đường để chạy trốn, tốt nhất là địa hình kín đáo, nếu có nguy hiểm cũng dễ dàng chạy thoát. Lý Hách nghiêm túc lắng nghe, gật đầu, sau đó nói thêm một câu, vậy thì để thỏ con đó đào cho cô một cái hang thỏ, loại lớn hơn một chút. Úc Nhiên lắc đầu, như vậy quá tốn công sức, hơn nữa nếu mặt đất không ổn định, đè chết tôi thì sao? Lý Hách, Úc Nhiên, hơn nữa hang động rất dễ có rắn. Có rắn không phải tốt sao, đến một con ăn một con. Câu này Úc Nhiên khó mà phản bác được. Cô cũng không cãi nhau với cậu ta. Sau khi thu thịt sói vào không gian, cô giục Lý Hách đến vũng nước sạch bên cạnh tắm rửa. Cậu ta ngoan ngoãn chạy vào vũng nước lăn vài vòng, rửa sạch vết máu trên người, còn chạy ra xà lắc khô nước trên người, sau đó mới sạch sẽ chạy về bên cạnh cô. Họ trở lại sườn đồi, bên ngoài một hang động nào đó, đủ loại túi lớn túi nhỏ được đẩy ra. Úc Nhiên cúi người nhìn, toàn là đồ chay, một số loại rau củ quả phơi khô. Những thứ đó được đựng trong túi da thú, ống tre, còn có lá cây gói lại, từng túi lớn túi nhỏ được phân loại đóng gói, không hề lộn xộn. Tư Hạ đẩy túi cuối cùng ra, đó là da thú cậu ta đổi được với thú nhân khác bằng rau mình trồng,
vài miếng da thú được cuộn lại thành một cục. Úc Nhiên, đây là những thứ tôi tích trữ để qua mùa đông, nếu cô thích thì tôi cho cô hết. Tư Hạ mong đợi nhìn Úc Nhiên. Úc Nhiên mỉm cười, vậy cậu thì sao? Tư Hạ, tôi có thể thu thập thêm, tôi tìm thức ăn khá dễ dàng. Cậu không sợ tôi lấy đồ ăn của cậu rồi bỏ chạy sao? Cô không phải loại thú nhân xấu xa đó, tôi có thể cảm nhận được. Cô khen bộ lông của tôi đẹp là thật lòng, cô sẽ không làm vậy đâu. Tư Hạ cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Lý Hách khó hiểu, nói chuyện thì nói chuyện, sao lại phải ngại ngùng, có gì mà phải ngại ngùng. Úc Nhiên ngồi xổm xuống, xoa đầu cậu ta nói, tôi rất xấu xa đấy, chuyên bắt những con non không có cha mẹ về giúp tôi săn bắn, làm việc nặng nhọc. Tư Hạ ngẩng đầu nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, đôi mắt đỏ nheo lại thành hai vầng trăng khuyết. Nếu cô đối xử không tốt với sói con đó, cậu ta sẽ không đối xử tốt với cô như vậy, cô không phải giống cái sinh ra cậu ta. Chăm sóc giống cái là việc mỗi giống được nên làm, những việc này đều là chuyện nhỏ, đây cũng không phải là ngược đãi. Trên người Úc Nhiên chỉ có một thú ấn của hồ ly chín đuôi đen, nhưng bên cạnh lại có một sói con, xét đến việc Lý Hách còn một thời gian nữa mới trưởng thành. Hơn nữa mối quan hệ giữa cậu ta và Úc Nhiên hoàn toàn không giống tình yêu, nên không thể là đợi Lý Hách lớn lên rồi kết đôi. Vậy thì chỉ có thể là được Úc Nhiên nhận nuôi. Giống cái nhận nuôi con non khác không phổ biến lắm, nhưng không phải là không có. Muốn biết Úc Nhiên đối xử tốt hay không với con non không phải con ruột của mình, chỉ cần nhìn phản ứng của Lý Hách với cô là được. Tốt đều là tương hỗ. Tôi cũng không biết cậu sống sót đến bây giờ bằng cách nào, Úc Nhiên khẽ nói. Tư Hạ cúi đầu nói, vì màu lông của tôi giống mẹ, thú nhân trong bộ lạc thấy mẹ không tốt. Cho rằng để mẹ sinh con sẽ làm ô uế huyết thống của giống đực, mọi người đối xử không tốt với mẹ, chỉ có bố ở bên cạnh bầu bạn, bảo vệ mẹ. Hôm đó hung thú xông vào bộ lạc, mẹ bị thương, bố vì bảo vệ mẹ mà chết dưới móng vuốt của hung thú, sau đó mẹ vì vết thương quá nặng cũng chết. Thú nhân trong bộ lạc vốn đã không thích tôi, sau khi bố mẹ chết, họ bắt nạt tôi, bài xích tôi, đuổi tôi ra khỏi bộ lạc. Tôi không có nơi nào để đi, liền đào hang ở đây, trồng rau sống qua ngày. Cậu ta vẫn luôn cho rằng mình là dị loại, nhưng giống cái trước mặt này lại nói cậu ta là khác biệt. Trong lòng cậu ta chưa bao giờ cảm động như vậy. Cảm giác này thật tốt, giống cái này thật tốt. Vậy cậu rất giỏi đấy, có thể sống sót đến bây giờ ở nơi hoang dã nguy hiểm như vậy là nhờ vào khả năng của cậu. Úc Nhiên nhân cơ hội khen thêm một câu. Muốn tăng độ hảo cảm của trẻ con, chỉ cần khen nhiều một chút là được. Đối với loại con non bị thú nhân trong bộ lạc bài xích, bắt nạt, tự ti trong lòng này, khen nhiều, khẳng định nhiều, sẽ nhanh chóng công lược được. Nghe thấy lời khen của Úc Nhiên, Tư Hạ không nhịn được ngại ngùng, vui vẻ. Tôi tìm cho cô nơi qua mùa đông, tôi biết trồng rau, tôi có thể chăm sóc cô mang tôi đi cùng được không? Được đấy, vậy đi thôi. Úc Nhiên thu đống đồ trên mặt đất vào không gian hệ thống. Tư Hạ vui vẻ đến gần Lý Hách, nhẹ nhàng húc cậu ta một cái để thể hiện sự vui vẻ của mình. Lý Hách, cậu ta không hiểu hành động khó hiểu này của thỏ con. Nghĩ đến việc sau này lại có thêm một thành viên trong gia đình, điều khiến cậu ta hơi an ủi là đó là một chú thỏ ăn chay, dễ chăm sóc hơn nhiều so với con non ăn thịt. Đột nhiên trở thành anh cả trong nhà, cậu ta cảm thấy rất áp lực. Tôi tên là Úc Nhiên, lại đây ngồi đi. Úc Nhiên vỗ nhẹ vào chiếc ghế nhỏ bên cạnh, gọi cô ấy ngồi. Phù phù không nghĩ nhiều, đi đến ngồi xuống ghế. Úc Nhiên nói, tôi gặp phải bầy hung thú, bị lạc mất bạn đời, đang ở đây đợi bạn đời đến tìm. Các cậu định đi đâu? Chúng tôi đến bộ lạc Sâm Lan, sắp vào mùa đông rồi, năm nay chúng tôi định đến bộ lạc đó qua mùa đông. Phù phù đáp, nói xong, ánh mắt nhìn sang đĩa cá chiên đã chín trên bàn gỗ bên cạnh. Úc Nhiên hiểu ý, lập tức lấy một đĩa đưa cho cô ấy, cá chiên do tôi tự làm, cậu thử xem, tôi có thể dạy các cậu cách làm. Ái Lợi đã hóa thành hình người nhanh tay lẹ mắt nhận lấy đĩa gỗ, anh ta cúi đầu ngửi, xác nhận bên trong không có gia vị mà phù phù không thể ăn, sau đó mới đưa đĩa cho cô ấy. Chú gấu đen to lớn kia cũng hóa thành hình người, có chút chất phác giải thích với Úc Nhiên. Phù phù bị dị ứng với một số loại thực vật, một số gia vị không thể ăn, nên chúng tôi rất cẩn thận với đồ ăn của cô ấy. Úc Nhiên mỉm cười, tỏ vẻ thông cảm. Cô nói với hai người họ, năng lực thức tỉnh từ thú ấn của tôi là không gian, tôi có rất nhiều thứ tốt, nếu được, tôi muốn trao đổi với các cậu. Ái Lợi là sư tử vàng, anh ta khó hiểu nhìn cô muốn gì, thức ăn chúng tôi mang theo không nhiều. Úc Nhiên nói, tôi muốn thịt. Bạn đời của tôi không ở bên cạnh, hai con non khả năng có hạn, không bắt được dã thú lớn. Các cậu giúp tôi bắt một ít nhé, tôi có rất nhiều rau củ quả, gạo, có thể trao đổi với các cậu. Tất nhiên, nếu các cậu không cần thì thôi, gặp nhau ở nơi hoang dã cũng là duyên phận, bữa cơm này tôi vẫn mời Phù Phù. Phù Phù ăn một miếng cá chiên, lập tức bị hương vị giòn tan bên ngoài, mềm mại bên trong chinh phục. Ngon quá,
không hề có mùi tanh. Loại cá này trước đây tôi cũng từng ăn, nhưng vị hoàn toàn khác. Phù Phù kinh ngạc, vẻ mặt yêu thích. Thấy vậy, Ái Lợi và Tắc Đức nhìn nhau, Ái Lợi lặng lẽ quay người đi săn. Vì Phù Phù thích ăn, chắc chắn phải hỏi rõ cách làm cá chiên. Ngon chứ, tôi dạy các cậu cách làm. Úc Nhiên lấy cá đã được xử lý trong giỏ bên cạnh, đặt lên phiến đá làm. Những gia vị đó đều là gia vị cơ bản, cô vừa làm vừa dạy. Chú gấu đen tên Tắc Đức rất chăm chú lắng nghe. May mà những gia vị này Phù Phù đều ăn được. Tắc Đức theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là dầu muối, ớt, tỏi băm và hành lá đơn giản. Thú nhân thường ngày ăn hoặc là luộc trong nồi, hoặc là nướng trên lửa, chiên trên phiến đá như thế này thật sự chưa từng có. Cách làm khác nhau, vị cá làm ra tự nhiên cũng khác. Cách làm là một chuyện, gia vị lại là một chuyện khác, chỉ có thể nói thực đơn của thú nhân quá đơn điệu. Tắc Đức ghi nhớ kỹ, bây giờ họ không có dầu và muối, nhưng kiếm chúng cũng không khó. Những gia vị khác đều có thể tìm thấy trong hoang dã, rất đơn giản. Vốn dĩ đang vội vàng, Phù Phù đã hơi đói bụng, bây giờ ăn được món ngon do Úc Nhiên làm, lập tức ăn ngon miệng, không nhịn được ăn vài con cá chiên. Canh cá trong nồi đá cũng đã ninh xong, Úc Nhiên múc một ít cho Phù Phù và Tắc Đức nếm thử. Ngon quá ngã Phù Phù lại yêu thích. Tắc Đức uống một ngụm cũng thấy kinh ngạc vô cùng. Úc Nhiên, canh cá này không hề có mùi tanh, cô nấu thế nào vậy? Ái Lợi đi săn rồi, sẽ đưa hết con mồi bắt được cho cô. Lát nữa chúng tôi sẽ giúp cô xử lý con mồi, đổi với cô. Gấu đen không ngại học hỏi. Úc Nhiên nói, thực ra chủ yếu là cho hành gừng vào. Những thứ này có thể khử mùi tanh, còn lại là một số loại rau dại. Rau dại có thể thêm tùy thích, nhưng đừng thêm quá nhiều. Một số loại rau dại vị quá nồng. Tắc Đức đến gần nồi đá nhìn những loại rau trong nồi, ghi nhớ từng loại. Vì bây giờ chưa đến giờ ăn, Úc Nhiên chưa nấu nướng chính thức. Thức ăn hiện có chỉ đủ mời Phù Phù ăn. Giống được ăn nhiều, Tắc Đức và Ái Lợi, hai người họ cô không mời nổi. Úc Nhiên chỉ đủ để cho họ nếm thử, muốn cho họ ăn no là không thể. Tôi đi bắt cá đây, Tắc Đức, cậu có thể giúp tôi giết cá trong giỏ không? Lý Hách nói với Úc Nhiên một câu, sau đó nhìn sang Tắc Đức hỏi. Tắc Đức nhìn vài cái giỏ, gật đầu không từ chối. Lý Hách nói, giết xong, rửa sạch, đặt vào giỏ bên bờ là được. Tắc Đức, tôi biết rồi. Thấy họ không có nguy hiểm gì với Úc Nhiên, Tư Hạ cũng đi vào rừng cây bên cạnh tìm rau dại, tìm gia vị. Úc Nhiên và Phù Phù ngồi cùng nhau vừa ăn vừa trò chuyện, cô khó hiểu hỏi, khi mùa đông đến, các cậu đều đến bộ lạc khác qua mùa đông sao? Phù Phù ăn miếng cá cuối cùng trong bát, sau đó đáp, đúng vậy, trước đây bộ lạc chúng tôi sinh sống bị hung thú tấn công, sau đó lại gặp bão lớn, bộ lạc bị phá hủy, chết và bị thương vô số. Ái Lợi và Tắc Đức liền đưa tôi đến bộ lạc khác, mùa đông khó khăn, chỉ có thể đến bộ lạc lớn tích trữ nhiều thức ăn, không đến nỗi chết đói. Úc Nhiên, tại sao không đến khu vực khác? Phù Phù, khu vực khác đường xá xa xôi, trên đường còn gặp phải hung thú, rất nguy hiểm, tôi sợ. Hiểu rồi, là cô ấy sợ không muốn đi, không phải Ái Lợi và Tắc Đức không muốn đưa cô ấy đi. Chuyển đến khu vực khác đường xá xa xôi, không ai có thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra trên đường, rủi ro vẫn rất lớn. Sâm Lan là một trong bốn bộ lạc đứng đầu khu vực phía Nam, mọi mặt đều xuất sắc, so với những bộ lạc nhỏ khác, đến bộ lạc lớn là phù hợp nhất. Úc Nhiên, cô có muốn đi bộ lạc Sâm Lan cùng chúng tôi không? Cô có thể ở đó đợi bạn đời của cô. Phù Phù tốt bụng đề nghị. Úc Nhiên mỉm cười từ chối. Tôi một mình mang theo hai con non. Đến bộ lạc lớn như vậy sẽ rất phiền phức. Phù Phù định nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Dừng một chút, cô ấy nghĩ đến Lý Hách và Tư Hạ. Tò mò hỏi, sói con và thỏ con đó không phải con của cô. Sao lại đi theo cô? Úc Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói, thấy chúng đáng yêu nên bắt cóc về làm con. Cậu xem, tuy chúng còn nhỏ, nhưng bắt cá, đào rau dại cũng rất giỏi. Phù Phù im lặng, cười đáp lại một tiếng. Đây là một giống cái thông minh, thấy Úc Nhiên không nói chi tiết, cô ấy cũng chọn không hỏi thêm. Nhưng không thể phủ nhận, trong trường hợp không gặp nguy hiểm, những con non này quả thực có thể chăm sóc tốt cho Úc Nhiên, ít nhất sẽ không để cô chết đói. Thời gian trôi qua, đến giờ ăn, Úc Nhiên bắt đầu nướng thịt sói, làm món chay. Phù Phù luôn đứng bên cạnh nhìn, nhìn động tác của cô trôi chảy xử lý thức ăn, cho vào nồi, cách làm thuần thục như vậy khiến cô ấy khâm phục. Úc Nhiên, bạn đời của cô có phải rất giỏi nấu nướng không? Đương nhiên rồi, thức ăn bạn đời tôi làm rất ngon, tôi đều học từ anh ấy. Úc Nhiên thuận thế đáp lại, dù sao cũng đổ hết cho hồ ly lớn là được rồi, đỡ phiền phức. Phù Phù vẻ mặt ngưỡng mộ, sau này tôi cũng phải tìm một giống được giỏi nấu nướng như vậy. Tắc Đức đang giết cá ở xa nghe thấy, vẻ mặt tủi thân. Úc Nhiên mím môi cười, nghĩ đến việc giống được tìm vợ cũng thật không dễ dàng. Đợi Úc Nhiên làm xong bữa trưa, Ái Lợi đi săn đã trở về.
quả nhiên là giống đực trưởng thành cường tráng, trong chốc lát đã bắt được rất nhiều con mồi. Ái Lợi dùng dây leo làm một tấm lưới dày, bên dưới cố định vài cây tre để giảm ma sát giữa lưới và mặt đất, những con mồi đều được bọc trong lưới, anh ta kéo một túi lớn con mồi trở về. Nhìn đống con mồi như núi nhỏ, Úc Nhiên kinh ngạc, trong số những con mồi đó lại có cả hung thú. Ái Lợi kéo một con sói hoang từ trong đống con mồi ra ném sang một bên, đây là thức ăn của họ, những con mồi còn lại đều cho Úc Nhiên. Tác Đức lập tức đặt con cá trong tay xuống, đứng dậy cùng Ái Lợi xử lý những con mồi đó. Ái Lợi xác nhận với Úc Nhiên, xử lý sạch sẽ hết sao? Úc Nhiên, tôi có không gian thú ấn, có thể tích trữ trong không gian. Ái Lợi vẻ mặt ngưỡng mộ đi xử lý con mồi. Xử lý sạch sẽ, chia thành từng miếng nhỏ, còn giữ lại những tấm da thú còn nguyên vẹn. Hai người họ xử lý một lúc, tốc độ cũng nhanh, rửa rất sạch sẽ. Nhiều con mồi như vậy được rửa sạch, vũng nước bên dưới bị nhuộm đỏ bởi máu. Mùi máu tanh nồng nặc khiến Lý Hách từ dưới nước đi lên, ném con cá trong miệng vào giỏ, lắc khô lông sói, không định xuống nước nữa. Nhìn thấy Ái Lợi bắt được nhiều con mồi như vậy, Lý Hách ngẩn người, sau đó khẽ lẩm bẩm, thương ấp sao lại chậm như vậy chứ. Thấy Tư Hạ mang theo gia vị hái được, nhảy chân sáo trở về, Úc Nhiên gọi họ ăn cơm. Phù Phù đã no bụng với cá chiên và canh cá trước đó, nhưng lúc này lại không cưỡng lại được sức hấp dẫn của những món ăn trên bàn. Khi Úc Nhiên mời, cô ấy lập tức đến nếm thử. Phù Phù và Ái Lợi đều là tộc sư tử vàng, là thú nhân ăn thịt, thỉnh thoảng gặp món chay ngon cô ấy cũng sẽ ăn. Lúc này cách làm độc đáo của Úc Nhiên rất hấp dẫn cô ấy lại ăn thêm không ít cùng họ. Sau khi Ái Lợi và Tác Đức xử lý xong con mồi, họ lặng lẽ nướng con sói hoang được để riêng ra, nhìn thấy Phù Phù vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện cùng Úc Nhiên, trong lòng họ cảm thấy rất an ủi. Ăn cơm xong, hai con non nằm ngửa trên mặt đất nghỉ ngơi, dáng vẻ ngây ngô, đáng yêu vô cùng. Sau khi Úc Nhiên thu thịt do Ái Lợi xử lý vào không gian, cô đi đến chỗ Phù Phù hỏi, thường ngày các cậu ăn rau gì, cần gạo không? Phù Phù suy nghĩ một chút, không trả lời ngay. Ái Lợi nói, những loại rau dễ bảo quản và mang theo thì được, gạo cũng được. Úc Nhiên nhìn vào không gian của mình, lấy ra một ít khoai tây, bí đỏ, củ cải đen số lượng nhiều, còn có vài túi gạo. Phù Phù dường như không ghét những món chay này, Úc Nhiên lấy gì ra cô ấy đều nhận. Ngoài ra, Úc Nhiên còn lấy thêm một ít dâu tây và hai quả dưa hấu cho Phù Phù. Nhìn thấy những quả dâu tây đỏ tươi, thơm ngọt, Phù Phù rất vui mừng. Phù Phù vui vẻ, Ái Lợi và Tác Đức cũng vui vẻ. Ái Lợi hỏi, hai con non cũng có thể tự bắt một ít con mồi nhỏ. Số con mồi tôi bắt được này đủ cho cô ăn rất lâu rồi. Gia thú tôi cũng đã thuộc rồi, đợi phơi khô thì cô tự thu nhé. Bên cô còn thiếu gì không? Úc Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói, cũng không thiếu gì. Chỉ là ở nơi hoang dã các cậu có thấy câu kỳ tử không? Dọc đường đi, cô không thấy câu kỳ tử, cây cô tự trồng còn cần một thời gian nữa mới ra quả. Ái Lợi và Tác Đức có chút bối rối, rõ ràng là không thấy, hoặc là hoàn toàn không chú ý đến. Tư Hạ lại lên tiếng nói, tôi có thấy, bên kia có rất nhiều. Úc Nhiên mừng rỡ, mau hái cho tôi một ít. Tư Hạ chạy như bay đến nơi có câu kỳ tử, Tác Đức hóa thành hình thú đi theo. Úc Nhiên, cô lấy câu kỳ tử làm gì, vị của nó cũng không ngon lắm. Phù Phù khó hiểu hỏi. Tôi làm món ngon cho các cậu ăn, đợi một lát nhé. Úc Nhiên cười bí hiểm, đặt nồi đá nhỏ lên, lấy từ không gian ra vài tai nấm tuyết trắng. Nấm tuyết, táo đỏ rửa sạch, cho vào nồi nấu. Đợi Tư Hạ và Tác Đức mang về một bó lớn câu kỳ tử, Úc Nhiên hái câu kỳ tử trên cành, đặt vào giỏ để dùng. Nấm tuyết, táo đỏ và câu kỳ tử kết hợp với nhau, sự kết hợp này khiến Ái Lợi và những người khác rất khó hiểu. Táo đỏ vị rất ngọt, phơi khô có thể bảo quản được rất lâu. Trước đây họ cũng từng bảo quản. Nhưng vị của nấm tuyết và câu kỳ tử không ngon lắm, sao lại kết hợp với nhau để ăn? Họ tò mò, kiên nhẫn chờ đợi, họ rất tin tưởng vào tay nghề nấu nướng của Úc Nhiên, sự kết hợp mới lạ như vậy, rất mong chờ vị sau khi nấu chín. Rất nhanh, hương thơm của nấm tuyết, vị ngọt của táo đỏ lan tỏa khắp nơi. Phù Phù hít hà vài hơi nói, ngửi mùi chắc cũng không tệ lắm. Trước đây tôi thấy thú nhân khác nấu, ăn vào cảm giác trơn tuột, hơi buồn nôn. Úc Nhiên không phủ nhận. Nếu không thêm gia vị, chỉ nấu nấm tuyết không thì vị quả thực không ngon. Nghĩ đến thứ trơn tuột, không có vị gì đó, không khỏi cảm thấy khó diễn tả. Nấm tuyết tươi ninh nhanh ra keo hơn, Úc Nhiên thấy ninh gần được rồi, cho thêm một nắm câu kỳ tử vào. Trong nấm tuyết có táo đỏ và câu kỳ tử điểm xuyết, nhìn đẹp mắt hơn rất nhiều. Táo đỏ độ ngọt rất cao, cô nếm thử, dù không thêm đường, độ ngọt này cũng đủ rồi. Vài phút sau, cô múc cho Phù Phù, Ái Lợi và những người khác mỗi người một bát để nếm thử. Ái Lợi và Tác Đức nhìn bát canh nấm tuyết, táo đỏ trong tay, vẻ mặt nghiêm trọng, là thú nhân ăn thịt, họ có chút kháng cự với thứ này. Do dự một lúc, họ vẫn nếm thử trước Phù Phù,
Họ ngẩn người, vị mềm, mịn, sền sệt này không hề buồn nôn như dự đoán, vì có vị của táo đỏ và câu kỳ tử, vị rất ngọt. Vị của câu kỳ tử tuy vẫn hơi lạ, nhưng táo đỏ đã làm nổi bật hương vị. Phù phù, vị cũng không tệ, Ái Lợi cười nói với Phù Phù. Nghe anh ta nói vậy, Phù Phù càng thêm mong đợi bát canh nấm tuyết trong tay. Cô ấy thổi vài hơi, uống một ngụm nhỏ. Vừa hay ăn được một miếng nấm tuyết mềm, mịn, mang theo vị ngọt của táo đỏ, khiến cô ấy vô cùng bất ngờ. Không hề buồn nôn, ngược lại rất ngon, Phù Phù nói. Úc Nhiên, cô giỏi quá. Úc Nhiên mỉm cười đáp lại, múc cho hai con non một ít để nếm thử. Không ngờ lại minh oan cho nấm tuyết ở thế giới này, cảm giác thật sảng khoái. Nấm tuyết tôi có rất nhiều, các cậu mang theo một ít đi. Nấm tuyết phơi khô có thể bảo quản được khá lâu, còn có táo đỏ và câu kỳ tử nữa. Phù Phù liên tục gật đầu, uống hết bát canh nấm tuyết. Cô ấy vẫn còn thòm thèm, nhưng bụng thật sự không ăn thêm được nữa. Cô ấy nhìn Úc Nhiên đang chăm sóc hai con non uống canh, vẻ mặt tiếc nuối. Úc Nhiên, nếu cô đi bộ lạc Sâm Lan cùng chúng tôi, với năng lực của cô, chắc chắn sẽ có được địa vị không thấp. Úc Nhiên khẽ cười, tôi phải đợi bạn đời của tôi. Đợi bạn đời tôi đến rồi tính xem có nên đến bộ lạc Sâm Lan không. Phù Phù đáp lại một tiếng, không nói thêm về chủ đề này nữa. Địa vị của giống cái đều dựa vào việc sinh con để nâng cao, tiếp theo là địa vị của bạn đời. Tất nhiên cũng có một số người có năng lực đặc biệt, ví dụ như y thuật, cũng có thể nhận được đãi ngộ rất tốt trong bộ lạc. Nhưng, đó chỉ là số ít. Bộ lạc Sâm Lan là một trong bốn bộ lạc mạnh nhất khu vực phía Nam. Số lượng cường giả trong bộ lạc chắc chắn không ít, số lượng giống cái cũng sẽ không ít. Trong trường hợp không biết rõ tình hình, Úc Nhiên sẽ không mang theo con non mạo hiểm. Trong bụng cô còn có cáo con, nếu bị thương thì nguy hiểm. Vì vậy, nhất định phải kiên quyết đợi thương ấp, nhất định phải gặp được anh ấy rồi mới tính tiếp. Dù anh ấy thật sự bị trì hoãn trên đường, chỉ cần không có chuyện gì khác, Úc Nhiên quyết định sẽ ở lại đây qua mùa đông. Nói đến việc qua mùa đông, Úc Nhiên đột nhiên nhớ đến một chuyện. Ái Lợi, Tác Đức, các cậu có thể giúp tôi chặt một ít cây không? Tôi dùng để đốt lửa. Ái Lợi, được chứ. Hai người cùng đi chặt đi, chặt nhiều một chút, tôi ở đây chơi thêm một lúc nữa, Phù Phù cười nói với họ. Họ cưng chiều nhìn cô ấy, đứng dậy đi chặt cây. Cậu nên tìm thêm vài bạn đời, nếu không sẽ rất vất vả. Phù Phù nhìn Úc Nhiên, có chút bất lực nói. Úc Nhiên bất đắc dĩ nhún vai, không gặp được giống đực nào khác tôi thích. Cũng sẽ không tìm bạn đời khác, nhưng những chuyện này không cần nói với Phù Phù. Những giống cái này sinh ra đã có sứ mệnh kết đôi với nhiều giống đực, giúp họ sinh sản. Tư tưởng đó đã ăn sâu vào tiềm thức, cô không cần phải thay đổi quy tắc của thế giới này. Nhập gia tùy tục không làm được, cô chỉ có thể giữ vững bản tâm của mình. Đúng là giống được trưởng thành cường tráng, trong chốc lát đã bắt được rất nhiều con mồi. Ái Lợi dùng dây leo đan thành một tấm lưới dày, bên dưới cố định vài cây tre để giảm ma sát giữa lưới và mặt đất. Những con mồi đều được bọc trong lưới, anh ta kéo một túi lớn con mồi trở về. Nhìn thấy đống con mồi như ngọn núi nhỏ, Úc Nhiên kinh ngạc, trong số những con mồi đó lại có cả hung thú. Ái Lợi kéo một con sói hoang từ trong đống con mồi ra, ném sang một bên. Đây là thức ăn của họ, những con mồi còn lại đều cho Úc Nhiên. Tác Đức lập tức buông con cá trong tay xuống, đứng dậy cùng Ái Lợi xử lý những con mồi đó. Ái Lợi xác nhận với Úc Nhiên, xử lý sạch sẽ hết sao. Úc Nhiên, ừ, tôi có không gian thú ấn, có thể tích trữ trong không gian. Ái Lợi vẻ mặt ngưỡng mộ đi xử lý con mồi. Xử lý sạch sẽ, chia thành từng miếng nhỏ, còn giữ lại những tấm da thú còn nguyên vẹn. Hai người họ xử lý một hồi, tốc độ cũng nhanh, rửa rất sạch sẽ. Nhiều con mồi như vậy được rửa sạch, vũng nước bên dưới bị nhuộm đỏ bởi máu. Mùi máu tanh nồng nặc khiến Lý Hách từ dưới nước đi lên, ném con cá trong miệng vào giỏ, lắc khô lông, không định xuống nước nữa. Nhìn thấy Ái Lợi bắt được nhiều con mồi như vậy, Lý Hách ngẩn người, sau đó khẽ lẩm bẩm, thương ấp sao lại chậm như vậy chứ. Thấy Tư Hạ mang theo gia vị hái được, nhảy chân sáo trở về, Úc Nhiên gọi họ ăn cơm. Phù Phù đã no bụng với cá chiên và canh cá trước đó, nhưng lúc này lại không cưỡng lại được sức hấp dẫn của những món ăn trên bàn. Khi Úc Nhiên mời, cô ấy lập tức đến nếm thử. Phù Phù và Ái Lợi đều là tộc sư tử vàng, là thú nhân ăn thịt, thỉnh thoảng gặp món chay ngon cô ấy cũng ăn. Lúc này cách làm độc đáo của Úc Nhiên rất hấp dẫn cô ấy lại ăn thêm không ít cùng họ. Sau khi Ái Lợi và Tác Đức xử lý xong con mồi, họ lặng lẽ nướng con sói hoang được để riêng ra, nhìn thấy Phù Phù vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện cùng Úc Nhiên. Trong lòng họ cảm thấy rất an ủi. Ăn cơm xong, hai con non nằm ngửa trên mặt đất nghỉ ngơi, dáng vẻ ngây ngô, đáng yêu vô cùng. Sau khi Úc Nhiên thu thịt do Ái Lợi xử lý vào không gian, cô đi đến chỗ Phù Phù hỏi, thường ngày các cậu ăn rau gì, cần gạo không? Phù Phù suy nghĩ một chút, không trả lời ngay. Ái Lợi nói, những loại rau dễ bảo quản và mang theo thì được, gạo cũng được.
Úc Nhiên nhìn vào không gian của mình, lấy ra một ít khoai tây, bí đỏ, củ cải đen số lượng nhiều, còn có vài túi gạo. Phù Phù dường như không ghét những món chay này, Úc Nhiên lấy gì ra cô ấy đều nhận. Ngoài ra, Úc Nhiên còn lấy thêm một ít dâu tây và hai quả dưa hấu cho Phù Phù. Nhìn thấy những quả dâu tây đỏ tươi, thơm ngọt, Phù Phù rất vui mừng. Phù Phù vui vẻ, Ái Lợi và Tắc Đức cũng vui vẻ. Ái Lợi hỏi, hai con non cũng có thể tự bắt một ít con mồi nhỏ. Số con mồi tôi bắt được này đủ cho cô ăn rất lâu rồi. Gia thú tôi cũng đã thuộc rồi, đợi phơi khô thì cô tự thu nhé. Bên cô còn thiếu gì không? Úc Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói, cũng không thiếu gì, chỉ là ở nơi hoang dã các cậu có thấy câu kỳ tử không? Dọc đường đi, cô không thấy câu kỳ tử, cây cô tự trồng còn cần một thời gian nữa mới ra quả. Ái Lợi và Tắc Đức có chút bối rối, rõ ràng là không thấy, hoặc là hoàn toàn không chú ý đến. Tư Hạ lại lên tiếng nói, tôi có thấy, bên kia có rất nhiều. Úc Nhiên mừng rỡ, mau hái cho tôi một ít. Tư Hạ chạy như bay đến nơi có câu kỳ tử, Tắc Đức hóa thành hình thú đi theo. Úc Nhiên, cô lấy câu kỳ tử làm gì, vị của nó cũng không ngon lắm. Phù Phù khó hiểu hỏi. Tôi làm món ngon cho các cậu ăn, đợi một lát nhé. Úc Nhiên cười bí hiểm, đặt nồi đá nhỏ lên, lấy từ không gian ra vài tai nấm tuyết trắng. Nấm tuyết, táo đỏ rửa sạch, cho vào nồi nấu. Đợi Tư Hạ và Tắc Đức mang về một bó lớn câu kỳ tử, Úc Nhiên hái câu kỳ tử trên cành, đặt vào giỏ để dùng. Nấm tuyết, táo đỏ và câu kỳ tử kết hợp với nhau, sự kết hợp này khiến Ái Lợi và những người khác rất khó hiểu. Táo đỏ vị rất ngọt, phơi khô có thể bảo quản được rất lâu, trước đây họ cũng từng bảo quản. Nhưng vị của nấm tuyết và câu kỳ tử không ngon lắm, sao lại kết hợp với nhau để ăn? Họ tò mò, kiên nhẫn chờ đợi, họ rất tin tưởng vào tay nghề nấu nướng của Úc Nhiên, sự kết hợp mới lạ như vậy, rất mong chờ vị sau khi nấu chín. Rất nhanh, hương thơm của nấm tuyết, vị ngọt của táo đỏ lan tỏa khắp nơi. Phù Phù hít hà vài hơi nói, ngửi mùi chắc cũng không tệ lắm. Trước đây tôi thấy thú nhân khác nấu, ăn vào cảm giác trơn tuột, hơi buồn nôn. Úc Nhiên không phủ nhận, nếu không thêm gia vị, chỉ nấu nấm tuyết không thì vị quả thực không ngon. Nghĩ đến thứ trơn tuột, không có vị gì đó, không khỏi cảm thấy khó diễn tả. Nấm tuyết tươi ninh nhanh ra keo hơn, Úc Nhiên thấy ninh gần được rồi, cho thêm một nắm câu kỳ tử vào. Trong nấm tuyết có táo đỏ và câu kỳ tử điểm xuyết, nhìn đẹp mắt hơn rất nhiều. Táo đỏ độ ngọt rất cao, cô nếm thử, dù không thêm đường, độ ngọt này cũng đủ rồi. Vài phút sau, cô múc cho Phù Phù, Ái Lợi và những người khác mỗi người một bát để nếm thử. Ái Lợi và Tắc Đức nhìn bát canh nấm tuyết, táo đỏ trong tay, vẻ mặt nghiêm trọng, là thú nhân ăn thịt, họ có chút kháng cự với thứ này. Do dự một lúc, họ vẫn nếm thử trước Phù Phù, họ ngẩn người, vị mềm, mịn, sền sệt này không hề buồn nôn như dự đoán, vì có vị của táo đỏ và câu kỳ tử, vị rất ngọt. Vị của câu kỳ tử tuy vẫn hơi lạ, nhưng táo đỏ đã làm nổi bật hương vị. Phù Phù, vị cũng không tệ, Ái Lợi cười nói với Phù Phù. Nghe anh ta nói vậy, Phù Phù càng thêm mong đợi bát canh nấm tuyết trong tay, cô ấy thổi vài hơi, uống một ngụm nhỏ. Vừa hay ăn được một miếng nấm tuyết mềm, mịn, mang theo vị ngọt của táo đỏ, khiến cô ấy vô cùng bất ngờ. Không hề buồn nôn, ngược lại rất ngon, Phù Phù nói, Úc Nhiên, cô giỏi quá. Úc Nhiên mỉm cười đáp lại, múc cho hai con non một ít để nếm thử. Không ngờ lại minh oan cho nấm tuyết ở thế giới này, cảm giác thật sảng khoái. Nấm tuyết tôi có rất nhiều, các cậu mang theo một ít đi, nấm tuyết phơi khô có thể bảo quản được khá lâu, còn có táo đỏ và câu kỳ tử nữa. Phù Phù liên tục gật đầu, uống hết bát canh nấm tuyết, cô ấy vẫn còn thòm thèm, nhưng bụng thật sự không ăn thêm được nữa. Cô ấy nhìn Úc Nhiên đang chăm sóc hai con non uống canh, vẻ mặt tiếc nuối. Úc Nhiên, nếu cô đi bộ lạc Sâm Lan cùng chúng tôi, với năng lực của cô, chắc chắn sẽ có được địa vị không thấp. Úc Nhiên khẽ cười, tôi phải đợi bạn đời của tôi, đợi bạn đời tôi đến rồi tính xem có nên đến bộ lạc Sâm Lan không. Phù Phù đáp lại một tiếng, không nói thêm về chủ đề này nữa. Địa vị của giống cái đều dựa vào việc sinh con để nâng cao, tiếp theo là địa vị của bạn đời. Tất nhiên cũng có một số người có năng lực đặc biệt, ví dụ như y thuật, cũng có thể nhận được đãi ngộ rất tốt trong bộ lạc. Nhưng, đó chỉ là số ít. Bộ lạc Sâm Lan là một trong bốn bộ lạc mạnh nhất khu vực phía Nam, số lượng cường giả trong bộ lạc chắc chắn không ít, số lượng giống cái cũng sẽ không ít. Trong trường hợp không biết rõ tình hình, Úc Nhiên sẽ không mang theo con non mạo hiểm, trong bụng cô còn có cáo con, nếu bị thương thì nguy hiểm. Vì vậy, nhất định phải kiên quyết đợi thương ấp, nhất định phải gặp được anh ấy rồi mới tính tiếp. Dù anh ấy thật sự bị trì hoãn trên đường, chỉ cần không có chuyện gì khác, Úc Nhiên quyết định sẽ ở lại đây qua mùa đông. Nói đến việc qua mùa đông, Úc Nhiên đột nhiên nhớ đến một chuyện. Ái Lợi, Tắc Đức, các cậu có thể giúp tôi chặt một ít cây không? Tôi dùng để đốt lửa.
Á Lợi, được chứ? Hai người cùng đi chặt đi, chặt nhiều một chút, tôi ở đây chơi thêm một lúc nữa. Phu Phu cười nói với họ. Họ cưng chiều nhìn cô ấy, đứng dậy đi chặt cây. Cậu nên tìm thêm vài bạn đời, nếu không sẽ rất vất vả. Phu Phu nhìn Úc Nhiên, có chút bất lực nói. Úc Nhiên bất đắc dĩ nhún vai, không gặp được giống đực nào khác tôi thích. Cũng sẽ không tìm bạn đời khác, nhưng những chuyện này không cần nói với Phù Phù. Những giống cái này sinh ra đã có sứ mệnh kết đôi với nhiều giống đực, giúp họ sinh sản. Tư tưởng đó đã ăn sâu vào tiềm thức, cô không cần phải thay đổi quy tắc của thế giới này. Nhập gia tùy tục không làm được, cô chỉ có thể giữ vững bản tâm của mình. Phù Phù lại nhảy một hồi, nói tới nói lui lại nói đến chuyện ăn uống. Cô ấy rất nghiêm túc học hỏi Úc Nhiên cách làm một số món ăn. Buổi chiều nắng ấm, họ say sưa nói chuyện ăn uống, Ái Lợi và Tác Đức mồ hôi nhễ nhại chặt cây, Lý Hách và Tư Hạ cũng không nhàn rỗi, bắt cá thì bắt cá, đào rau dại thì đào rau dại. Biết Úc Nhiên thích câu kỳ tử, Tư Hạ hái hết câu kỳ tử tìm được gần đó. Mãi đến chiều tối, Ái Lợi và Tác Đức mới ngừng chặt cây, họ chia số cây đã chặt thành từng khúc nhỏ, chất thành vài đống trên bãi đất trống. Phù Phù, chúng ta phải đi rồi, Ái Lợi nhắc nhở Phù Phù một câu. Phù Phù nhìn Úc Nhiên, vẫn còn luyến tiếc. Thật tiếc, phải chia tay rồi, không biết sau này chúng ta còn có thể gặp lại nhau không? Úc Nhiên mỉm cười đáp, ai biết được, có lẽ sẽ sớm gặp lại. Kiểu gặp gỡ tình cờ như vậy, sau này còn có thể gặp lại nhau hay không thật sự khó nói. Úc Nhiên đưa túi ra thú đựng nấm tuyết và táo đỏ đã chuẩn bị sẵn, trong túi cũng có một ít câu kỳ tử. Ái Lợi và Tác Đức vừa giúp cô săn bắn, vừa giúp cô chặt cây, cô chỉ có thể dùng những thứ này để trao đổi. Tác Đức đặt vài túi da thú lên người Ái Lợi đã biến thành hình thú, bế Phù Phù lên, sau đó tự mình hóa thành hình thú, cõng những túi da thú còn lại. Họ mang theo Phù Phù rời đi. Úc Nhiên lấy ống tre ra uống vài ngụm nước, nói chuyện với Phù Phù lâu như vậy, miệng khô cả rồi. Úc Nhiên, nhiều củi như vậy có thể đốt rất lâu, nếu cô thấy không đủ, tôi có thể đi nhặt thêm cành cây nhỏ. Tư Hạ nhìn đống củi như núi ở xa xa nói. Úc Nhiên cười nói, cũng đủ rồi, đá lửa rất mạnh, những khúc củi này còn ẩm, tạm thời không dùng được, phơi vài ngày rồi cất đi, đợi đến mùa đông dùng. Củi trong không gian không còn nhiều nữa, phải bổ sung thêm. Nghe vậy, Tư Hạ hiểu ra, cậu ta quay đầu nhìn Lý Hách vẫn đang bắt cá, thăm dò nói, vậy tôi, học bơi với Lý Hách nhé. Úc Nhiên vỗ tay một cái, suýt nữa thì quên mất chuyện này, cô quay đầu nhìn vũng nước, nhìn thấy bốn cái giỏ trong nước đầy cá lớn cá nhỏ, cô bất lực. Sói con này sao lại liều mạng như vậy chứ? Cô mở hệ thống xem tiến độ nhiệm vụ, ôi chao, đến bây giờ đã bắt được 180 con cá rồi. 180 con cá, cô có thể nhận được 1.800 điểm, Lý Hách có thể nhận được 18 lần cường hóa thuộc tính. Con số này cũng khá ổn. Bắt cá lâu như vậy, cậu ta cũng không thấy mệt. Úc Nhiên đi đến bờ gọi vài tiếng, Lý Hách ngậm một con cá nhỏ đi lên. Được rồi, cá này đủ rồi, cậu dạy Tư Hạ bơi đi, cậu có mệt không? Có muốn nghỉ ngơi một chút không? Không mệt. Lý Hách đáp lại một tiếng, nhìn cái giỏ đã đầy, bơi đến ném con cá trong miệng cho Úc Nhiên, sau đó kéo chú thỏ nhỏ đang run rẩy bên bờ xuống nước. À, Lý Hách, cậu đừng lặn xuống, tôi sẽ bị chết đuối. Tư Hạ lo lắng bám vào người Lý Hách, không dám nhúc nhích. Lý Hách bất lực, cậu ta kiên nhẫn dẫn Tư Hạ bơi đến chỗ nước chảy êm dịu hơn, từ từ hướng dẫn cậu ta. Kỹ năng bơi lội của Lý Hách bây giờ rất tốt, có cậu ta ở đó sẽ không để Tư Hạ chết đuối. Úc Nhiên không nhìn họ nữa, cô ngồi đó giết cá trong giỏ. Phân loại cá theo cách chế biến. Nấu canh, hấp, kho một đống. Làm cá khô một đống. Chiên, rán lại một đống khác. Ngoài ra còn chọn một ít để làm giúp cá. Chỉ riêng việc giết cá đã khiến cô mồ hôi nhễ nhại. Khi chiên cá, bụng đói cồn cào, cô gần như vừa chiên vừa ăn. Bữa tối chuẩn bị cá hấp, thịt nướng và vài món chay. Chuẩn bị xong xuôi, Úc Nhiên nhìn tiến độ nhiệm vụ không có phản hồi. Nói, nhiệm vụ bắt cá của Lý Hách đã kết thúc, có thể tiến hành thanh toán nhiệm vụ. Hệ thống, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ bồi dưỡng Lý Hách. Lý Hách tổng cộng bắt được 181 con cá. Thưởng cho ký chủ 1.810 điểm. Lý Hách nhận được 18 lần cường hóa thuộc tính. Thuộc tính được cường hóa ngẫu nhiên. Nhận được 1.810 điểm. Hiện tại có 8.110 điểm. Nhiệm vụ bồi dưỡng Lý Hách đã hoàn thành. Còn nhiệm vụ bồi dưỡng Tư Hạ, nhìn chú thỏ nhỏ đang hoảng sợ vùng vẫy, khóc nức nở trong nước, cô cảm thấy nhiệm vụ này có vẻ hơi khó. Ít nhất hôm nay không thể nào nhanh chóng học được. 18 lần cường hóa thuộc tính khiến Lý Hách cảm nhận rõ ràng năng lượng trong cơ thể đang sôi trào, cậu ta không khỏi phân tâm một chút. Điều này khiến Tư Hạ vốn coi cậu ta là điểm tựa lập tức mất điểm tựa, cả người chìm xuống nước. Tư Hạ hoảng sợ vùng vẫy trong nước, Lý Hách phản ứng lại, lập tức xuống nước, cắn lấy tay cậu ta, kéo lên bờ.
Tư Hạ kinh hồn bạt vía nằm sấp trên bờ, tủi thân khóc. Lý Hách có chút áy náy nhìn cậu ta, không biết nên an ủi thế nào. Úc Nhiên đứng dậy đến xem, Lý Hách ngượng ngùng nói, tôi cảm thấy cơ thể hơi lạ, phân tâm một chút, khiến Tư Hạ bị sặc nước. Giọng nói cẩn thận, đầy lo lắng. Về việc tại sao cơ thể cậu ta lại có cảm giác kỳ lạ, Úc Nhiên rất rõ ràng, sau khi cường hóa, cơ thể đều sẽ có phản ứng. Cô cường hóa một thuộc tính còn có cảm giác, huống chi Lý Hách trực tiếp cường hóa 18 lần. Không sao, cô ngồi xổm xuống, xoa đầu cậu ta để an ủi, sau đó lấy da thú ra lau người cho Tư Hạ. Học bơi mà không bị sặc nước mới lạ, can đảm lên nào. Tư Hạ ôm chặt lấy cô, khóc nức nở, khóc một lúc, cả người cũng bình tĩnh lại. Cậu ta ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Úc Nhiên nói, tôi có thể học bơi ở chỗ nước nông hơn không? Úc Nhiên cảm thấy hơi an ủi trong lòng, cậu ta không nói không học bơi nữa, không bỏ cuộc. Cô mỉm cười gật đầu, được chứ, hôm nay không học nữa, chúng ta ăn cơm xong rồi về nghỉ ngơi, ngày mai học tiếp. Được, đợi ăn cơm xong, tâm trạng hoảng sợ của Tư Hạ cũng bình tĩnh lại. Sau khi ăn no, nghỉ ngơi một lúc, nhân lúc trời chưa tối, Úc Nhiên bảo con non tránh đi, cô tắm dưới thác nước. Sau đó dọn dẹp đồ đạc, trở về hang động nghỉ ngơi. Điều khiến Úc Nhiên bất ngờ là, hạt giống củ cải siêu cấp gieo vào buổi sáng đã chín, ước chừng thời gian không quá 12 tiếng. Theo thời gian sinh hoạt của cô, củ cải siêu cấp một ngày có thể trồng 2 đợt, ban ngày một lần, buổi tối một lần. Cô thu hoạch củ cải, trong đó còn có củ cải đen, nhưng đợt này chủ yếu là củ cải trắng. Sau khi thu hoạch củ cải, tiếp tục gieo hạt. Cảm giác ngủ dậy là có thể thu hoạch thật tuyệt vời. Những loại cây trồng khác thời gian sinh trưởng hơi dài, Úc Nhiên bón thêm một ít phân bón và thuốc kích thích sinh trưởng rồi nằm ngủ. Hôm nay bận rộn cả ngày, không được ngủ trưa, cô gần như vừa đặt lưng xuống là ngủ. Ngủ một giấc đến sáng, Úc Nhiên ngáp dài, thu hoạch củ cải đã chín. Sau khi gieo hạt giống mới, cô xuống xem con non. Tư Hạ đang đứng ở cửa hang nhìn về phía bãi cỏ hoang, thấy cô xuống, lập tức nhảy chân sáo chạy đến. Úc Nhiên, Lý Hách đang săn bắn ở bãi cỏ hoang, vừa rồi có vài con rắn bò qua. Mảnh đất bên cạnh bãi cỏ hoang khá tốt, chúng ta có thể trồng gì đó ở đó, trong không gian của cô có hạt giống gì. Úc Nhiên chậm rãi đi đến cửa hang, nhìn về phía bãi cỏ hoang nói, hạt giống thì có rất nhiều, nhưng bây giờ trời dần trở lạnh, tôi sợ cây sẽ không phát triển tốt. Tư Hạ suy nghĩ một chút rồi nói, như củ cải, khoai tây vẫn có thể trồng, bắp cải cũng được, nhưng dễ bị động vật khác ăn mất. Úc Nhiên nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn không gian rộng lớn trong hang động nói, không gian trong hang động đủ rộng, chúng ta có thể trồng trong hang động, tôi có rất nhiều chậu hoa, đất, có thể dùng được. Tư Hạ sáng mắt lên, được đấy, trong hang động ấm áp, dù sau này trời lạnh, chỉ cần đặt vài viên đá lửa bên cạnh để giữ ấm không khí là được. Lát nữa tôi đi tìm hạt giống, ngã, trong bãi cỏ hoang có tiếng động khá lớn, rất nhanh đã thấy Lý Hách ngậm một con rắn lớn thoi thóp đi tới. Vậy là, con rắn lớn đó trở thành bữa sáng của họ. Ăn sáng xong, họ bắt đầu bận rộn với việc trồng trọt. Không gian trong hang động rất lớn, số chậu hoa Úc Nhiên có hoàn toàn không đủ để trồng. Lý Hách chạy ra ngoài, hì hục làm thêm vài cái chậu. Chậu hoa không cần phải làm quá tinh xảo, chỉ cần đựng được đất là được, làm to làm nhỏ đều tùy Lý Hách. Úc Nhiên đổ đất vào chậu, rồi đưa hạt giống cần trồng cho Tư Hạ. Sau này, số cây trồng bên dưới sẽ do Tư Hạ phụ trách, vì số lượng nhiều, cô không thể ngày nào cũng bón phân và thuốc kích thích sinh trưởng, chỉ có thể để chúng tự phát triển. Rau diếp, cà tím, bắp cải, ngô và dưa chuột, những loại hạt giống này đều được giao cho Tư Hạ. Lý Hách làm chậu hoa, Tư Hạ trồng cây, Úc Nhiên ngồi bên bàn gỗ nhỏ cắt củ cải. Trong số củ cải thu hoạch được có rất nhiều củ cải trắng, vừa hay có thể làm củ cải chua ngọt. Củ cải trắng cắt thành sợi nhỏ, dùng muối ướp nửa tiếng, đổ nước ướp ra, cho ớt, giấm trắng vào, không có đường phèn, cô cho thêm chút đường trắng, để sang một bên đợi ngấm gia vị. Tối nay có thể ăn được rồi, Úc Nhiên thở hổn hển, cảm thấy chỉ cần cử động một chút là mệt mỏi. Cảm giác này không hoàn toàn là do mang thai, mà là do cơ thể nhiều lần được cường hóa, cần thời gian để thích nghi. Nhìn thú con bận rộn hăng say, Úc Nhiên lấy ra một quả dưa hấu, cắt ra, phần thịt quả thơm ngọt, mọng nước, hương thơm ngào ngạt, vừa cắt ra, cả hang động đã tràn ngập mùi thơm. Dưa hấu thu hoạch được vẫn chưa ăn lần nào. Tư Hạ bị mùi hương hấp dẫn, chạy đến. Úc Nhiên đưa đĩa dưa hấu cho cậu ta, rồi gọi Lý Hách vừa bê chậu hoa mới làm xong vào ăn. Đưa phần lớn dưa hấu cho họ, phần còn lại Úc Nhiên tự mình dùng thìa xúc ăn. Hạt dưa hấu không nhiều, một quả dưa hấu chỉ có 20-30 hạt, nhưng mỗi hạt đều đen bóng, mẩy, trông giống như hạt giống tốt có thể trồng ra rất nhiều dưa hấu. Úc Nhiên đã bỏ hạt ra khỏi phần dưa hấu đưa cho Lý Hách và Tư Hạ, còn cô khi ăn thì bỏ hạt vào một cái đĩa nhỏ.
Trái cây và rau củ là món Tư Hạ thích ăn, cậu ta ăn rất nhanh, ăn xong liền dùng miệng ngậm lấy cái đĩa nhỏ đựng hạt dưa hấu của Úc Nhiên. Tôi đi gieo hạt, cậu ta nói lí nhí, ngậm cái đĩa nhỏ chạy đến chỗ chậu hoa. Úc Nhiên đáp lại. Lý Hách ăn chậm, cậu ta nằm sấp bên chân Úc Nhiên, từ từ gặm dưa hấu. Chỉ cần là Úc Nhiên cho cậu ta ăn, trừ những thứ cậu ta đặc biệt ghét, còn lại dù chỉ là một cọng rau dại, cậu ta cũng sẽ ăn. Sự thật chứng minh, từ trước đến nay, những thứ Úc Nhiên cho ăn, dù có một số thứ cậu ta không thích lắm, cũng không phải là ghét, cậu ta đều sẽ ăn. Không biết Thương Ấp khi nào mới tìm đến, đột nhiên nghĩ đến hồ ly lớn, Úc Nhiên cảm thấy dưa hấu trong tay không còn ngon nữa. Lý Hách thản nhiên đáp, với tốc độ của anh ấy, trừ thời gian nghỉ ngơi khi mệt mỏi và thời gian bị dã thú, hung thú cản trở trên đường, chắc cũng sắp đến rồi. Chỉ cần thú ấn trên người cô còn đó, tức là anh ấy vẫn còn sống, dù hai người cách xa nhau bao nhiêu, anh ấy cũng có thể đến nơi có thú ấn, đó là sự dẫn đường từ sâu thẳm linh hồn. Truyền thuyết là như vậy, tôi không có bạn đời, không biết cảm giác đó như thế nào. Úc Nhiên được an ủi phần nào, hy vọng giây tiếp theo sẽ gặp được Thương Ấp. Không biết có phải cảm nhận được nỗi nhớ và sự bất an trong lòng cô hay không, thú ấn trên người cô đột nhiên nóng lên, là một cảm giác ấm áp, không khiến cô thấy bỏng rát. Cô lo lắng, lấy tay che thú ấn, xác nhận, đúng là đang nóng lên. Lý Hách, thú ấn của tôi đang nóng lên. Lý Hách ngẩn người, ngẩng đầu nhìn cô, hỏi, nóng rát sao? Úc Nhiên, không phải, là một cảm giác ấm áp, rất dễ chịu. Ồ, vậy thì không sao, nếu nóng rát thì có lẽ anh ấy gặp nguy hiểm gì đó. Nếu là cảm giác ấm áp, dễ chịu, rất có thể anh ấy đang cảm ứng cô, anh ấy chắc đang ở gần đây rồi. Úc Nhiên vui mừng khôn xiết. Lý Hách lại nói thêm một câu, cũng chỉ mấy ngày nữa thôi, cô đừng sốt ruột. Úc Nhiên mỉm cười, cô đột nhiên thấy dưa hấu trong tay thơm hơn, ăn hết dưa hấu, cô lại ăn thêm vài quả dâu tây. Tôi thấy dạo này tôi không ăn trái cây mấy, mỗi ngày phải ăn một ít trái cây để bổ sung vitamin, như vậy mới tốt cho sự phát triển của cáo con. Cô vừa nhìn trái cây trong không gian, vừa lẩm bẩm. Lý Hách, vitamin là gì? Cậu ta không hiểu. Mấy ngày nay cô không ăn trái cây mấy là sự thật, nhưng những thứ khác thì ăn rất nhiều. Vì thú ấn có phản ứng, Úc Nhiên cứ mong ngóng, hy vọng khi cô tỉnh dậy, hồ ly lớn sẽ ở bên cạnh cô. Nhưng đợi liên tục 5 ngày vẫn không thấy anh, cô hơi thất vọng. Buổi sáng, sau khi thu hoạch nông sản trong hang động, cô dẫn thú con đến thác nước lấy nước. Họ cũng để tránh phiền phức, không thường xuyên ra ngoài. Khi nguồn nước và thức ăn dồi dào, họ đều ở trong hang động, phạm vi hoạt động lớn nhất là bãi cỏ hoang. Mấy ngày nay giặt rũ, tắm rửa, nước dự trữ trong không gian không còn nhiều nữa. Đến thác nước, Lý Hách dẫn Tư Hạ đi bơi, họ tìm một chỗ nước nông hơn ở hạ lưu để bơi. Úc Nhiên ở bên bờ bận rộn với công việc của mình, lấy nước, cắt gọt, rửa ráy, nhân lúc trời nắng phơi đồ. Táo đỏ, nấm tuyết trắng, câu kỳ tử vẫn cần phơi thêm. Cô ngồi trên ghế đầu, trước mặt là bàn gỗ nhỏ, cô lấy thịt cá đã xử lý hôm qua ra, làm chả cá. Thịt cá sau khi lọc xương được băm nhỏ, cho nước hành gừng vào, khuấy đều, đợi thịt cá thấm nước hành gừng, rồi cho lòng trắng trứng vào, khuấy đều. Trứng dùng là trứng gà lôi. Cuối cùng cho dầu ăn và muối vào, khuấy đều cho đến khi sánh lại. Xử lý xong chả cá, bắc nồi lên bếp, đun nước sôi. Khi nước nóng, dùng thìa nhỏ múc từng thìa chả cá thả vào nồi. Cô không muốn dính tay, nên không dùng tay nặn. Chả cá được múc bằng thìa không được tròn lắm, nhưng cô cũng không quan tâm, miễn là có thể định hình là được. Những viên chả cá to nhỏ, dẹt tròn lần lượt được thả vào nồi, đợi chín là được. Khi chả cá chín nổi lên, Úc Nhiên vớt một viên ra nếm thử, dai ngon, vừa ăn. Xác nhận tất cả đã chín, Úc Nhiên vớt hết chả cá ra, tiếp tục thả mẻ chả cá thứ hai vào nồi. Cứ như vậy, cô nấu vài nồi, được vài giỏ chả cá. Làm xong chả cá, cô ngồi trên ghế đầu, ăn liền mấy bát. Đang ăn thì nghe thấy giọng nói của hệ thống, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ bồi dưỡng Tư Hạ, thưởng cho ký chủ 1 tấn sắt, Tư Hạ được cường hóa toàn bộ thuộc tính. Úc Nhiên suýt sặc, cô vội vàng đặt bát xuống, mở hệ thống kiểm tra. 1 tấn sắt đã nằm trong không gian hệ thống, toàn là những khối sắt lớn nhỏ khác nhau. Có sắt rồi, đến lúc đó chỉ cần có cơ hội là có thể thử làm nồi sắt, dao kéo các loại. Nghĩ đến việc sau này nấu ăn có thể dùng nồi sắt nhẹ nhàng thay vì nồi đá, cô vui mừng khôn xiết. Giây tiếp theo, trên đầu vang lên tiếng gầm gừ của dã thú, một bóng đen từ trên trời rơi xuống. Úc Nhiên còn chưa kịp phản ứng, bóng đen lóe lên, con dã thú sắp đập chúng cô bị đá văng ra, bay thẳng xuống vũng nước. Một cái đuôi hồ ly đen mượt mà lướt qua tầm mắt cô, một con hồ ly đen to lớn, khí thế bức người, đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Úc Nhiên ngạc nhiên. Vừa nhìn thấy, cô đã nhận ra đó là Thương Ấp.
Đợi đến khi Thương ấp đáp xuống trước mặt cô, biến thành hình người, cô mới hoàn hồn, tiến lên ôm chầm lấy anh. Anh làm em sợ chết khiếp. Cảm giác mềm mại đã lâu không gặp khiến Thương ấp ôm chặt lấy cô, trái tim treo lơ lửng bấy lâu nay cuối cùng cũng được thả lỏng. Úc Nhiên, em, anh định hỏi tại sao phản ứng của cô lại chậm chạp như vậy. Với thân thủ của cô, con dã thú to lớn như vậy rơi xuống, cô không thể nào không né được. Giây tiếp theo, anh cảm nhận được điều gì đó, cúi đầu nhìn bụng cô, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Nhìn phản ứng của anh, Úc Nhiên biết anh đã cảm nhận được, nhưng nhìn vẻ mặt của anh không hề vui mừng, cô hơi thất vọng. Lý Hách và Tư Hạ nghe thấy động tĩnh, chạy đến, Lý Hách vội vàng nói, Thương ấp, anh cẩn thận một chút, Úc Nhiên đang mang thai. Tôi biết, Thương ấp trầm giọng đáp lại ba chữ, bế Úc Nhiên lên cây lớn bên cạnh, anh ôm cô ngồi trên cành cây. Úc Nhiên nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, cúi đầu không nói gì. Cô đã từng tưởng tượng cảnh tượng gặp lại nhau sau bao ngày xa cách, tưởng tượng phản ứng của anh khi biết mình sắp làm cha, nhưng cô đã tự mình đa tình. Úc Nhiên, tôi không biết phải làm sao. Thương ấp đặt bàn tay to lớn của mình lên bụng cô, nhẹ nhàng nói. Úc Nhiên tức giận, lạnh lùng nói, không biết phải làm sao là sao. Không thích thì thôi, dù sao cũng là tôi sinh, đâu phải anh mang thai. Thương ấp nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, bắt cô nhìn mình, nói, tôi không phải là không thích, tôi rất thích con của chúng ta. Tôi chỉ lo lắng cho cơ thể của em, giống cái sinh con, mỗi lần đều là ranh giới giữa sự sống và cái chết, tôi sợ em sẽ. Ánh mắt anh đầy lo lắng. Nghe vậy, cơn giận trong lòng Úc Nhiên vơi đi không ít, cô nghiêng đầu dựa vào vai anh, buồn bã nói, nếu anh không thích, tôi tự sinh, tự nuôi. Tôi thích, tôi muốn, tôi sẽ nuôi, Thương ấp kiên quyết nói. Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, anh sợ hãi ôm chặt lấy cô, khuôn mặt tuấn tú đầy mệt mỏi càng thêm tái nhợt. Anh không dám tưởng tượng, nếu anh không ở bên cạnh cô gặp phải chuyện gì, dù chỉ là vấp ngã cũng có thể khiến đứa bé trong bụng gặp chuyện. Động thai rất dễ khiến giống cái tử vong, may mà, Úc Nhiên, là tôi không chăm sóc tốt cho em, xin lỗi em. Anh vùi đầu vào tai cô, áy náy xin lỗi. Tôi không phải là không thích con của chúng ta, tôi chỉ sợ mất em. Cảm nhận được cánh tay đang ôm mình run rẩy, Úc Nhiên cảm động, nhẹ nhàng an ủi anh. Được rồi, em không sao, em rất khỏe, con cũng sẽ khỏe mạnh. Đừng lo lắng. Anh đến đây có thuận lợi không? Thương ấp, tôi đi theo hướng em rời đi, dọc đường đi toàn giết dã thú, hung thú. Mỗi lần phát hiện ra dấu vết sinh sống của em, tôi lại thở phào nhẹ nhõm. Có thể cảm nhận được thú ấn. Hơn nữa thú ấn không phản hồi cho anh bất kỳ thông tin nào về việc Úc Nhiên bị thương. Tâm trạng của anh mới không quá sụp đổ. Úc Nhiên đưa tay xoa đầu anh, dịu dàng nói, thời gian qua, chúng tôi cũng không dám đi quá xa, sợ anh tìm kiếm vất vả. Lúc đó chúng tôi xuôi theo dòng nước đến đây, tốc độ rất nhanh. Đường xa xa xôi như vậy, anh vất vả rồi. Thương ấp nhẹ nhàng hôn lên cổ trắng nõn của cô, lưu luyến cảm nhận mùi hương của cô, làn da của cô, cơ thể của cô thật sự ở đây. Tất cả những điều này đều an ủi trái tim đang hoảng loạn của anh. Trái tim anh dần bình tĩnh lại. Nhìn họ tình tứ trên cây, Tư Hạ cũng đã quen với giống đực to lớn này. Chỉ là cậu ta quay đầu nhìn con dã thú vừa đi lên từ vũng nước. Đó là một con lợn rừng rất lớn, cậu ta lo lắng đến gần Lý Hách, nói, con dã thú đó thì sao? Lý Hách liếc nhìn, hét lên với Thương ấp, con dã thú đó sắp phá hỏng thức ăn của Úc Nhiên rồi. Giây tiếp theo, vài quả cầu lửa bay đến, tất cả đều nhắm vào con lợn rừng, đánh cho nó bị thương khắp người, đầu óc choáng váng, ngã xuống vũng nước. Lần này nó không lên được nữa, dòng nước chảy xiết cuốn nó trôi đi. À, chúng ta không giữ con dã thú đó lại sao? Tư Hạ hơi tiếc. Lý Hách bực bội nói, Thương ấp đã đến rồi, chúng ta còn thiếu thịt sao? Tư Hạ nghe vậy, đúng rồi, cậu ta lập tức không còn để ý đến con lợn rừng nữa. Gặp lại sau bao ngày xa cách, Thương ấp không nỡ rời xa Úc Nhiên, đi đâu cũng ôm, ngồi đâu cũng ôm, Lý Hách nhìn mà thấy ngán ngẩm. Cuối cùng, Úc Nhiên không chịu nổi nữa, kiên quyết rời khỏi vòng tay của Thương ấp, đứng bên bàn gỗ, cắt rau chuẩn bị bữa trưa. Hồ Ly lớn vẻ mặt tủi thân. À đúng rồi, Thương ấp, anh biết cây kim du không? Nhìn thấy dầu ăn trong ống tre không còn nhiều nữa, Úc Nhiên hỏi. Thương ấp đã đến, những việc thú con không làm được, anh đều có thể làm. Thương ấp gật đầu nói, tôi nghĩ em sẽ không thích mùi vị của cây kim du. Mùi vị khó chịu lắm sao? Úc Nhiên quay đầu nhìn anh. Anh nói, cũng tạm, chỉ là em kén ăn, dầu chiết xuất từ cây lớn khác với dầu từ mỡ động vật sẽ có mùi cây nồng hơn. Đó là sự khác biệt giữa dầu thực vật và dầu động vật. Úc Nhiên mỉm cười nói, em muốn thử xem. Nếu mùi vị được thì chúng ta có thể chuẩn bị một ít, nếu thật sự không ngon, vậy anh giúp em bắt dã thú về rán mỡ, dầu ăn không còn nhiều nữa. Được, anh đi tìm.
Thương Ấp đứng dậy đi tìm cây kim du, Tư Hạ bên cạnh lập tức lẽo đẽo theo sau. Thương Ấp, tôi là Tư Hạ Ngã. Thương Ấp vừa nhìn đã biết chú thỏ nhỏ này là chuyện gì xảy ra, chắc chắn là Úc Nhiên nhặt được dọc đường. Ừ, tôi là Thương Ấp, anh bình tĩnh đáp lại một câu. Thương Ấp, tôi biết chỗ nào có cây kim du, bên đó có rất nhiều, tôi dẫn anh đi. Được. Nhìn hai người họ hòa thuận đi tìm cây kim du, Úc Nhiên mỉm cười nói với Lý Hách, ngày đêm mong ngóng, cuối cùng cũng đợi được Thương Ấp đến, sau này chúng ta không cần phải vất vả nữa. Lý Hách gật đầu đồng tình. Thương Ấp không có ở đây, việc bảo vệ Úc Nhiên đều do Lý Hách đảm nhiệm, cậu ta cảm thấy rất áp lực. Bây giờ Thương Ấp đã tìm đến, trời biết cậu ta đã thở phào nhẹ nhõm thế nào khi thấy Thương Ấp xuất hiện. Thương Ấp và Tư Hạ đi tìm cây kim du, Lý Hách ở lại thác nước với Úc Nhiên. Úc Nhiên không bỏ qua việc Thương Ấp vội vàng đến đây, người cũng gầy đi không ít, vẻ mặt mệt mỏi. Cô có thể tưởng tượng được dọc đường đi, anh chắc chắn không ngủ ngon, không ăn uống đầy đủ. Cô rất đau lòng. Trưa nay nhất định phải làm một bữa thịnh soạn. Ngoài vài món chay, còn lại đều là cá lớn, thịt lớn. Một lúc sau, Thương Ấp và Tư Hạ trở về, Thương Ấp một tay ôm hai ống tre lớn, một tay kéo một con mồi, sải bước thong dong đi tới. Tư Hạ đi theo phía sau, ánh mắt nhìn anh đầy ngưỡng mộ. Thương Ấp nhìn Úc Nhiên đang ngồi trên ghế đầu, chờ thịt trong nồi chín, cô đang ăn dâu tây. Khi nhìn thấy anh, cô lập tức mỉm cười, nụ cười đó còn ngọt ngào hơn cả dâu tây. Trái tim Thương Ấp mềm nhũn. Anh nói, đừng làm việc vất vả, anh sẽ nấu nướng. Thịt vẫn chưa nướng, đang đợi anh về đấy, Úc Nhiên mỉm cười nói. Thương Ấp đến gần, đặt thịt sói mà cô để bên cạnh lên nướng, sau đó đổ dầu trong ống tre lớn vào nồi đá bên cạnh để rán. Đều cần thời gian, anh đi xử lý con mồi trước. Anh nói, khi đi ngang qua Úc Nhiên, anh ngồi xổm xuống, hôn cô một cái, rồi đứng dậy tiếp tục làm việc. Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, Úc Nhiên mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Thương Ấp ở bên cạnh, Úc Nhiên lại được chăm sóc đến mức không thể tự lo liệu cuộc sống. Bây giờ lại mang thai cáo con, cuộc sống sau này của cô có lẽ sẽ càng thêm há miệng chờ sung. Thương Ấp nhanh nhẹn xử lý con mồi, vừa rán mỡ, vừa nướng thịt, còn xem nồi thịt mà Úc Nhiên nấu trước đó thế nào rồi. Bận rộn không ngớt. Úc Nhiên nằm bò ra góc bàn, quay đầu lặng lẽ nhìn hồ ly lớn đang bận rộn, có anh bên cạnh, cô cảm thấy rất an tâm, không nhịn được mà ngủ gật. Thương Ấp bận rộn một lúc, quay lại nhìn cô, thấy cô đang ngủ, sắc mặt anh biến đổi, vội vàng bước đến bên cạnh cô xem xét. Xác định cô chỉ là ngủ thiếp đi, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Úc Nhiên ngủ một lát, thức ăn cũng đã làm xong, cô ngáp dài, đứng dậy, đi đến chỗ Thương Ấp đang nướng thịt bên đống lửa. Thương Ấp dịu dàng nhìn cô đi tới, đưa tay ôm cô vào lòng, để cô dựa vào người mình, mơ màng ngủ. Có đói bụng không? Có thể ăn rồi. Úc Nhiên gật đầu. Sau đó, cô nhớ ra điều gì đó, hỏi, nhựa cây kim du thế nào rồi? Thương Ấp liếc nhìn ống tre trên bàn dài, nói, đã dán xong rồi, để trong ống tre, em xem thử. Úc Nhiên quay người đi xem, trong ống tre lớn là dầu vàng óng. Khi đến gần, cô ngửi thấy mùi thơm nồng, có mùi thơm đặc trưng của thực vật. Cô dùng thìa nhỏ múc lên xem, màu vàng óng, không hề có tạp chất, màu sắc này thật tuyệt vời. Mùi vị này cũng không đến nỗi khó chịu, xào khoai tây sợi thử xem, cô nói với Thương Ấp. Được, anh lập tức cắt khoai tây thành sợi, làm một đĩa khoai tây sợi chua cay theo khẩu vị của Úc Nhiên. Dùng dầu rán từ nhựa cây kim du, dầu sau khi xào thơm hơn, nhưng mùi thơm này lại ít mùi thực vật hơn. Úc Nhiên mong đợi nếm thử một miếng khoai tây sợi, lập tức gật đầu, được đấy, loại dầu này tôi thích, thơm hơn dầu rán từ mỡ động vật. Nhìn nụ cười của cô, Thương Ấp cương chiều xoa đầu cô, đáp lại. Lý Hách, Tư Hạ, đến ăn cơm, anh quay đầu gọi hai thú con đến ăn. Mọi người ngồi quanh bàn gỗ nhỏ ăn cơm. Trước đây khi Thương Ấp không có ở đây, Úc Nhiên phụ trách nấu nướng, múc thức ăn cho thú con. Bây giờ Thương Ấp đã đến, những việc này đều do anh phụ trách, Úc Nhiên cũng trở thành người được chăm sóc. Nói chính xác là cô được ưu tiên chăm sóc, được chăm sóc đặc biệt. Thương Ấp, anh biết gì về khu vực phía Nam? Úc Nhiên ăn vài miếng, hỏi. Thương Ấp đang cẩn thận thổi canh cho cô, nghe thấy cô hỏi, liền đáp, sắp vào mùa đông rồi. Úc Nhiên, điều này cô cũng biết, họ đều biết. Trước đây tôi gặp một giống cái, cô ấy và bạn đời của cô ấy đến bộ lạc Sâm Lan. Bộ lạc Sâm Lan là một trong bốn bộ lạc mạnh nhất khu vực phía Nam. Cô nói xong, nhìn phản ứng của anh. Thương Ấp không có biểu hiện gì khác lạ, chỉ khó hiểu nhìn cô, hỏi, em cũng muốn đến bộ lạc Sâm Lan sao? Úc Nhiên lắc đầu, không, em sợ phiền phức, lúc đó giống cái kia rủ em đến bộ lạc Sâm Lan cùng, em không đi. Anh không ở bên cạnh, em không muốn tiếp xúc với những thú nhân đó, muốn ở đây đợi anh. Những lời này khiến Thương Ấp rất vui vẻ,
đó là sự ỷ lại và tin tưởng tuyệt đối của cô dành cho anh. Sau đó, cô lại nói, em không ngại qua mùa đông trong hang động, bây giờ em đang mang thai cáo con, cũng không tiện đi đường dài đến khu vực phía Bắc. Trong không gian có thể tích trữ rất nhiều thức ăn, trước khi mùa đông đến, chúng ta còn nhiều thời gian để tích trữ thức ăn. Mùa đông thế nào cũng không ảnh hưởng nhiều đến chúng ta, vì thức ăn không thành vấn đề. Bây giờ em chỉ lo lắng về việc sinh cáo con. Nếu không mang thai, cô hoàn toàn có thể cùng anh đi khắp nơi, đi đâu cũng được. Nhưng bây giờ mang thai rồi, cô phải cẩn thận với cơ thể của mình. Giống cái sinh con là chuyện sinh tử, nếu động thai, sảy thai, xử lý không tốt cũng sẽ mất mạng. Bất cứ chuyện gì có thể gây nguy hiểm cho cô và cáo con, cô đều không dám làm. Thương Ấp trầm ngâm suy nghĩ, anh im lặng vài giây rồi nói, đúng là vậy, trước khi em sinh cáo con, anh phải tìm một thầy thuốc. Dù sinh nở có thuận lợi thế nào cũng cần có thầy thuốc chăm sóc, sau khi sinh con còn phải xử lý rất nhiều việc. Anh đã từng nghe nói về bốn bộ lạc lớn của khu vực phía Nam. Trước đây khi đi đổi thức ăn, anh đã từng tiếp xúc với thú nhân của bộ lạc Sâm Lan, đó là một bộ lạc rất lớn. Nhưng bộ lạc lớn, y thuật của thầy thuốc chưa chắc đã là tốt nhất. Dọc đường đi, anh phát hiện không ít dấu vết hoạt động của thú nhân ở đó, chắc là họ nhân lúc mùa đông chưa đến, ra ngoài săn bắn, tích trữ thức ăn. Bây giờ còn thời gian trước khi cáo con chào đời, trong thời gian này, anh sẽ tiếp xúc với thú nhân của các bộ lạc gần đó, tìm xem bộ lạc nào có thầy thuốc giỏi. Anh chưa từng trải qua mùa đông ở khu vực phía Nam, không biết có khắc nghiệt hay không, rất nhiều việc phải chuẩn bị trước. Không cần vội, những việc này anh sẽ sắp xếp, em chỉ cần ăn uống đầy đủ, vui vẻ là được. Anh dịu dàng nhìn cô, nói. Đôi mắt hồ ly xinh đẹp tràn đầy yêu thương, nhưng ẩn sâu trong tình cảm đó là sự lo lắng, Úc Nhiên nhìn thấy rất rõ. Mang thai, sinh con trong môi trường như thế này, thật sự là rất can đảm. Mà này, sao anh lại bất cẩn như vậy? Úc Nhiên đột nhiên hỏi. Thương Ấp, Tư Hạ ngây thơ hỏi Lý Hách, bất cẩn là sao? Lý Hách chậm rãi nói, tức là Thương Ấp đã vô tình để Úc Nhiên mang thai. Chuyện này không phải rất bình thường sao? Tư Hạ khó hiểu. Lý Hách nhún vai, đúng là vậy, nhưng mạch não của Úc Nhiên không phải là thứ mà thú con như họ có thể hiểu được. Một lúc sau, Thương Ấp mới chậm rãi nói, anh không nhịn được. Úc Nhiên, cái quái gì gọi là không nhịn được? Theo như em nói trước đây, sau khi kỳ động dục kết thúc không phải là thời điểm dễ thụ thai nhất, anh nghĩ sẽ không mang thai. Hồ ly lớn vẻ mặt tủi thân. Anh cũng không biết tại sao, hôm đó cảm giác rất khác lạ, khiến anh không thể kiểm soát. Úc Nhiên mặt không cảm xúc, thôi, ăn cơm đi, đừng nói chuyện này trước mặt thú con. Tư Hạ chớp chớp đôi mắt tò mò, nghiêm túc nói, chúng tôi muốn nghe, sau này chúng tôi lớn lên cũng sẽ có bạn đời, chúng tôi muốn tìm hiểu chuyện này. Úc Nhiên giật khóe miệng, im lặng. Sự ngây thơ này thật đáng sợ. Lý Hách trực tiếp vỗ một cái, ấn đầu thỏ con vào bát ăn. Bớt nói nhảm, ăn cơm đi, không thì không có mà ăn. Nghe vậy, Tư Hạ rên rỉ một tiếng, vội vàng cúi đầu ăn cơm. Thương Ấp lo lắng đưa bát canh đã nguội cho Úc Nhiên. Úc Nhiên hơi buồn bực nhìn anh một cái, nhận lấy bát canh, uống. Vậy rốt cuộc là do đất quá màu mỡ hay là do hạt giống quá tốt đây? Ăn uống no say, phơi nắng thật thoải mái, Úc Nhiên không nhịn được mà buồn ngủ. Thương Ấp lập tức tìm cỏ khô trải lên một tảng đá lớn, lại trải thêm da thú lên trên, làm một cái ổ nhỏ, để Úc Nhiên nằm ngủ. Anh ngủ một lát, hai đứa tự chơi bên cạnh, đừng chạy xa. Anh nói với hai thú con, rồi biến thành hình thú, nhẹ nhàng nằm cạnh Úc Nhiên, ngủ cùng cô. Vậy chúng ta đi bắt cá nhé. Lý Hách dẫn Tư Hạ xuống vũng nước bắt cá. Thương Ấp dịu dàng nhìn Úc Nhiên đang ngủ say, chiếc đuôi hồ ly không biết để đâu, cứ ve vẩy mãi. Anh muốn đặt đuôi lên người cô, nhưng lại sợ cô khó chịu. Dù anh đã khống chế đuôi, nhưng đặt lên người cô vẫn có chút nặng. Chiếc đuôi nhẹ nhàng lướt qua bụng cô, chiếc bụng vốn phẳng lì bây giờ đã hơi nhô lên. Tiếp theo là thời điểm cáo con phát triển nhanh nhất, Úc Nhiên cũng sẽ ăn rất nhiều thứ. Thương Ấp thấy may mắn vì bây giờ không phải mùa đông, anh còn nhiều thời gian để săn bắn, tích trữ thức ăn. Chỉ là bây giờ anh muốn ngủ một lát, lặn lội đường xa như vậy, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Bây giờ đã trở về bên cạnh cô, thần kinh căng thẳng của anh cũng được thả lỏng. Lúc này, anh chỉ muốn nằm cạnh cô, ngủ một giấc thật ngon. Mùi hương ngọt ngào đặc trưng trên người Úc Nhiên khiến anh an tâm chìm vào giấc ngủ. Có Thương Ấp bên cạnh, Úc Nhiên ngủ một giấc rất ngon, chỉ là khi tỉnh dậy không phải là tỉnh giấc tự nhiên, mà là bị đói đánh thức. Lúc này, cô cảm thấy đói chưa từng thấy, dù trước đây vì bận rộn công việc mà nhịn đói cả ngày cũng không có cảm giác như vậy. Đói đến mức là người, đầu óc choáng váng, toàn thân khó chịu. Thương Ấp, cô khẽ gọi. Thương Ấp đang lựa táo đỏ bên cạnh lập tức đi tới, bế cô lên, đặt cô ngồi xuống ghế đầu. Em đói quá, rất đói, có phải là do cáo con không?
Cô nhíu mày, vẻ mặt đau khổ. Nghe vậy, cô lấy chả cá đã nấu sẵn trong không gian ra ăn. Thương ấp nhìn cô, đau lòng vô cùng, ngồi xổm xuống bên cạnh cô, nói, ừ, con non cần rất nhiều dinh dưỡng để phát triển. Thời gian này em sẽ rất đói, sẽ muốn ăn rất nhiều thứ. Đói thì ăn, buồn ngủ thì ngủ, nghỉ ngơi cho tốt. Úc Nhiên cũng thấy tuyệt vọng, thai nhi của con người cần mang thai 10 tháng, cáo con chỉ cần 2-3 tháng là có thể chào đời, có thể tưởng tượng được trong mấy tháng này, chúng sẽ phát triển nhanh đến mức nào. Cô nhai chả cá trong miệng, lẩm bẩm, tại anh không nhịn được. Không nhịn được, em hoàn toàn không chuẩn bị gì cả. Thương ấp cụp tai xuống, mặc cho cô mắng, vẻ mặt vô tội, ngoan ngoãn. Ăn một ít chả cá, trong bụng có chút đồ ăn, cảm giác khó chịu mới dịu đi, nhưng vẫn đói, muốn ăn thịt nướng. Cô nhìn đống lửa nói. Thương ấp lập tức đứng dậy đi nướng thịt. Úc Nhiên đột nhiên nhìn thấy tấm đá dùng để chiên cá lúc trước. Cô đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh, lấy thịt ra. Dùng tấm đá để chiên thịt, cũng cho thêm rau vào. Trên tấm đá, thịt và rau kêu xèo xèo, cô vừa chiên vừa ăn. Lý Hách và Tư Hạ ngửi thấy mùi thơm, đi lên bờ. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, họ đã bắt được rất nhiều cá. Nói chính xác là Lý Hách bắt được rất nhiều cá, kỹ năng của Tư Hạ chỉ đủ để làm nền. Hai người họ rất tự giác ngậm bát ăn của mình đến, Úc Nhiên mỉm cười, đưa thịt đã chiên cho họ ăn. Khi Thương ấp mang thịt nướng đến, cô dùng dĩa xiên một miếng cá, thổi nguội, đưa đến miệng anh. Anh mỉm cười, há miệng ăn. Từ từ ăn, thịt trong nồi sắp hầm xong rồi, được. Bây giờ một người ăn, hai người hưởng, Thương ấp không dám lơ là. Nếu lơ là, người khó chịu chính là vợ anh. Ăn thịt, uống canh xong, no bụng rồi, Úc Nhiên lại buồn ngủ. Trời ơi, sao hôm nay tôi cứ buồn ngủ mãi thế này, tôi có bình thường không? Thương ấp đến gần, ôm cô vào lòng, nói, bình thường. Sau đó, anh lại nói, đừng ngủ vội, chúng ta dọn dẹp đồ đạc, về hang động. Úc Nhiên bực bội nhìn anh một cái, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, nhìn anh dọn dẹp đồ đạc, cất vào không gian, mọi người trở về hang động. Thương ấp đã biết từ Tư Hạ rằng mấy ngày nay họ sống trong hang động trên núi đá. Anh ngửi thấy mùi, liền tìm thấy hang động đó. Úc Nhiên chưa ngủ say hẳn, vào hang động, cô lấy nồi niêu xoong chảo và thức ăn từ không gian ra, còn lại thì mặc kệ họ. Thương ấp nhìn quanh hang động, lại nhìn hai thú con đi theo phía sau, nghĩ đến việc Lý Hách và Tư Hạ đã ăn no cùng Úc Nhiên, anh cũng không quan tâm đến họ, bế Úc Nhiên lên hang động phía trên. Hang động ấm áp, tràn ngập cây xanh, khiến Thương ấp nhìn thêm vài lần. Anh cẩn thận đặt Úc Nhiên xuống ổ cỏ. Úc Nhiên lim dim nhìn anh, vòng tay ôm lấy cổ anh. Thương ấp chống hai tay sang hai bên để đỡ người, không dám đến quá gần cô, sợ đè lên cô. Nhìn đôi mắt mơ màng buồn ngủ của cô, anh kìm nén cảm xúc muốn bùng nổ trong lòng, trầm giọng nói, mang thai cũng có thể giao phối, em ngoan ngoãn đừng quyến rũ anh, nếu không anh sẽ không kiềm chế được. Úc Nhiên không nhịn được cười, em nào có quyến rũ anh. Nói xong, cô hôn lên đôi môi đang mím chặt của anh. Thương ấp cứng người, ánh mắt sâu thẳm. Đây mà không phải là quyến rũ. Sau một hồi dây dưa, Úc Nhiên hài lòng buông anh ra, hơi nghiêng người, chuẩn bị ngủ. Anh xem, em không tiếp tục nữa, em không phải đang quyến rũ anh. Thương ấp khẽ hừ một tiếng, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô, nâng cằm cô lên, hôn lên môi cô. Chuyện này phải có qua có lại. Úc Nhiên bị hôn đến mê mẩn, cũng vì cơ thể thật sự rất buồn ngủ, nếu không chắc chắn sẽ làm nũng với anh một lúc, cô cứ như vậy mà ngủ thiếp đi. Thương ấp cảm thấy phản ứng của cô dần trở nên hời hợt, anh cúi đầu nhìn, thấy cô đã ngủ, anh bật cười. Hồ ly lớn, cô lẩm bẩm, vòng tay ôm lấy eo anh. Anh mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán cô. Ừ, anh đây, nửa đêm, Úc Nhiên bị đói đánh thức, cơn đói này còn dữ dội hơn cả lúc ở thác nước ban ngày, khiến cô muốn cắn Thương ấp vài miếng. Đói quá, cô yếu ớt ôm lấy Thương ấp. Thương ấp mở mắt, không chút do dự bế cô xuống, trong hang động bên dưới thơm phức mùi thịt. Hai nồi đá đã hầm thịt xong từ lâu, đang được giữ ấm bằng lửa nhỏ. Úc Nhiên được đặt xuống ghế đầu, Thương ấp nhanh chóng múc cho cô một bát, cô vừa thổi vừa ăn. Từ từ ăn, Thương ấp dịu dàng nói, quay người múc hết thịt trong một nồi đá ra, đặt lên bàn. Lý Hách và Tư Hạ tò mò nhìn họ từ trong ổ của mình. Nhận thấy ánh mắt của họ, Thương ấp hỏi, hai đứa có ăn không? Hai thú con đồng loạt lắc đầu. Thương ấp không quan tâm đến họ nữa. Tư Hạ tò mò hỏi, có phải sau này Úc Nhiên đều phải ăn thịt vào nửa đêm không? Thương ấp nhìn Úc Nhiên đang ăn ngon lành. Anh nói, không hẳn, một số giống cái ăn no vào ban ngày thì không cần ăn thêm vào ban đêm, nhưng một số giống cái ăn nhiều, hoặc trong bụng có nhiều con non, thì sẽ ăn nhiều hơn. Úc Nhiên ngừng ăn, thăm dò hỏi, tôi, trong bụng có mấy cáo con? Nhiều nhất cũng không quá 3 con, tộc hồ ly 9 đuôi đen chúng tôi,
số lượng con non một lứa ít hơn so với sư tử, hổ. Thương ấp nói, em đừng lo lắng quá, con non ít, dễ sinh hơn. Úc Nhiên hơi nhướng mày, tại sao số lượng con non một lứa lại ít hơn so với thú nhân khác? Vì nhiều đuôi, ăn no uống đủ, phơi nắng thật thoải mái, Úc Nhiên không nhịn được mà buồn ngủ. Thương ấp lập tức tìm cỏ khô trải lên một tảng đá lớn, lại trải thêm da thú lên trên, làm một cái ổ nhỏ, để Úc Nhiên nằm ngủ. Anh ngủ một lát, hai đứa tự chơi bên cạnh, đừng chạy xa. Anh nói với hai thú con, rồi biến thành hình thú, nhẹ nhàng nằm cạnh Úc Nhiên, ngủ cùng cô. Vậy chúng ta đi bắt cá nhé. Lý Hách dẫn Tư Hạ xuống vũng nước bắt cá. Thương ấp dịu dàng nhìn Úc Nhiên đang ngủ say, chiếc đuôi hồ ly không biết để đâu, cứ ve vẩy mãi. Anh muốn đặt đuôi lên người cô, nhưng lại sợ cô khó chịu. Dù anh đã khống chế đuôi, nhưng đặt lên người cô vẫn có chút nặng. Chiếc đuôi nhẹ nhàng lướt qua bụng cô, chiếc bụng vốn phẳng lì bây giờ đã hơi nhô lên. Tiếp theo là thời điểm cáo con phát triển nhanh nhất, Úc Nhiên cũng sẽ ăn rất nhiều thứ. Thương ấp thấy may mắn vì bây giờ không phải mùa đông, anh còn nhiều thời gian để săn bắn, tích trữ thức ăn. Chỉ là bây giờ anh muốn ngủ một lát, lặn lội đường xa như vậy, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Bây giờ đã trở về bên cạnh cô, thần kinh căng thẳng của anh cũng được thả lỏng. Lúc này, anh chỉ muốn nằm cạnh cô, ngủ một giấc thật ngon. Mùi hương ngọt ngào đặc trưng trên người Úc Nhiên khiến anh an tâm chìm vào giấc ngủ. Có Thương ấp bên cạnh, Úc Nhiên ngủ một giấc rất ngon, chỉ là khi tỉnh dậy không phải là tỉnh giấc tự nhiên, mà là bị đói đánh thức. Lúc này, cô cảm thấy đói chưa từng thấy, dù trước đây vì bận rộn công việc mà nhịn đói cả ngày cũng không có cảm giác như vậy. Đói đến mức là người, đầu óc choáng váng, toàn thân khó chịu. Thương ấp, cô khẽ gọi. Thương ấp đang lựa táo đỏ bên cạnh lập tức đi tới, bế cô lên, đặt cô ngồi xuống ghế đầu. Em đói quá, rất đói, có phải là do cáo con không? Cô nhíu mày, vẻ mặt đau khổ, nghe vậy, cô lấy chả cá đã nấu sẵn trong không gian ra ăn. Thương ấp nhìn cô, đau lòng vô cùng, ngồi xổm xuống bên cạnh cô, nói, ừ, con non cần rất nhiều dinh dưỡng để phát triển, thời gian này em sẽ rất đói, sẽ muốn ăn rất nhiều thứ. Đói thì ăn, buồn ngủ thì ngủ, nghỉ ngơi cho tốt. Úc Nhiên cũng thấy tuyệt vọng, thai nhi của con người cần mang thai 10 tháng, cáo con chỉ cần 2-3 tháng là có thể chào đời, có thể tưởng tượng được trong mấy tháng này, chúng sẽ phát triển nhanh đến mức nào. Cô nhai chả cá trong miệng, lẩm bẩm, tại anh không nhịn được. Không nhịn được, em hoàn toàn không chuẩn bị gì cả. Thương ấp cụp tai xuống, mặc cho cô mắng, vẻ mặt vô tội, ngoan ngoãn. Ăn một ít chả cá, trong bụng có chút đồ ăn, cảm giác khó chịu mới dịu đi, nhưng vẫn đói, muốn ăn thịt nướng. Cô nhìn đống lửa nói. Thương ấp lập tức đứng dậy đi nướng thịt. Úc Nhiên đột nhiên nhìn thấy tấm đá dùng để chiên cá lúc trước. Cô đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh, lấy thịt ra. Dùng tấm đá để chiên thịt, cũng cho thêm rau vào. Trên tấm đá, thịt và rau kêu xèo xèo, cô vừa chiên vừa ăn. Lý Hách và Tư Hạ ngửi thấy mùi thơm, đi lên bờ. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, họ đã bắt được rất nhiều cá. Nói chính xác là Lý Hách bắt được rất nhiều cá, kỹ năng của Tư Hạ chỉ đủ để làm nền. Hai người họ rất tự giác ngậm bát ăn của mình đến. Úc Nhiên mỉm cười, đưa thịt đã chiên cho họ ăn. Khi Thương ấp mang thịt nướng đến, cô dùng dĩa xiên một miếng cá, thổi nguội, đưa đến miệng anh. Anh mỉm cười, há miệng ăn. Từ từ ăn, thịt trong nồi sắp hầm xong rồi. Được, bây giờ một người ăn, hai người hưởng, Thương ấp không dám lơ là. Nếu lơ là, người khó chịu chính là vợ anh. Ăn thịt, uống canh xong, no bụng rồi, Úc Nhiên lại buồn ngủ. Trời ơi, sao hôm nay tôi cứ buồn ngủ mãi thế này, tôi có bình thường không? Thương ấp đến gần, ôm cô vào lòng, nói, bình thường. Sau đó, anh lại nói, đừng ngủ vội, chúng ta dọn dẹp đồ đạc, về hang động. Úc Nhiên bực bội nhìn anh một cái, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, nhìn anh dọn dẹp đồ đạc, cất vào không gian, mọi người trở về hang động. Thương ấp đã biết từ Tư Hạ rằng mấy ngày nay họ sống trong hang động trên núi đá, anh ngửi thấy mùi, liền tìm thấy hang động đó. Úc Nhiên chưa ngủ say hẳn, vào hang động, cô lấy nồi niêu xoong chảo và thức ăn từ không gian ra, còn lại thì mặc kệ họ. Thương ấp nhìn quanh hang động, lại nhìn hai thú con đi theo phía sau, nghĩ đến việc Lý Hách và Tư Hạ đã ăn no cùng Úc Nhiên, anh cũng không quan tâm đến họ, bế Úc Nhiên lên hang động phía trên. Hang động ấm áp, tràn ngập cây xanh, khiến Thương ấp nhìn thêm vài lần, anh cẩn thận đặt Úc Nhiên xuống ổ cỏ. Úc Nhiên lim dim nhìn anh, vòng tay ôm lấy cổ anh. Thương ấp chống hai tay sang hai bên để đỡ người, không dám đến quá gần cô, sợ đè lên cô. Nhìn đôi mắt mơ màng buồn ngủ của cô, anh kìm nén cảm xúc muốn bùng nổ trong lòng, trầm giọng nói, mang thai cũng có thể giao phối, em ngoan ngoãn đừng quyến rũ anh, nếu không anh sẽ không kiềm chế được. Úc Nhiên không nhịn được cười, em nào có quyến rũ anh.
Nói xong, cô hôn lên đôi môi đang mím chặt của anh. Thương ấp cứng người, ánh mắt sâu thẳm. Đây mà không phải là quyến rũ. Sau một hồi dây dưa, Úc Nhiên hài lòng buông anh ra, hơi nghiêng người, chuẩn bị ngủ. Anh xem, em không tiếp tục nữa, em không phải đang quyến rũ anh. Thương ấp khẽ hừ một tiếng, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô, nâng cằm cô lên, hôn lên môi cô. Chuyện này phải có qua có lại. Úc Nhiên bị hôn đến mê mẩn, cũng vì cơ thể thật sự rất buồn ngủ, nếu không chắc chắn sẽ làm nũng với anh một lúc, cô cứ như vậy mà ngủ thiếp đi. Thương ấp cảm thấy phản ứng của cô dần trở nên hời hợt, anh cúi đầu nhìn, thấy cô đã ngủ, anh bật cười. Hồ ly lớn, cô lẩm bẩm, vòng tay ôm lấy eo anh. Anh mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán cô. Ừ, anh đây, nửa đêm, Úc Nhiên bị đói đánh thức, cơn đói này còn dữ dội hơn cả lúc ở thác nước ban ngày, khiến cô muốn cắn Thương ấp vài miếng. Đói quá, cô yếu ớt ôm lấy Thương ấp. Thương ấp mở mắt, không chút do dự bế cô xuống, trong hang động bên dưới thơm phức mùi thịt, hai nồi đá đã hầm thịt xong từ lâu, đang được giữ ấm bằng lửa nhỏ. Úc Nhiên được đặt xuống ghế đầu, Thương ấp nhanh chóng múc cho cô một bát, cô vừa thổi vừa ăn. Từ từ ăn, Thương ấp dịu dàng nói, quay người múc hết thịt trong một nồi đá ra, đặt lên bàn. Lý Hách và Tư Hạ tò mò nhìn họ từ trong ổ của mình. Nhận thấy ánh mắt của họ, Thương ấp hỏi, hai đứa có ăn không? Hai thú con đồng loạt lắc đầu. Thương ấp không quan tâm đến họ nữa. Tư Hạ tò mò hỏi, có phải sau này Úc Nhiên đều phải ăn thịt vào nửa đêm không? Thương ấp nhìn Úc Nhiên đang ăn ngon lành. Anh nói, không hẳn, một số giống cái ăn no vào ban ngày thì không cần ăn thêm vào ban đêm, nhưng một số giống cái ăn nhiều, hoặc trong bụng có nhiều con non, thì sẽ ăn nhiều hơn. Úc Nhiên ngừng ăn, thăm dò hỏi, tôi, trong bụng có mấy cáo con? Nhiều nhất cũng không quá 3 con, tộc hồ ly 9 đuôi đen chúng tôi, số lượng con non một lứa ít hơn so với sư tử, hổ. Thương ấp nói, em đừng lo lắng quá, con non ít, dễ sinh hơn. Úc Nhiên hơi nhướng mày, tại sao số lượng con non một lứa lại ít hơn so với thú nhân khác? Vì nhiều đuôi. Úc Nhiên. Cô ngẩn người vài giây, rồi bật cười. Vì nhiều đuôi chiếm chỗ, nên số lượng con non ít. Câu nói này giống như một trò đùa, khiến Úc Nhiên cười ngặt nghẽo. Thương ấp bất lực nhìn cô cười đến mức gập cả người cô dựa vào lòng anh mà cười. Lý Hách và Tư Hạ đều khó hiểu, họ hoàn toàn không hiểu điểm buồn cười ở đâu. Tộc hồ ly 9 đuôi đen, vì thú con được khi sinh ra đã có 9 đuôi, không phải 1-2 cái đuôi, 9 cái đuôi dù có nhỏ đến đâu cũng chiếm không ít chỗ trong bụng mẹ. Để thú con của tộc hồ ly 9 đuôi đen sinh sản thuận lợi, số lượng con non một lứa ít hơn so với thú con chỉ có một đuôi. Như vậy cũng giảm tỷ lệ nguy hiểm cho giống cái. Đó là quy luật tự nhiên, giống như giống cái có khả năng sinh sản, giống đực có thể thức tỉnh dị năng. Đó là quy luật bẩm sinh. Úc Nhiên cười đến đau cả bụng, Thương ấp cũng mặc kệ cô, đợi cô cười đủ rồi mới thôi. Cô cười đến thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn anh, hỏi, vậy là, xác định là thú con được rồi đúng không? Giống cái thường chỉ sinh một con, hơn nữa là hình người, giống như thai nhi của con người. Dù cách một lớp bụng, chỉ cần trong bụng là thú con cái, một số giống đực có năng lực mạnh mẽ có thể cảm nhận được. Với giống đực mạnh mẽ như Thương ấp, hoàn toàn có thể xác định trong bụng cô có mấy con non. Nếu chỉ có một con, có thể xác định là thú con cái, anh có thể nói thẳng ra. Thú con đực một lứa sẽ không chỉ có một con, ít nhất cũng là 2 con. Những lời anh nói trước đó đã ám chỉ cô rằng, trong bụng cô là thú con đực, nhưng số lượng thú con đực nhiều nhất sẽ không quá 3 con, số lượng ít, thú con đực nhỏ, dễ sinh. Từ đó suy ra, trong bụng cô không phải 2 cáo con thì là 3 cáo con. Thương ấp không phủ nhận, là thú con đực, nhưng dựa vào hơi thở sự sống thì không dễ xác định được có mấy con. Đợi chúng lớn thêm một chút, anh sẽ cảm nhận kỹ lại. Úc Nhiên mỉm cười, vậy thì tốt, nuôi dạy cáo con thật tốt, để chúng chinh phục thế giới thú nhân này. Được, anh nhất định sẽ nuôi dạy chúng thật tốt. Thương ấp vô điều kiện đồng ý, dù sao người chinh phục thế giới cũng không phải là anh. Nuôi dạy con cái là trách nhiệm của mỗi người cha, cùng lắm thì khi nuôi dạy, anh nghiêm khắc một chút, để con cái trưởng thành nhanh hơn. Úc Nhiên ngồi ngay ngắn lại, tiếp tục ăn. Xác định là thú con đực, có thể sắp xếp trước một số việc. Dù là 2 hay 3 cáo con, cũng sẽ khiến gia đình này thêm náo nhiệt. Ăn no rồi, cô cảm thấy thoải mái hơn, quay đầu nhìn màn đêm bên ngoài, còn khá lâu nữa mới đến sáng. Nhưng lúc này cô lại rất tỉnh táo, không hề buồn ngủ. Lý Hách và Tư Hạ nằm sấp trong ổ của mình, tiếp tục ngủ. Úc Nhiên hơi buồn chán, nhìn Thương ấp, vừa hay chạm phải ánh mắt của anh, bốn mắt nhìn nhau, anh lập tức hiểu ý cô. Thương ấp sải bước đến gần, cẩn thận bế cô ra khỏi hang động. Sắp vào mùa đông rồi, trời trở lạnh, sao trên trời cũng ít đi, ánh trăng cũng không còn sáng tỏ như mùa nóng nữa.
Nơi hoang dã không có ánh sao và ánh trăng chiếu rọi, tối om. Đi đâu vậy? Úc Nhiên ôm cổ anh, tò mò hỏi. Thương ấp, không phải em không ngủ được sao? Anh dẫn em đi dạo. Cô khẽ cười, nửa đêm nửa hôm rồi còn đi dạo. Không phải là có rồi sao? Cô mỉm cười không nói gì. Thương ấp bế cô đến thác nước, anh tìm một số khúc gỗ, dùng vài tấm da thú dựng một cái lều đơn giản bên bờ.